Các Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con cầu xin thầy bố thí giảng cho con nỗi thắc mắc trong lòng mà bấy lâu nay con vẫn không yên. Vì cũng đã mấy lần chúng con cũng đã viết trong các kỳ pháp hội mà chưa được thầy giảng cho chúng con được rõ. Gửi mấy lần rồi mà chưa được giảng cho được rõ, hay là chưa được giảng lần nào? Nếu mà chưa được giảng rõ có nghĩa là đã trả lời rồi nhưng mà chưa được rõ. Nếu mà còn thì gửi lên mấy lần nhưng mà vì câu hỏi chưa được giảng á, lại là vấn đề khác. Thầy ơi, dạ, vì trong họ chúng con có mấy trường hợp bị chết như thế này thầy ạ. Một, cô cháu dâu khi sang bên chùa làng gần đó dự buổi lễ của chùa, khi được nửa buổi lễ thì bị chết gục ngay trong chùa, chắc bị phải cảm, bị trúng gió. Nhưng cái này cũng do nghiệp đấy các quý vị, cũng do cái nghiệp của cá nhân đó. Hai, cô em dâu khi đi chùa trong khi đi chùa tụng kinh 49 ngày cho con của Phật tử trong đạo tràng, khi về nửa đường bị vấp ngã cũng bị chết ngay trên đường. Trường hợp thứ hai, em dâu đi chùa tụng kinh cho một đám 49 ngày, con của Phật tử trên đường về bị vấp ngã và gì, và vấp ngã mà chết nhá. Chắc là đi bộ đây nè, vấp ngã là đi bộ đúng không, chứ không phải là bị tai nạn xe máy hay xe đạp ô tô gì mà chết, mà vấp ngã mà chết. Đi bộ tức là đi bộ, nói từ vấp ngã đây thì nghĩa đi bộ. Ba, còn cô cháu gái bị ốm khi đưa lên bệnh viện tỉnh, ngày hôm sau cháu cũng bị chết tại bệnh viện, khi đó cháu mới bước sang tuổi 17, cháu gái ạ. Trong ba trường hợp này chết cách năm xa xa thầy ạ, tức là ba trường hợp này chết cách năm xa xa, tức là cách vài, chắc là cách vài năm. Chúng con là kẻ vô minh nên cứ nghe người ta nói chết ở chùa, đường và viện, khi không làm lễ rước vong về thì không về nhà được mà cứ ở nơi chỗ chết đó. Con rất mong được thầy bố thí cho chúng con được biết như thế thế nào, có cần phải làm lễ gọi vong về không ạ? Cuối cùng con kính chúc thầy pháp thể khinh an mãi mãi là cây đại thụ che mát cho chúng con trên bước đường tu tập. Ở đây thì với câu hỏi này thì thầy khẳng định rằng á, nay thầy mới đọc lại lần đầu tiên, chưa trả lời câu hỏi này lần nào cả. Có thể Phật tử này đã viết mấy lần các pháp hội rồi, nhiều câu hỏi quá không trả lời hết được, nhưng nay nó đủ duyên, nó được lên đầu tiên này. Nay được trả lời đầu tiên thì đầu tiên thầy phải trả lời rằng cái việc mà trong gia đình này có ba người chết, dòng họ có ba người chết, một là cháu dâu, hai là em dâu. Cháu dâu thì đang đi lễ tụng kinh ở trong chùa và gục ngã chết ở trong chùa, còn em dâu thì đi tụng kinh 49 ngày cho con của Phật tử, đi về vấp ngã và chết trên đường. Còn một đứa cháu gái 17 tuổi đi bệnh viện, lên viện ngày trước ngày sau thì bị chết, nhưng cách nhau cũng xa xa vài năm. Và ý Phật tử này hỏi rằng nghe người ta bảo những người chết ở trong chùa và ở ngoài đường ở bệnh viện như thế thì vong linh sẽ không về được nhà, mà phải cúng gọi vong triệu hồn, phục hồn và triệu hồn gọi hồn thì vong mới được về nhà, bằng không thì vong không được về nhà. Cho nên Phật tử này thấy thắc mắc, muốn hỏi rằng như vậy thì làm như thế nào, vong có được về nhà không? Thì tôi hỏi các vị lên chùa từ hôm qua, ở hôm nay và ngày mai nữa, thì hết ngày mai các vị có được về nhà không? Có được về không? Thầy có bắt lại chùa không? Có ai bắt không? Có ai bắt đâu. Chúng ta đến chùa là tự nguyện để tu mà. Thì trần sao thì âm vậy, có gì đâu các vị. Chúng ta hiểu một cách đơn giản là trần sao thì âm vậy. Đâu Phật Bồ Tát cũng có đi bắt gì, bắt các vong linh ở dưới đó để đi làm thuê quét chùa mướn cho Phật đâu, không có. Người này chẳng qua là gì, cái một là gì, cái vận hạn của họ, cái số mệnh của họ, cái ngày đó là họ gì phải chết, giờ đó họ phải chết. Nếu họ chết ngoài đường ngoài chợ
Nếu họ chết thì cho đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, bị tai nạn xe máy, xe hoặc là gì, ô tô nó cán chết, hoặc là ngã xuống sông, xuống núi mà chết á, thì còn khổ cực hơn các quý vị. Họ được chết ở trong chùa. Trước khi họ chết họ vẫn đang lễ Phật, đúng không? Vẫn đang lễ Phật, vẫn nhìn thấy Phật, và chung quanh vẫn còn có người cùng tu, cùng niệm Phật cho họ. Thì cái chết đó thầy nghĩ rằng không phải là quá gì phải lo lắng cả. Được chết ở trong đất Phật, ở trong cửa Phật. Tôi nói với các quý vị, cho tôi chết ngàn lần ở trong cửa Phật còn hơn là tôi chết là gì? Tôi chết một lần ở đầu đường xó chợ, chết một lần nữa bị tai nạn xe máy, xe hơi, ô tô, rồi ngã vách núi, rắn cắn hổ vồ, các quý vị chết trăm ngàn vạn lần ở trong cửa Phật còn hơn chết một lần đau đớn ở ngoài gì, ở nơi rừng thiêng nước độc, rắn cắn hổ vồ. Chết ở trong cửa Phật có gì mà phải lo? Trước khi chết mà đi tụng kinh cho người ta, về mà mệnh số cùng mệnh tận, mình thì mình hết, mình chết. Nếu mình không chết ở trong cửa Phật như thế, ngày hôm đó mình không đi tụng kinh mà mình đi gì, đi sát sinh hại vật, mình chết á, thì cái chết đó thì sẽ đi sâu vào trong ba đường ác đạo. Còn mình đi tụng kinh về mệnh hết mà mình chết, thì dù sao vẫn còn cái công đức mình vừa tụng kinh xong đó, mình chết để mình gì, thần thức mình đi lên chứ mình không đi xuống. Các vị nghĩ xem, cùng là chết, nhưng chết để đi lên và chết thì phải đi xuống, thì cái chết cái nào tốt hơn? Đi lên đương nhiên tốt hơn. Cho nên Phật tử này không phải lo, không phải suy nghĩ rằng lăn tăn rằng chết như vậy ở trong chùa và ở trong ở ngoài đường như thế là gì, vong linh không được về nhà. Không phải. Cái suy nghĩ như vậy là cái suy nghĩ của những người không có học thức, cái suy nghĩ của người thiếu hiểu biết, cái suy nghĩ của người là võ đoán thôi. Còn người học Phật chân chính của chúng ta biết rằng tất cả đều do nhân duyên, nhân quả và nghiệp báo vậy. Cái sống chết nó cũng gì, ở theo An Sĩ Toàn Thư á, chú lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói gì? Sự sống chết của con người ta cũng đều có sự an bài và sắp đặt của gì, của mệnh mình rồi vậy, của bản mệnh mình rồi. Nếu mà người làm được việc cực thiện á, thì có thể tích phúc cải mệnh. Trường hợp này là trường hợp phải đặc biệt, làm được nhiều việc phúc đức tích thiện thì mới có thể tích phúc cải mệnh được, thay đổi vận mệnh của mình, biến gì, biến chết yếu thành trường thọ được, biến khổ đau thành an vui được, biến không có phúc thành có phúc được. Các quý vị nên đọc cái quyển tích phúc cải mệnh thì sẽ rõ chúng ta phải làm như thế nào đó. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là không phải lo lắng nữa, gia đình không phải lo lắng, cứ nhất tâm đi tụng kinh như thế này, làm sớ hoặc làm bài vị hồi hướng cho gì, cho các em, cho vong linh của các em và cửu huyền gia tiên nhà mình, chắc chắn là gì, họ cũng được lợi lạc vậy. Nếu họ còn không may đọa vào trong ba đường ác thì cũng sớm thoát được ba đường ác vậy. Nếu họ không còn ở trong ba đường ác nữa, được sinh về quay lành rồi, thậm chí là họ sinh làm gì, làm quỷ thần, làm chư thiên, có khi bây giờ họ đang ở trong hội trường này cùng tu với chúng ta vậy. Cho nên không phải suy nghĩ lăn tăn cái chuyện là sợ là họ không về được nhà, không phải lo cái điều đó nhé, không phải lo. Một Phật tử nữa hỏi, Phật tử ở Hải Hậu, Nam Định, Phật tử Mai Thị Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chúng con, đây nói là huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chúng con có đạo tràng tu tịnh độ vào các ngày Chủ nhật từ năm 2018 đến nay. Chúng con xin Thầy cho chúng con được đăng ký là đạo tràng, được Thầy dẫn dắt. Thầy cho kế hoạch đăng ký ạ. Đấy, ý thứ nhất. Thứ hai là một huyện ven biển của tỉnh Nam Định. Chúng con xin Thầy bố thí cho đạo tràng chúng con được cung nghinh Thầy về với đạo tràng. Chúng con buổi giảng pháp trực tiếp ạ. Đạo tràng chúng con từ 2018 đến nay, chúng con mới chỉ được nghe Thầy giảng trên mạng thôi ạ. Mong Thầy hoan hỷ quan tâm đạo tràng chúng con vùng sâu vùng xa, rất khát vọng được cung nghinh Thầy ạ. Con Mai Thị Thanh, số điện thoại đây. Thầy chưa dám nhận lời là về, nhưng Thầy sẽ cố gắng. Biết đâu một ngày nào đó không hẹn trước mà đùng một cái Thầy gọi điện bảo thế chuẩn bị nhá, Thầy về thăm đạo tràng đấy. Đấy, đấy.
vì công việc của thầy cũng khá là nhiều, cho nên hẹn trước mà không về được thì phải tội ra không hẹn trước. Nhưng mà năm nay thì chắc chắn là sẽ xếp cái kế hoạch là cho các sư ông lớn sẽ đến thăm các đạo tràng và dẫn cho các đạo tràng tu 1-2 tháng thì có thể đến thăm một lần. Đặc biệt là gần đây xa xa thì phải bố trí một cái thời gian nào đó nó thích hợp. Năm nay cũng sẽ có cái kế hoạch đấy. Đạo tràng nào muốn đến đăng ký thăm trước thì cứ ghi vào đấy. Xem ta thầy sẽ bảo các sư ông lớn sắp xếp. Các sư ông bây giờ thì cũng biết tự lái xe rồi. Ông Hòa này, rồi ông Hạnh này, ông Khoa này. Đấy, mấy sư ông này tự lái xe đi được rồi, có các chú lái xe. Thỉnh thoảng thì đi đến để gần gũi lân vấn các Phật tử, vừa là sách tấn động viên. Thay thầy để đi động viên các Phật tử cũng tốt mà. Thầy thì có một thân làm sao mà lo được hết tất cả được. Các sư ông lớn rồi cũng phải lo các sư cô nữa. Đấy. Thì bây giờ đạo tràng nào mà họ liên hệ họ cần đến thì khoảng độ 1-2 tháng một lần đến để động viên dẫn tu cho Phật tử một ngày. Họ có cái điều gì cần hỏi thì giải quyết được ngay thì giải quyết, không giải quyết được ngay thì ghi nhận lại về để bạch lên sư phụ thế giải quyết cho, giúp đỡ cho. Đây cũng là một cái cách để cho thì tăng ni trong đạo tràng gần gũi với các Phật tử chúng ta hơn. Nhiều người đã nói với thầy cái điều đó, nói này: thầy chả đến thăm chúng con, mong mỏi mòn cả mắt mà gì, chả thấy thầy đến. Thôi thì năm nay thì cũng sẽ phải có cái kế hoạch này. Thôi đạo tràng này các Phật tử thôi cứ nhất tâm tinh tấn tu tập và nghe giảng y giáo phụng hành thôi. Thầy mà đến được thì càng quý, mà không đến được cũng không sao. Gặp thầy ở trong gì, ở trong hình, nghe thầy ở trong tiếng mà thực hành theo á, thì cũng như là nhìn thấy tận mặt và lễ tận dưới chân thầy rồi vậy. Đó. Trong lòng có Phật thì Phật chính là gì? Phật luôn luôn ở bên ta. Trong lòng mà có thầy nương theo lời thầy giảng để mà tu thì thầy luôn luôn ở trong đạo tràng của mình rồi vậy, ở trong gia đình của mình rồi vậy, và ở trong gì? Ở trong trái tim của mình rồi vậy. Phật tử là Đỗ Thị Minh ở Hà Nội hỏi rằng: con kính bạch thầy từ bi hoan hỷ, dạy cho chúng con hiểu biết về ngũ phương Phật, công đức chiêm bái đỉnh lễ cúng dường tôn tượng ngũ phương Phật. Con xin tri ân công đức của thầy và chư tôn đức tăng ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngũ phương Phật ở đây là chỉ cho gì ạ? Là năm phương Đông Tây Nam Bắc và Trung ương. Năm vị Phật này mà tới đây á, chùa chúng ta có làm để thờ trên tầng 3 đó. Mấy năm trước là có đặt tượng đá thờ, đặt tượng đá năm màu. Đây sẽ ông Hạnh đi đặt. Ông Hạnh đi đặt nhưng mà họ làm hỏng mất. Cũng rất là đắt, 300-400 triệu một pho. Có pho đến 500-600 triệu. Cái pho đá hồng ngọc ấy. Nhưng mà cái may là cái pho hồng ngọc đấy họ vẫn chưa làm. Vì ngày đấy thì thầy cũng bận nhiều việc, cái giao cho ông Hạnh. Ông đi đặt thì người ta làm. Đấy, ba cái pho mà họ làm để xong rồi mang về để bên ngoài cái đối diện chỗ viết sớ đấy. Xấu quá. Nói nhỏ thôi, họ nghe thấy là họ buồn. Xấu quá, đúng không? Nhìn nó xấu quá. Ví dụ các vị bảo nơi khác thì có thể họ thờ chọn cho lên đấy được. Bây giờ bảo thầy rước cái ba cái pho tượng xấu quá mang lên đó mà thờ cá, cái không gian của mình nó trang nghiêm thanh tịnh thờ phụng như thế, đến nhìn thấy ba pho tượng nó không có tướng hảo, người ta cười cho. Cho nên thôi các đạo tràng, mấy đạo tràng, mấy Phật tử ngày xưa cúng tượng ngũ phương ấy, thì thôi tới đây thì tiền đã đặt cho họ, họ mua đá, họ tạc thành tượng rồi, mình bắt đền họ sao? Cũng khổ là do gì? Do mình bận quá, mình không đến để chỉ đạo họ làm được. Cứ tin tưởng vào tay nghề của họ. Đến khi họ mang tượng lên, họ bảo họ xong rồi. Mình xuống xem thì thôi, nó đã làm xong hết rồi thì làm sao mà sửa được nữa. Tượng gỗ thì còn có thể đắp gỗ vào, và tượng đất thì đắp đất vào, đắp gỗ vào để làm lại. Tượng đá thì đắp kiểu gì, và các quý vị không thể đắp được nữa. Cho nên tiền thì họ đã mua đá, tạc tượng thành đấy rồi.
Mình thì nếu mà mình bảo họ làm xấu thì mình đâu có đắt họ từ đâu. Đặt, ông Hạnh ông đi đặt. Mà chính cái mấy cái đạo tràng ở Sơn Tây và ở dưới Hoài Đức là đi đến đặt người ta đó. Đặt người ta làm. Nếu mà ngày xưa để thầy đặt ở trong Đà Nẵng thì nó làm sẽ đẹp hơn, nó sẽ đắt hơn, nhưng sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đấy, tin tưởng, giao cho đấy, cuối cùng đấy mới giao cho việc làm đâu. Thầy mới giao cho để làm thử xem có được không. Cuối cùng hỏng bét này. Rước về không dám mang lên để thờ các quý vị. Số cái đấy các quý vị cứ ra đấy, ba pho ở ngoài, đối diện cái chỗ ba pho tượng đá đấy, đối diện cái chỗ viết sớ đấy. Các vị nghĩ nghĩ xem, đấy cái chùa mà không có sư toàn các vãi thì họ làm một thờ được. Như thế thì vẫn tốt. Nhưng chẳng nhẽ người ta đến người ta nhìn về cái ông thầy như thế này mà lại thờ những cái pho tượng như thế thì ở một cái nơi trang nghiêm như thế thì các vị nghĩ thế nào đây? Người ta chửi vào mặt mình đó chứ. Cho nên thôi cái chỗ đấy thì sau này thì xin lỗi các Phật tử mà cái đây con lỗi một phần do thầy không sát sao ngay từ đầu. Giao cho sư ông Hạnh và sư ông Hạnh thầy bảo là đấy quán xuyến rồi đi xem. Nhưng mà khổ tay nghề của người ta chỉ được có thế mới làm thế nào. Khổ lắm. Cho nên mang về rồi sau này thì mình để trang trí ở một cái ở ngoài trời và cái gốc cây vậy, chỗ đấy để tạm thôi. Sau này là mình trang trí và giống như tượng các vị A La Hán ấy, mình sẽ để vào một khu vực dân là vẫn đến lễ bái vẫn các thứ được. Nhưng mà để vào trong nhà như thế thì cái thứ nhất thì ở trong nhà bây giờ mà cho nhiều tượng đá và tượng ngọc, tượng gỗ lên trên cái đại tượng nó nặng, nó rất nguy hiểm cho cái công trình. Cho nên trên đấy bây giờ thầy phải suy nghĩ, suy tính toán là cả cái vấn đề chịu lực nữa. Cho nên nó từ đó, từ các tầng, tầng 4 trở lên là bây giờ thờ bằng tượng Composite thôi. À, tượng ngọc và tượng gỗ như thế là đủ rồi. Không có thờ nhiều tượng nặng lên đấy là rất nguy hiểm về sau này. Vì vậy mà vừa qua là đặt tượng Composite rồi. Tượng Ngũ Phương cũng đặt thành tượng Composite rồi. Nhưng mà làm đẹp, đặt tận trong miền Nam, làm đẹp. Cho nên cái số tiền của các Phật tử mà cúng rồi á, thôi bây giờ thì họ sẽ bảo họ bù lại một phần để đặt vào cái tượng Composite đấy. À, thì cũng thôi các Phật tử cũng hoan hỉ. Những các đạo tràng mà ngày xưa cúng cái tượng năm pho Ngũ Phương to á, và phải Phật tử mà hôm nay cũng phải nói thật, giải bày thật là như thế, chúng ta cũng không thể đòi lại hết tiền của họ được nữa. Vì họ cũng mua đá và cũng làm tượng cho mình rồi mà. Làm được 3 pho rồi còn 2 pho nữa nó xấu quá. Thì thầy mới bảo thôi hai cái pho đá, một pho trắng một pho hồng ngọc ấy thì chưa vội làm, để đây bao giờ thầy chỉ đạo trực tiếp thì mới làm. Đấy, có thầy chỉ đạo và nó khác đấy. Đấy, không có thầy chỉ đạo thì nó khác ngay. Đấy, cho nên thầy bảo đấy, đấy đá thì người ta mang về đây cho thầy rồi, hai viên đá mang về đây rồi, sau bao giờ làm tượng thì tính sau. Còn năm pho Ngũ Phương đấy thì vừa qua đặt bằng hết cái pho Composite rồi, thầy bảo họ hoàn lại một số tiền để bắn lại cái tiền Ngũ Phương Phật đấy bằng Composite. À, thì các đạo tràng, các Phật tử cúng dường thì thôi, từ cái pho tượng đá ngày xưa nó không được như nguyện thì bây giờ coi như chúng ta được cả hai cái, đúng không? Được cả năm pho tượng đá mà sau này để thờ ở ngoài trời ấy, với được cả năm pho tượng của Bà Sít thờ trên tầng 3 nữa, vẫn là tượng mà. À, nó vừa là nhẹ mà nó lại đẹp, thờ trên đó nhìn nó tương hảo vào, ai nhìn thấy Phật cũng phải muốn cúi đầu, phải muốn chắp tay, phải muốn lễ bái chứ các quý vị. Đó, đặc biệt là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Còn chúng ta, còn ngoài đó chúng ta để ở ngoài gốc cây ấy, thì để khắp các nơi ở ngoài trời ấy, làm cái nơi vừa là tiểu cảnh vừa là trang trí tiểu cảnh ấy, thì họ cũng vẫn phát tâm được, nhưng mà nó không được như ở trong cái nơi trang nghiêm ấy. Thì thôi được cả hai. Các Phật tử năm nhóm đạo tràng và gia đình Phật tử cũng năm pho Ngũ Phương to ấy, ở tầng 2 đấy nhá, thì tới đây cũng hoan hỉ. Thầy không có bớt một đồng nào đâu, tiền đưa cho người ta hết 100% rồi, thậm chí thầy còn ứng cả tiền làm cho họ 200-300 triệu nữa rồi. Nhưng bây giờ chịu bó tay thôi, chả được. Vì họ cũng nghèo, họ có đâu, họ cũng làm thợ làm công ăn lương, họ làm cho mình, nhưng mà nói thì nó không được như ý muốn. Thì bây giờ thì thôi, thì tạm thời như vậy thì họ, con thầy cũng sẽ tìm cách để bảo họ thì hoàn trả lại cái mấy trăm triệu mỗi một pho là. Tiền tượng Composite là 120 triệu. Đấy là cái tiền tượng thôi, chưa có đế. Thì bảo họ hoàn lại cái phần đó thôi. Vì cái phần tượng đá ngày xưa có pho đến 400-500 triệu thôi. Thì bảo hoàn lại cái đấy để cho chúng ta thay vào đó thì nó được cả hai. Các Phật tử hoan hỉ, các gia đình hoan hỉ nhá.
các đạo tràng mà cũng năm pho ngũ phương hoan hỉ. Còn những pho ngũ phương bé thì hôm Tết thì thầy nói là bây giờ tới đây thì chúng ta cũng bắt đầu đúc cái pho ngũ phương bé. Nếu mà chúng ta đặt ở trong miền Nam á, thì cứ 4 triệu một pho. Hôm nay thầy đặt pho tự mẫu là 4 triệu một pho, không phải 3 triệu đâu nha, 4 triệu một pho. Ra tới đây họ gửi ra tới đây cho mình là 4 triệu một pho. Vậy nếu mà chúng ta đặt họ thì chúng ta mất cả 4 triệu ấy mà mới được có một pho tượng. Nhưng chúng ta làm lấy thì 3 triệu ấy chúng ta chỉ mất khoảng 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi làm tượng. Còn lại khoảng gần 2 triệu là gì vào làm cái gì ạ? Mua sơn với làm cái tòa ngồi của ngài. Để trong ô đấy, ngài ngự ở trong đó, tức là trọn vẹn ở trong đó, vừa có công đức làm tượng, chúng ta không mất đi. Tới đây bắt đầu vào an cư mà lấy cũng phân cho xưởng tượng bắt đầu là đúc, và các sư cũng xuống là đúc, và các Phật tử cũng xuống đó để đúc. Vì mình không có tiền mặt thì mình phải bỏ công bỏ sức ra để góp công sức với các Phật tử để làm cái đó, thì lại bớt đi được khoảng hơn triệu để trả cho anh em thợ thuyền đã làm công ấy, để đắp tượng ấy, vân vân. Thì cái năm pho ngũ phương này, cái ý nghĩa thì thôi, cái ý nghĩa nó sâu lắm, để sau này một cái lúc nào đó thầy sẽ giảng về cái ý nghĩa của năm pho tượng ngũ phương này, công đức lớn lao. Mà trong kinh nói rằng ai mà có nhân duyên mà gặp được năm đức Phật này, nghe danh hiệu của năm đức Phật này và cung kính cúng dường năm đức Phật này á, thì đời đời kiếp kiếp không bị đọa vào trần. Nam chúng ta có vừa nổi lên một cái chú làm tượng cô ma diết đẹp như thế, nhưng không biết nó làm có đẹp như mẫu hay không. Mẫu thì đẹp, mẫu chú ấy làm ra cho một số các chùa thì đẹp, phải nói là thầy là cái người mà kỹ tính rồi, nhưng mà nhìn thấy mà ưng ngay, nhìn thấy ưng ngay. Đặt chú ấy làm cho 7 pho dược sư cô ma diết, có 6 pho nhỏ hơn thì mỗi pho là 120, chú ấy xin 120. Còn pho to thì chú xin là 250. Còn cái pho bé xíu xíu là 4 triệu các vị. Mà mình làm đấy thì nó chỉ mình phát động là 3 triệu, nhưng mà mình làm để bớt đi cái công đi, còn lại thì để làm một cái chỗ ngồi, mua sơn rồi tới đây là còn phải thuê các chú thợ nó hoa văn, nó làm cái hoa văn nó ốp vào bên. Vì sao thờ dược sư? Vì Đức Dược Sư ngài cũng có duyên rất lớn với thế giới Sa Bà chúng ta này. Đức Phật Dược Sư ngài có cái nguyện là cứu giúp cho những người bị bệnh tật, bị ốm đau, bị vận hạn, vân vân. Những người bị bệnh tật đó, tụng kinh dược sư hoặc cúng dường Đức Phật dược sư, tranh ảnh tôn tượng Đức dược sư đó, thì sẽ được tiêu tai giải hạn. Đặc biệt những người đang gặp những cái căn bệnh quái ác như là ung thư, như là những cái căn bệnh gì nó khó chữa, thì trong kinh nói là cúng dường tranh ảnh tôn tượng Đức Phật dược sư, tụng kinh dược sư, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật dược sư ấy, thì sẽ được tiêu tai giải hạn và được cát tường vân vân. Cho nên cũng làm một tầng thờ Đức Dược Sư đấy để cho gì, chùa chúng ta sẽ làm cái nơi cho mọi người đến cái gì cũng có, họ cầu cái gì cũng được, cầu sinh Tây Phương cũng có, rồi cầu khỏi bệnh cũng được, rồi thậm chí là rất rất nhiều. Chúng ta là một cái nơi đáp ứng thật nhiều những cái gì, cái sự mong cầu của chúng sinh. Tâm chúng sinh mong cầu vô lượng thì hạnh nguyện của Phật Bồ Tát cũng gì cũng có vô lượng vô biên để đáp ứng cái lòng mong cầu của họ. Thế con thứ hai bị tâm thần, con trai út mắc bệnh về máu, đang điều trị tại Viện Huyết học Trung ương, chồng con lại theo gái, khổ. Đây gọi là họa trong họa đấy, đúng không? Gọi là khổ trong khổ, đây gọi là khổ khổ đấy. Sáng qua con có gặp thầy và thầy báo xem lại mộ tổ bốn đời nhà con cách 7 mét xung quanh có vấn đề gì thì báo lại thầy. Gia đình con đã huy động nhiều người đi tìm nhưng ngôi mộ đã mất từ lâu. Mới có bốn đời mà đã để mất mộ thế thì nguy rồi. Đấy. Vì nhà nước san ủi đường và làm đường bê tông. Thôi thế còn gì nữa, thế bây giờ họ làm đường họ đi lên trên, bệnh tật như thế, chồng thì lại bỏ đi theo gái như vậy, khổ thân. Già rồi, cụ ấy già rồi, hôm qua đến phải tầm phải trên 60 gần 70 rồi,
Nếu mà chồng như vậy, chồng cũng ngang ngang tuổi thì cũng phải tầm 70 rồi. 70 mà còn bỏ đi theo gái đấy, khổ. Đâu có phải là có phải trẻ nó mới bỏ đi đâu, già nó cũng bỏ đi đấy, khổ thân chưa. Đấy, cho nên trường hợp này thì về khuyên làm như vậy đó. Tụng kinh từ giờ về nói với cả cái chi họ đấy, muốn yên ổn ấy, thì tất cả cùng tụng kinh Địa Tạng với nhau, trừ những ngày bận bịu quá. Đấy, tụng kinh Địa Tạng và giảng kinh để Địa Tạng, mở cái đài giảng kinh Địa Tạng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình ấy. Và những người còn sống cũng nên nghe giảng kinh Địa Tạng để phát khởi cái tín tâm bồ đề để mà gì mà học đạo. Xong làm được như thế, xong đến tháng 10, khoảng giữa tháng 10 thì đó, tháng 9, pháp hội tháng 9 thì ra dự xong thì thầy sẽ bố trí cho ngày giờ làm như thế nào và cái cách làm mộ giả như thế nào. Cái trường hợp mà vong linh họ chấp là phải làm cái đấy đấy, làm xong thì yên, làm xong được thì yên. Cái này thầy cũng đã giúp cho một vài gia đình rồi. Đấy, cái việc chuyện tâm linh các quý vị ạ, có phải là cái gì cũng sắc sắc không không, sắc bất gì không, không bất gì sắc ngay được đâu. Chúng sinh người ta còn chấp lắm, phàm phu mà làm sao mà đã gì đã thấu được cái cảnh giới của Phật, của Bồ Tát được. Cho nên chúng ta cũng phải phương tiện gì, các cụ ngày xưa nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo gì, thì mặc áo vải hả, thì mặc áo giấy. Đấy, kiểu ý các cụ đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ý là nói là gì? Nói là chúng ta phải biết những các phương tiện thiện xảo để mà cứu giúp chúng sinh vậy. Người xuất gia cũng phải biết các phương tiện vậy, không để cứng cứng đơ đơ đấy, như pháp của Phật bảo cái đó là mê tín dị đoan, cái đó là tà pháp, không phải đâu. Chúng sinh bệnh thì Bồ Tát cũng bệnh. Bồ Tát thì vui trong niềm vui của chúng sinh, mà khổ trong gì? Trong niềm đau nỗi khổ của chúng sinh, đó mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát phiên âm từ tiếng Phạm là Bodhisattva, tức là Bồ Đề Tát Đỏa mà, dịch là giác hữu tình mà. Đem ánh sáng, trí tuệ để giác ngộ, để giải thoát cho chúng sinh mà. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái phương tiện của nhà Phật thì có rất nhiều vậy. Cốt là để chúng sinh được an lạc, được thảnh thơi, được giải thoát, được bớt đau khổ và hướng đến sự thanh tịnh an lạc nội tâm vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Ôi dồi, nhiều bức thâm thư khổ chưa dài thế. Lời đầu tiên con xin kính chúc thầy cùng toàn thể quý thầy cô chùa Khai Nguyên pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành, thầy hoan hỷ giải đáp và cứu giúp cho gia đình con một việc như sau với ạ. Năm 2017 gia đình con có bốc mộ sang cát cho mẹ chồng. Khi bốc lên thì cụ vẫn còn nguyên. Do không biết nên gia đình con không chôn lại mà để người bốc xác thi thể của cụ xong rồi mới chôn lại. Sau 4 tháng đến đầu năm 2008 thì chồng con bị tai nạn và mất. Do xảy ra như vậy nên con cũng sợ và đi xem bói một số nơi. Có chỗ thì bảo do đời trước các cụ nhà con lấy của đình chùa mang về nhà dùng nên giờ nghiệp đổ, nên nghiệp đổ ra như vậy. Có chỗ thì bảo phải làm lễ giải hạn rồi phải ra trình đồng mở phủ hầu, không thì phải ra trình đồng mở phủ hầu, không thì còn bị nặng hơn nữa. Chúng ta thấy ghê, dọa ghê quá thì thôi. Sau khi xem bói, con cũng có về hỏi lại các cụ trong họ đời trước có lấy đồ thờ đình chùa không, thì các cụ bảo ngày xưa chùa làng phá có mang một số đồ về dùng và giờ vẫn còn. Thế là có cái họ nói đúng đấy, đúng không? Có cái là quỷ thần nó nói đúng đấy. Để làm lễ dài hạn, không, hai mẹ con càng sợ nên cũng nghe lời thầy bói dốc tiền của để làm lễ giải hạn mở phủ hầu đồng. Sau khi mở phủ hầu đồng xong, sự việc gia đình con ngày càng rối ren. Đang nghe mở hầu đồng mở phủ xong nó phải khỏi chứ nhỉ, nhưng là càng rối ren thế này là hỏng rồi. Công việc làm ăn bị phá sản đổ vỡ hết, con trai lấy vợ được một thời gian cũng không hạnh phúc và bỏ nhau, nhà cửa mất, sự nghiệp cứ làm đâu là đổ bể đó.
tan tành mây khói. Trong một thời gian dài đến nay gần 10 năm gia đình con bị mất phương hướng, mọi việc cứ mất kiểm soát và rơi vào bế tắc, đau khổ không lối thoát. Đến nay con được một người bạn gieo duyên và biết đến chùa Khai Nguyên, biết đến thầy, con khẩn thiết mong thầy chỉ dạy và dẫn dắt để gia đình con vượt qua được khổ nạn này ạ. Con xin cảm ơn thầy, xin tri ân công đức của thầy. Ở cái trường hợp này á, bây giờ thì biết rõ là gì, con lấy của đình của chùa rồi. Đấy, khổ thế đấy. Các cụ ngày xưa bảo của Phật mất một đền mười mà. Không hiểu. Trong cái giai đoạn sau năm 45 á, giải phóng xong đất nước chúng ta cũng có một thời gian gọi là cải cách văn hóa đó, cách mạng văn hóa đó, học theo cái cách làm của Trung Quốc đó, cũng phá đình phá chùa à. Một số người á, mang cái đồ thờ đó về để thờ tại gia tại nhà. Thì trong Phật tử này á, có hỏi ra bây giờ mấy quả đi xem, họ mới bảo là gì, đúng như thế. Đi về bây giờ xem đó, kiểm tra là hỏi các cụ bảo đúng, có một số đồ thờ lấy của đình của chùa ngày xưa, làng phá đình phá chùa, các cụ có mang về thờ trong nhà, bây giờ con cháu vẫn phải gánh. Thôi thì cái này thời gian không có nhiều, không nói nhiều nữa, bây giờ hướng dẫn cho cách giải quyết luôn này. Gia đình Phật tử này về phải cùng anh em họ hàng này về cùng nhau, trong cái anh em trong cái chi nhà mình á, và làm cái lễ gia đình ra chùa mà nhờ các sư hay là các thầy ở trong đình trong chùa đó, họ lễ tạ cho, họ sám hối lễ tạ cho. Toàn bộ cái đồ ngày xưa lấy á, bây giờ mang ra để trả lại. Đồ đình nhất thì trả đình, đồ đình đồ đền thì trả cho đình, đền đồ chùa trả cho chùa. Thì thường thường là cái này, cái đồ thờ mà có cái đỉnh có cái hạc á, thì cái đấy là của đình đấy. Của chùa thì người ta ít nơi họ thờ hạc lắm à. Cái ví dụ cái bộ tam sự bát hương đỉnh đồng mà có cả con hạc á, thì thường là ở hay ở đình và ở đền. Còn ở chùa thì có bát hương bằng đồng hoặc là cái mâm bồng hoặc cây nến thôi. À, thì thường cái đồ đó đồ của nhà chùa. Còn nếu mà cứ có cả cái con hạc vào đường đó, thường cái đồ đó đồ ngày xưa thờ trong đình, trong đền à. Đấy là cái cách thờ ngày xưa này thường như thế. Tuy nhiên cũng có chùa thờ hạc nhưng mà ít lắm à. Thì về nên xem rằng cái đồ thờ này mang để trả lại toàn bộ cái đồ thờ cũ này, làm cái lễ. Trước khi mang trả thì mình cũng phải làm cái lễ ở nhà nhà mình, kính cáo với thần linh thổ địa gia tiên nhà mình, các cụ nhà mình để mình thay lại cái đồ thờ này, mua cái đồ mới để thờ lại trong nhà. Cái này trước khi xong mang ra thì phải rửa cho sạch sẽ đi, rồi nước ngũ vị hương khai quang tẩy với sạch sẽ mới mang ra đình ra chùa để nhờ các sư hoặc các thầy cúng ở ngoài đình ngoài chùa thầy thống và lễ tạ cho. Và đặc biệt ở trong đình trong chùa trong làng trong xã nhà mình, ví dụ như có một ngôi chùa, ngày xưa mình biết ngôi chùa nào thì mang ra thẳng ngôi chùa đó thì cúng thì nó tốt rồi, mà không biết là các cụ mang từ ngôi chùa nào thì tốt nhất. Vì trong xã nhà mình có ba ngôi chùa thì cả cái chi nhánh chi họ nhà mình cùng chung nhau lại mua lấy cúng lấy ba cái bộ bát hương bằng đồng á, đồ bằng đồng thì mình cúng bằng đồng, đồ bằng sứ thì mình cúng bằng sứ, tùy theo trong xem trong nhà mình cái đồ mang về đó bằng đồng thì cúng bằng đồng, bằng sứ thì cúng bằng sứ. Mua bát hương này, rồi cây nến này, rồi mâm bồng này, đấy những cái đồ đó và mang ra để cúng, nhờ họ làm lễ, nhờ các sư và các ông thầy làm lễ cho. Bây giờ trong xã mà có hai ngôi chùa thì cũng nên hai bộ như thế, mỗi chùa một bộ. Trong xã mà có hai ba ngôi đình ngôi miếu thì cũng gì cũng nên mua để cúng như vậy. Bây giờ cái đồ đấy nó cũng không đắt lắm đâu mà, đồ bằng đồng nhỏ nhỏ xinh xinh vừa vừa ra nó cũng khoảng vài triệu một bộ thôi, 2-4 triệu rồi một bộ là cùng thôi. Cái bộ to thì có thể 5-6 triệu, giờ nó không đắt như ngày xưa nữa. Thì cả cái chi họ nên thì nên cùng nhau lại mà cúng. Nếu họ mà không cúng ấy, không nghe thì mình gia đình nhà Phật tử này cúng cũng được, thì mình làm ít thôi, mình cúng ở ví dụ xã mình hay làng mình thôn mình ấy, có một chùa một đình thì mình cúng một đùa một chùa một đình, chùa một bộ và đình một bộ, thì coi như là mình cắt cái phần đó, tiền này ra để đi chữa bệnh đi à, để làm việc phúc để đi chữa bệnh đi. Thì nhất tâm để sám hối, và đặc biệt xong á nên tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày để hồi hướng để sám hối cho các cụ nhà mình đã làm cái việc sai trái trước đây, và cầu Phật Bồ Tát thương tình là hoan hỷ để cho gì gia đình nhà mình cái chi họ nhà mình nhất tâm để sám hối.
Thầy nghĩ rằng cũng sẽ gì? Dần dần sẽ hết thôi. Một Phật tử nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hòa. Hiện gia đình con đang gặp chuyện không vui. Con muốn nhờ thầy giúp đỡ cho con, làm sao mà lắm người không vui thế nhỉ? Hôm nay ở đây sao nhiều người không vui thế? Chả thấy ai hỏi câu chuyện câu con đang vui thế nào cả. Toàn nói là không vui thế này, buồn quá. Chẳng nhẽ là đến chùa toàn người không vui hay sao? Ở gia đình con xảy ra nhiều chuyện từ tháng 7 năm ngoái. Đầu tiên do năm xung tháng hạn của vợ chồng con. Làm sao mà biết là năm xung tháng hạn đấy? Chắc là đi xem đúng không? Sau đến trong gia đình con có người mất. Và con có đi chùa xin các bùa, các loại bùa. Đi chùa xin các loại bùa về dán trong nhà. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra một số chuyện vui. Xin được bùa về, sau đó xảy ra một số chuyện vui. Có cả ma vào nhà con. Cái chuyện này là chuyện vui á. Còn có lúc cái nhập vào người con nữa. Cái này vào chuyện vui á. Vui thì cứ về mà nhập đi, nhảy tưng tưng đi. Ra đây nhảy vui thì phải, chắc là viết nhầm. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra một số chuyện thì chuyện vui. Đây này, khi tôi đọc nguyên văn lên mắt tôi tối nhưng mà nó chưa đến nỗi đọc sai đâu. Chắc là gì, chuyện không bằng lòng, không vừa ý, chuyện buồn, chuyện nó không như ý. Nói là chuyện vui, nếu vui thì cứ thế mà làm thôi. Vui làm gì có chuyện ma. Ma gì ạ? Ma nó nhập vào thân rồi nó nhập nhảy tưng tưng cho bảo vui cái gì. Mệt lắm. Chắc là viết nhầm. Vội quá là viết nhầm. Cho nên chuyện buồn, chuyện không như ý đó. Con cũng đã nhờ làm lễ và giải quyết nhiều cách rồi, nhưng mà không có kết quả gì. Nay con được biết đến chùa Khai Nguyên, biết được đến thầy. Vậy con rất mong được thầy giúp đỡ gia đình con. Những việc con kể trên sau đó lại trở thành gọi là tâm ý tương thông. Nên bên ngoài họ nhìn thấy hết nhà con và đọc cả những suy nghĩ của con. Đấy. Đây là do kiếp trước đi tu gì, tu sai đường đấy mà. Cho nên bây giờ nó mới xảy ra như thế. Tu sai đường, do mong cầu thần thông. Cho nên bây giờ được thân người rồi mà không thoát được khỏi cái sự cám dỗ và ám ảnh của họ vậy, của quỷ thần vậy. Qua những chuyện trên đã làm ảnh hưởng đến gia đình con. Vậy chăm sự kính mong nhờ thầy giúp đỡ cho gia đình con được trở lại bình thường như trước. Con vô cùng xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái trường hợp này thôi thì cũng không dài dòng nữa vì thời gian không có nhiều. Thầy khuyên rằng Phật tử này bây giờ về phải nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Nên lễ danh hiệu của ngài, tụng kinh rồi mà nên lễ nữa. Mỗi một thời lễ nên khoảng từ 20 đến 30 phút. Cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xuống một lễ. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xuống một lễ. Cứ như thế mà lễ. Lễ cho thầy 100 ngày đó. Thì khi đó thì mới lên gặp lại. Lúc đó mới nói chuyện sau, hướng dẫn tiếp như thế nào. Nếu chưa lễ được danh hiệu của ngài 100 ngày, chưa tụng được 100 bộ kinh Địa Tạng, chưa lễ được danh hiệu của ngài 100 ngày, thầy có nói cũng như thừa. Trường hợp này nên tụng 100 bộ kinh Địa Tạng. Trong mùng 1 ngày rằm nên phóng sinh một chút tùy tâm. Một chút thôi cũng được, không cần phải nhiều, chút xíu thôi được. Thậm chí một vài con ốc, một vài con cá trạch hay lươn trạch hay con chim sẻ thôi cũng được. Gọi là có làm mùng 1 ngày rằm. Tụng kinh 100 ngày tụng kinh Địa Tạng tôi phải chọn đủ 100 bộ. Niệm danh hiệu của ngài mỗi một ngày ít nhất phải được 2 thời. Tức là lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đó, giống như lễ sám nguyện đó. Cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xong mà lễ. Ít nhất là phải khoảng 20 phút cho đến 30 phút.
chuyên lễ như vậy, hoặc là tụng kinh xong đó, lễ luôn, nhưng mà phải bấm đồng hồ nhìn phải được 20 phút lễ trở lên, cho đến 30 phút xem đồng hồ hẳn thôi. Thế như sau 100 ngày đó thì đủ 100 bộ kinh Địa Tạng và lễ Phật 100 ngày lên, thầy sẽ hướng dẫn cho tiếp thì mới có thể giải quyết được cái vấn đề này. Trường hợp này là phải giải quyết như thế. Phật tử nữa hỏi: con xin thầy giải thích cho con từ sái tịnh ạ. Vì khi chờ niệm lâm chung, thầy tỉnh không nói phải sái tịnh. Khi đi hộ phúc người không đủ, vợ chồng có được cầm phướn cái, phướn con không ạ. Người có bụi có được cầm không ạ. Nhà chùa nhờ cô đồng treo quanh nhà. Nhà chùa nhờ cô đồng treo quanh nhà những tờ giấy bốn phủ và ở trước cửa giữa, thì khi đọc kinh niệm Phật các cụ gia tiên có được vào nghe không ạ? Người mất 49 ngày rồi đưa lên chùa, vong có được trở về chùa không ạ? Câu hỏi là Phật Pháp đấy. Các Phật tử này hỏi mấy ý. Ý thứ nhất là xin thầy giải thích cho câu thế nào là sái tịnh khi đi chờ niệm cho người lâm chung. Sái tịnh tức là múc cốc nước ấy. Múc là cốc nước trong, mà cốc lưng lưng thôi. Và một cái cành ngâu hoặc cành hoa, cành lá thì cũng được. Đặt lên trên ban thờ Phật, khi mình chờ niệm á, đặt lên trên cái ban thờ Phật để đấy một tí niệm Phật. Sau đó thì khi mà tắm rửa thay quần áo cho cái người mất kia xong á, tức là chờ niệm xong rồi nhé, tắm rửa thay quần áo xong cho vào quan tài nhưng mà chưa vội đậy nắp, bắt đầu mình cầm cái cốc nước đây, để cầm cốc nước, tay trái thì cầm cốc nước để ba ngón như thế này, cầm cốc nước cho vào giữa ba ngón này, để cốc nước trước ngực này, và kết ấn cát tường như thế này, ấn cát tường để đặt trước cái miệng chén đấy, đọc trước cái miệng cốc nước ấy, và đọc cái bài kệ là gì: nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Và chúng ta cầm ba nén hương thư vào đó cái chữ gì: thanh tịnh thủy. Không biết tiếng Hán thì viết tiếng Việt cũng được, chữ thanh tịnh thủy. Đấy. Bài kệ là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Và thư lấy ba nén hương viết chữ thư, chữ là viết chữ thanh tịnh thủy lên trên miệng của công nước ấy. Và lần cuối cùng để viết thêm chữ gì? Chữ tâm. Thanh tịnh thủy xong để viết chữ tâm. Sau đó thì chúng ta đọc bài chú chuẩn đề bảy biến: khể thủ quy tô tất đế đầu diện linh đế tất câu chi ngã kim chứng tiến đại, ngã kim chứng tán đại chuẩn đề dung nguyện từ bi tuy gia hộ đó. Nam mô tát tam tam diệu tam bồ đà câu chi ngã kim tán chi lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha đó. Đọc bảy lần như thế, và bắt đầu mình cầm cái cành cành lá, cành ngâu hoặc cành lá, cành hoa đó, dúng vào cốc nước này. Khi chúng ta dúng vào đấy, chúng ta niệm là gì? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát được, Nam mô A Di Đà Phật cũng được, tùy theo. Khi chúng ta vẩy á, chúng ta sái á, chúng ta vẩy ra thì chúng ta niệm gì? Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Chúng ta vẩy theo cái chữ tâm, chữ tâm trong chữ nho á. Một điểm bên này, điểm cuối vẩy thì một điểm này, điểm thứ hai này, điểm thứ ba, điểm thứ bốn, xong rồi vẩy đu đưa cho nó dễ coi tí. Đấy, kiểu nó thế. Tức là cái tay chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta dẻo ra tí, ví dụ vẩy á, đâu chả có cành lá là thì vẩy cho cái. Đấy, ví dụ như vẩy, vẩy này, vẩy này, vẩy, vẩy ba điểm như thế rồi vẩy. Nhẹ nhàng như thế, đó gọi là sái tịnh. Gọi là sái tịnh, gọi là khai quang sái tịnh, hay còn gọi là khai quang tẩy uế. Tại ý là nhờ vào cái thần lực của Phật, của Tam Bảo, của Bồ Tát, khiến cho cái vong linh của cái người đã mất kia, cái linh hồn của họ đã mất kia là gì? Sớm là được giới định tuệ, giải thoát chi kiến hương của Phật, được công đức của Phật, thần thông công đức của Phật gì, được cái nước thanh tịnh thủy, nước công đức, bát công đức thủy của Phật thì tẩy rửa về thân tâm cho họ, khiến cho họ được thanh tịnh, khiến cho họ được để đi về, để về với Phật. Đây ví dụ như đây, công đức để vậy này,
cầm cái cành ấy, nó cũng cái ngón tay nó cũng ra đẹp đẹp tí này, diễm tí này. Vậy này rung rung mấy cái này đấy, bắt đằng sau này một cái đấy. diễn tí. Ngày xưa chúng tôi đi học, còn học chưa đi học làm chú tiểu á, đi học cúng á là phải học cả cái này đấy. Thầy chùa là bồ làng ô diễn là diễn ngay vào cốc nước uống cái này. Diễn ngay vào cốc nước uống thì cũng không sao đấy. Cho nên đấy là nói về sái tịnh, ý nghĩa sái tịnh này nó cũng thì cũng rất là thâm sâu và huyền diệu trong Phật pháp vậy. Nhưng nói nôm na là gì, đó là giúp cho mình, cứ nói giúp cho giống như là mình gột rửa thân tâm cho nương nhờ vào công đức thần thông á, nguyện lực chú nguyện và chú lực á, nguyện lực của Phật á, khiến cho thân tâm của cái người mất kia là được trang nghiêm, được thanh tịnh, và để thần thức của họ về với Phật một cách là gì? Nhẹ nhàng, thảnh thơi, vân vân. Đó, nôm na là như thế. Thời gian không có thì không nói nhiều được. Ý là Phật tự hỏi là nói là người có bụi, tức là gia đình mà có bụi, tức gia đình có người mất á, thì có được cầm đi hộ đám, có được cầm phướn cái không? Không sao, cầm được hết. Người ta thì chỉ kiêng cái lúc đi rồi đi đám thôi, đi đình đền thôi. Còn nhà Phật chúng ta không kiêng thì thôi, nhưng mà cái chỗ nào mà Phật tử mà họ chấp á thì thôi mình tránh đi, để cho họ khỏi dị nghị mà rồi lại sinh tâm phiền não. Thì thôi thì mình đi theo thì mình nhất tâm thì mình niệm Phật, hoặc mình cầm cái phướn con được, có cái phướn to thôi, nhường cho gia đình người nào không có bụi, tức là trong 3 năm không có tang á, gia đình không có đại tang á, không có tang á, tức là bụi ở đây tức là thế, hiểu như thế. Thì thôi để cho những người họ không có bụi họ cầm phướn cái, còn ta cầm phướn con cũng được, không có là dị nghị cho là phiền não. Còn thực tế cầm thì cũng chẳng sao vậy. Và họ lại hỏi một ý nữa là nhà có cô đồng á, cho treo những cái đồ giấy bùa chú của đồng bóng lên, thì lúc khi cúng lúc đến chợ niệm á thì các cụ trong gia tiên có vào nghe được không? Chả sao cả, nghe được hết. Bùa chú đến đâu, khi gặp pháp của Phật một cái, chúng ta nhất tâm gặp pháp của Phật một cái, thì bùa chú thì cũng chỉ thành cái tờ giấy lộn mà thôi. Cho nên các vị cứ yên tâm, không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà cái lúc mà thì mình ra về, mình niệm chú, mình về hết đi, cái nếu cái bùa chú cái thầy phù thủy á nó mà ém âm minh nó vào đó, thì không còn người ở đó tụng kinh niệm Phật nữa, thì nó lại trở về. Giống như cái khi mà có công an đến dẹp loạn á, mà thì bọn trộm cướp nó chạy đi hết, nó giạt đi hết á, khi mà công an về khỏi một cái có khi nó lại quay lại, kiểu thế. Cho nên đừng có dại gì mà dùng bùa dùng chú ông thầy phù thủy ở trong nhà làm cái gì. Nếu chúng ta mà sợ rằng phong thủy đất cát nhà cửa mà phong thủy không tốt, bị đường nó đâm vào, bị gốc cây to đâm vào, hay bị gì, bị trong phong thủy học nó gọi là mũi tên vô hình đó, tức là cái đường nó đâm thẳng vào ngã ba ngã tư, đâm thẳng vào cái đường, nó đâm thẳng vào nhà mình, hoặc cái mái nhà đối diện nó đâm thẳng cái vật nhọn vào nhà mình, hoặc góc nhà đâm vào thẳng cửa giữa nhà mình, ở trong phong thủy học nó gọi là mũi tên vô hình. Thì chúng ta cũng có thể là thỉnh cái gương bát quái đến chùa nhờ các thầy làm lễ cho mà treo cũng được. Hoặc ở trong đạo tràng chúng ta bây giờ có cái ngọc mà thầy làm, để cái ngọc phong thủy á, để treo á, treo cái đấy rất tốt. Nhiều gia đình vừa qua treo cái đó thì phản ánh lại là treo lên một cái một thời gian ngắn thôi, rất là tốt, giải quyết được rất nhiều cái vấn đề về tâm linh, về phong thủy ở trong nhà. Thế thôi, phàm phu chúng ta thì khi còn đang là phàm phu thì chúng ta học pháp phàm phu thôi, nhưng phải không được chấp vào cái pháp phàm phu ấy, mà nương pháp phàm phu ấy để tu tập chính pháp đó, thì nó lại tốt vậy. Đó. Một câu nữa, ý nữa Phật tự hỏi là người mất 49 ngày quá 40, người mất 49 ngày rồi đưa lên chùa vong có được ở chùa không? Cũng tùy theo. Ví dụ cái trường hợp đó vong muốn ở lại chùa tu và thầy chủ trì các thầy cho ở tu thì có thể ở lại được. Kêu về hộ pháp thiện thần Phật Bồ Tát thì tận độ chúng sinh, nhưng mà cũng phải có hộ pháp thiện thần các ngài cho ở thì mới ở, mà Phật Bồ Tát thì phải cũng phải nương vào gì ạ? Cái ý của thầy trụ trì của các thầy á, các thầy cho ở mới ở được. Ví dụ mình xin với các thầy là cho các vong để ở lại chùa để tu tập,
Như là chùa chúng ta này có tháp báo ân, đúng không? Chùa chúng ta có tháp báo ân đó, các Phật tử đến, có người mất ra mang đến cúng ở trong chùa mà xin thờ ở trong tháp báo ân đó, thì thầy đồng ý mà. Mục đích thầy xây dựng tháp báo ân là để cho chúng ta, thì cho những Phật tử chúng ta, cho những người hướng Phật chúng ta là gửi cho cốt cũng như là gửi di ảnh và cúng cho gì, cho cái vong linh đã mất đấy ở trong chùa. Thì cái trường hợp này cũng thảo được ở trong chùa, họ ở trong chùa và coi cái nơi gì, cái nơi tháp báo ân đó là cái ngôi nhà chung của họ, chính là mình gọi nôm na là gì, cái chung cư cao cấp, chung cư cao tầng của các cụ. Đấy, trong cái tháp báo ân đấy thì có nhiều gì, có nhiều ô, nhiều gian cho các cụ, tức là nhiều phòng, nhiều nhà riêng đó, tách riêng đó, chứ không phải là ở trong đó là chung, giống như mình cứ nói nôm na giống gì nhà chung cư cao tầng của ở các thành phố lớn đó, đất nước của chúng ta cũng như trên thế giới bây giờ đó, nôm na như thế. Đấy, thì cái trường hợp này cả cái thầy chủ trì và mọi người trong chùa đồng ý, gia đình chúng ta cũng nhất tâm, và người cái vong đó thì cũng hoan hỉ và muốn cái điều đó. Nếu mà chưa được giải thoát á, không bị đọa vào trong ba đường ác địa ngục và quỷ súc sinh á, thần thức họ còn ở trong cái cõi âm á, thì họ vẫn đến gì, đến ở trong chùa để ở được, nếu như được sự đồng ý của thầy chủ trì và của tăng ni ở trong chùa, của chính quyền địa phương cho phép làm cái việc đó. Ví dụ thầy ở đây chẳng hạn, thầy xây tháp báo ân, thầy phải xin phép chính quyền địa phương chứ, họ đồng ý rồi mới được làm chứ. Nếu họ không đồng ý mà thầy làm lên, họ không cho để thì làm sao mà được, đúng không? Chính quyền địa phương đồng ý, nhân dân cũng hoan hỉ cho làm cái việc đó, vì cái đấy là việc tốt. Bây giờ các vị nghĩ xem, đi ra cứ chôn mỗi một người, chôn mất mấy mét vuông, nhưng bây giờ một người chúng ta mất có gì, mất có khoảng 5-60 phân vuông thôi, 40 phân vuông, 50 phân vuông thôi. 80 mét, có 8-90 mét vuông mà được khoảng gần 3.000 gì, gần 3.000 người. Chúng ta thấy mất mấy ha đất để làm nghĩa trang rồi đấy, mà chúng ta mất có 80 mét vuông. Cho nên cái này tôi nói với các bác lãnh đạo thị xã Sơn Tây và mấy bác ở Hà Nội nữa, các bác cũng rất ủng hộ. Vì đại đa số là những cái người mất là người ở trong thành phố Hà Nội chúng ta, là về để trong cái tháp báo ân đấy. Trong 3.000 thì phải có đến 2.500 là Hà Nội chúng ta, đỡ bao nhiêu đất cát. Nghĩa trang bây giờ ở ngoài thì không còn mấy nữa. Nghĩa trang ở nông thôn bây giờ có mấy nữa đâu. Đặc biệt là Hà Nội chúng ta không có mấy nữa. Đấy là nói về nghĩa trang. Cho nên đã gần hết rồi. Chỉ còn khoảng độ tầm mấy chục suất, hơn 100 suất nữa là hết cái tháp báo ân thôi. Vì vậy mà tới đây là phải xin với xã, địa phương, với thị xã và thành phố thì phải cho xây một cái tháp mới nó to hơn. Mà phải làm nó, làm đợt này là phải, ngày xưa làm theo lối cổ hàng chục năm trước rồi á, cho nên nó cổ. Bây giờ phải làm theo một cái tháp kiểu mới bây giờ. Mẫu thì thầy đi sang Ấn Độ mấy năm trước, thầy cái mẫu tháp, tháp hòa bình mà Nhật Bản họ làm để tặng đất nước Nepal á, đẹp lắm. Làm y dáng như thế. Mà chắc là cái tháp đó mà làm nên thì nó chỉ mất khoảng 1.000 mét vuông thôi. Nhưng mà nó để được khoảng độ tầm 30.000 hài cốt. 30.000 hài cốt, các vị biết không, nếu mà tính ra HA nó phải biết bao nhiêu HA đất để mà gì, mà chôn, đúng không? Hà Nội sẽ đỡ được đi mấy chục HA đất ở trên địa bàn thành phố chúng ta. Chỉ trong vòng thì mất có 1.000 mét vuông thôi. Mà lại các Phật tử thì để vào thì lại rất là hoan hỷ. Con cháu lại biết tới Phật Pháp. Mà tới đây mà làm thì các vị không phải sợ là phải leo trèo đâu, sẽ có thang máy. Làm thang máy như là ở trong lòng đại tượng ấy. Mà thờ phụng nó sẽ trang nghiêm và sạch sẽ. Làm theo cái mô hình cái nội thất của Đài Loan á. Ngày mai thầy sẽ bảo các chú nó chiếu cho mà xem. Và các chú về kỹ sư đang bảo các chú thiết kế, làm lần này là phải thiết kế cho nó tất cả mọi cái, kể cả về độ ẩm này, về âm, về ánh sáng này. Và cúng ở trong kia luôn, chứ không phải cúng ở nhà vãng sinh đường mang xuống đấy, xong này sẽ cúng ở trong cái tháp luôn. Vì tháp nó lớn hàng, nó cũng phải rộng như ở tầng 1 của đại tượng ấy. Phải cao cũng phải 30-40 mét. Nhưng không phải lo, thang máy sẽ lên đến tầng cao nhất. Con cháu sau này đi không phải leo nữa. Tất cả các hài cốt, tất cả hài cốt ở ngoài tháp báo ân cũ, vài năm sau xây xong sẽ được chuyển về hết ở tầng 1 của tháp mới. Cho nên các vị cũng không phải lo đâu, sẽ được chuyển hết về đó.
coi như là phải xây dựng một cái ngôi chùa Khai Nguyên này thành một cái cảnh giới gọi là cực lạc nhân gian hả? Cực lạc nhân gian, nói thế thôi thì cho vui thôi, nhưng cũng phải làm cho trang nghiêm đẹp đẽ để làm cái phương tiện để giáo hóa độ sinh. Bây giờ không thể nào mà bảo là xây một cái nhà cấp 4 lên á, lợp bổ lô á, hoặc là lợp tôn á, xong rồi cho mấy cái hộp tháp vào đấy bảo người ta đến đó để không thể được. Mà phải xây cho nó trang nghiêm đẹp đẽ, thậm chí phải xây đẹp hơn cái chỗ của thầy ở nữa, để cúng dường các Bồ Tát. Vì những người về đó là gì? Những người á, toàn là cũng là Phật tử mà. Toàn những Phật tử về tu tập, các vị mà vãng sinh trước thì là Bồ Tát trước còn gì nữa. Thầy còn là phàm phu mà các vị được vãng sinh rồi á, về với Phật thì các vị là Bồ Tát thì chẳng thành Phật mau hơn tôi à? Đó, cho nên chỗ ở của các vị sau này phải đẹp hơn chỗ ở của thầy. Thầy bắt đầu thì cũng đang làm thủ tục rồi, đang lên thiết kế rồi. Ngày mai có thể bảo các chú nó trình chiếu cho chúng ta xem cụ thể hơn. Nó chắc chắn thì nó sẽ đẹp rất nhiều. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là một Phật tử đã đang gắn bó tu tập với đạo tràng Tịnh Tông Hộ Việt Nam đã nhiều năm. Con thấy thầy cùng các sư trong công tác Phật sự rất xả mình. Con rất hoan hỷ và cũng học theo thầy cùng các sư xả bỏ tài vật cúng dường và chăm lên chùa làm công quả. Nhưng sau một thời gian, con nhìn lỗi các sư không còn giữ uy nghi phép tắc của hàng Phật tử nữa. Con đang cố gắng sửa. Không chỉ bản thân con như vậy mà con nhìn thấy có một số đồng tu cũng đang bị như con trước kia, tâm cung kính và hành động chào hỏi thưa chuyện với các sư không còn như buổi ban sơ. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con về hậu quả của lỗi lầm trên với ngôi tăng bảo và cách sám hối để tâm con lại như thuở ban sơ. Con xin tri ân công đức thầy A Di Đà Phật. Đấy, các cụ ngày xưa nói là nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Đấy là chỉ cho người xuất gia. Ý nói là người xuất gia năm đầu tiên thì Phật tại tiền, đấy Phật ngay trước mắt. Năm thứ hai tu thì Phật là gì? Ở tận Tây Thiên rồi. Năm thứ ba tu thì gì? Niệm Phật thì phải có gì? Có tiền thì mới gì ạ? Thì mới niệm cho. Cho nên ở trong chùa thì sư ở đâu cũng thế, kể cả sư ở chùa Khai Nguyên cũng vậy. Cũng có người gì? Có người tốt người xấu, có người tu tốt, có người tu chưa tốt. Kể cả thầy cũng vậy, không phải lúc nào thầy cũng đầy đủ oai nghi phép tắc đâu. Có những lúc các vị cũng thấy thầy thì như đứa trẻ con đấy. Thật mà, có những lúc thầy như đứa trẻ con luôn. Có những lúc thầy như ông cụ già, khó tính, đăm đăm. Có những lúc thì vui vẻ, hòa nhã, đến cái mức gọi là hạ thấp xuống như là một người bạn của các quý vị ấy. Nếu các vị mà chấp vào những cái tiểu tiểu uy nghi ấy, không nhìn được cái phương tiện của các thầy ấy, thì chỉ nhìn thấy lỗi thôi. Mà trong nhà Phật ấy, thì chúng ta biết rằng Hòa Thượng Tịnh Không nói rồi, tu mà chỉ nhìn thấy lỗi người là nguy rồi, chúng ta đang bị ma chướng rồi. Bất cứ đó là ai, tu mà mình chỉ thấy lỗi của mình ấy, còn tất cả lỗi của người ấy, chúng ta nhìn thấy, ghi nhận, biết vậy và chúng ta sẽ không mắc vào cái lỗi ấy. Đó mới là người tu chân chính, đó mới là người tu thật sự. Còn tu mà nhìn thấy tất cả những lỗi của người, đặc biệt là nhìn thấy lỗi tăng ni á, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gì, sẽ trở thành những kẻ phá đạo mà thôi. Trở thành những cái kẻ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng trong nay mai mà thôi. Trở thành những cái kẻ gọi là vô ngực ta đây chưa chứng cho mình đã chứng á, chưa ngộ cho mình đã ngộ, và coi á, các sư á, coi á, tín đồ Phật tử đồng tu của mình á, là những người hèn kém, những người phá giới, những người phạm trai, những người không có oai nghi phép tắc, chỉ có mình mới là gì? Bậc trên mà thôi. Như vậy là hết sức nguy hiểm, đi vào con đường tà ma ngoại đạo lúc nào không hay. Cho nên trường hợp này thầy nên khuyên Phật tử này nên nhìn lại cái lỗi của mình. Và những ai á, có cái tâm xấu xấu ác như thế, nên nhìn lỗi lầm của chư Tăng á, thì cũng nên bỏ đi ngay. Hôm rồi thầy giảng cái bộ Pháp Quyển Châu Lâm mà, đó tổ có dạy rõ cái điều đó rồi, dẫn kinh Phật ra rồi, nói rằng á, một vị tăng xuất gia, một vị tăng ni xuất gia ở trong chùa, dấu họ có phạm vào gì, họ có phạm á, phạm hủy phạm các giới như là tứ trọng giới, vẫn còn hơn những kẻ không biết đến Phật Pháp ở ngoài đời vậy.
trong kinh Đức Phật dạy đấy. Dẫu họ có phạm tứ trọng giới là sát đạo dâm vọng, nhưng họ vẫn ở trong chùa, vẫn mặc áo cà sa, vẫn tu á. Tất nhiên họ vẫn phải chịu cái tội phạm giới ấy, nhưng mà sau khi họ trả hết cái tội phạm giới ấy thì công đức do gì? Do ở trong chùa, do giữ gìn chính pháp của Phật, do tụng kinh niệm Phật hàng ngày đó, do giữ chùa, quét chùa, do cúng Phật á, hầu hạ tam bảo khiến cho chùa chiền không bị mai một á, thì cái công đức của họ còn hơn những cái người ở ngoài đời mà không biết tu, không biết học Phật pháp, không biết đến nhân quả, không biết tụng kinh niệm Phật, không á, có lòng tin với tam bảo vậy, còn hơn là trăm nghìn vạn ức á, muôn triệu tỷ lần kia vậy. Đó nó chính là ở trong gì pháp Huyền Châu Lâm dạy như vậy. Cho nên chúng ta ở đây á, điều quan trọng là người tu chúng ta, Hòa Thượng Tịnh Không dạy là nên á, chỉ nên nhìn vào lỗi của mình. Ngài Ấn Quang á, đại sư cũng dạy như thế. Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật á, chỗ nào cũng dạy chúng ta tương tự như vậy. Cho nên á, người tu biết nhìn vào lỗi mình á, để sửa mình á, là cái người thiện nhất. Người tu mà chỉ nhìn á, cái lỗi của người á, để bêu rếu và để coi thường á, để chỉ trích á, thì cái đó thì là người ác nhất vậy. Cái người tu ác nhất, người học Phật ác nhất, xấu nhất vậy. Cho nên Phật tử này và ai có cái tâm như thế thì phải á, nên ăn năn sám hối đi. Hãy nhìn vào lỗi mình, chớ đừng moi lỗi người. Thầy ngày xưa cũng có, ngày xưa mới xuất gia cũng có cái tâm như thế. Hay đi nhìn vào lỗi của người và chỉ trích mọi người ăn thịt, uống rượu, rồi cờ bạc ở trong cửa Phật, nó chửi họ thâm tệ. Và kết quả là sau này thầy bị bệnh tật, ốm đau cũng có nhiều năm. Nhưng sau này tu dần rồi á, học Phật càng lâu mới thấy là cái việc mình đi nhìn lỗi người á là sai. Chi bằng mình nhìn lỗi mình để mình sửa là tốt hơn. Cho nên bây giờ nhìn lỗi người thì ít, nhìn lỗi của mình thì nhiều hơn. Hàng ngày á, nhìn vào cái lỗi của chính bản thân thầy nhiều hơn nhìn vào lỗi người khác. Vì vậy á mà mới thể tạm được như ngày hôm nay. Và tạm được thôi nhé, chưa phải là được. Còn phải học nữa, còn phải tu nữa. Đó. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta thì cũng hoan hỉ cái điều đó. Ở đây cũng còn khá nhiều câu hỏi. Thì ngày mai thì chúng ta lại trả lời tiếp, vẫn đáp mà. Ngày mai thì những câu hỏi này chưa trả lời đến này là các vị phòng thông tin phải cất đi. Tập hợp mai sẽ trả lời câu hỏi này trước. Những người nào chưa hỏi mai lại hỏi tiếp. Chúng ta chuẩn bị hết giờ. Các vị có thể đi phát kinh để vào thượng cúng. Trong khi chờ đợi phát kinh, thầy xin... Vì hôm qua thầy có phát tâm kêu gọi là vì là chùa chúng ta được thành phố làm cho cái đường trước cửa chùa. Mà làm đường xong thì chắc chắn sẽ nhiều người qua lại. Ngày xưa họ đi đường bên kia. Bây giờ làm xong cầu, làm xong đường bên phía bên mương bờ chùa rồi, họ sẽ đi qua lại nhiều. Mình không thể để mấy cái rào dây thép gai và cái dây cái lưới B40 chặn trước cửa chùa như thế được. Vì vậy mà cũng cố gắng để phát tâm với Phật là thầy trò trong đạo tràng chúng ta phát nguyện xây cái cổng tam quan ở đấy, thì ở trước cửa chùa làm cho nó mềm mại, làm bằng gỗ. Thì cái gỗ cũ, cái gỗ phần gỗ cũ thì cũng còn khá nhiều, cơ bản là những cái gỗ mới để mua thì gồm có những cái mấy cái cột lớn, 4 cái cột lớn, 8 cái cột nhỡ, tức là loại to to vừa vừa đó, và có 4 cái cột trung trung, 4 cái cột nhỏ. Thì hôm qua thì phát tâm kêu gọi xong thì có mấy Phật tử cúng dường để xây dựng các chuông như thế này, tam quan thì không phải các chuông ở trong này. Phật tử gia đình Phật tử Đỗ Tiến Thắng ở Hà Nội phát tâm 70 triệu, tức là một cái cột to, một cái cột cái. Phật tử Vũ Thị Dần ở Sơn La cúng dường 1 triệu đây, tức là một cái hoành đó, cũng là một cái hoành. Cái hoành tính ra nó hết là 1 triệu, thế còn có 60 cái hoành. Cái bẩy thì có 40 cái bẩy. Cái bẩy tức là nó ở cái góc, cái đao bẩy đó, cái bẩy. Bẩy đây là gì? Bẩy ở đây không phải là ấy đâu nha. Cái bẩy đây là tốt đấy. Cái bẩy thì hết khoảng 3 triệu một cái. Cái xà thì có 8 cái. Mỗi cái hết khoảng 5 triệu. Cột nhỏ thì có 4 cái, 10 triệu một cái. Cột trung thì có 4 cái, 20 triệu một cái. Cột to hơn có 4,
Cột to hơn nữa thì có gì, có 8 cái. To hơn tức là cái cột đứng ở dưới. Cái này nó hết một khối gỗ đấy. Dài dài một khối gỗ để cắt đi mới còn cái cột đấy. 45 triệu một cái. Gỗ thì 46 triệu một khối mà. 46 triệu một khối gỗ. Tính ra có cây nó hơn một khối, có cây thì gần một khối. Lấy bù nhau. Thế xẻ qua xẻ bóc hết rồi. Mình mua gỗ mình xẻ lấy. Còn nóc thì có một cái nóc chính. Mua một cái cây gỗ dài nó là hơn một khối. Một khối thì một khối mấy cơ. Để làm cái nóc này. Cho nên riêng cái cây nóc này là nếu mà tính ra thì nó chỉ hết khoảng độ tầm 35-40 triệu thôi. Nhưng chúng ta phải mua cả một cái cây gỗ của họ để làm cái thanh nóc đấy. Thì cây gỗ hôm qua là mua trở về là hết 60 triệu. Một cái nóc chính ấy. Còn cái nóc phụ của nó thì có hai nóc ở bên sườn. Hai mái sườn thì có hai cái nóc. Thì nó chỉ hết khoảng 25 triệu một cái nóc. Thì tính cho đến thời điểm này thì hôm qua ở phòng thông tin cũng như ở dưới nhà khách là nhận được Phật tử, một gia đình Phật tử ở Xuân Đỉnh, Phật tử Đỗ Tiến Thắng này, phát tâm một cái cột lớn là 70 triệu. Phật tử Vũ Thị Dần ở Sơn La, Dần hay Dân gì đó, ở Sơn La là một cái xà mà có hoành 10 triệu, à 1 triệu. Phật tử Đặng Thị Mai ở Lào Cai, một cái hoành 1 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Hằng ở Thanh Xuân, Hà Nội, một cái hoành 1 triệu. Phật tử Đinh Thị Thông ở Hải Dương, một cái cũng một cái cột nhỏ 10 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Oanh Thường Tín cũng một cái xà 5 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Ngọc ở Bắc Từ Liêm một cái hoành 1 triệu. Hòm công đức của tất cả các Phật tử đi lễ ngày hôm qua phát tâm trong cái cổng tam quan này là được 30 triệu mấy trăm, 30 triệu mấy trăm. Đây là cái các Phật tử. Nên cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho các Phật tử. Vì nó vừa đại dịch xong cho nên thầy biết là chúng ta khó khăn. Thế cứ ai có tâm mà ai có điều kiện thì tùy duyên thôi. Chứ cũng không, cái này không bắt buộc. Chùa chúng ta không bắt buộc cái gì cả. Thì hôm nay thì chúng ta tạm nghỉ ở đây. Còn các Phật tử chúng ta mà không có điều kiện thì cúng cả cái hoành hay là cái cột gì đó thì chúng ta thành tâm mỗi người một chút thì cũng được. Xong rồi thì ban tổ chức sẽ ghi nhận và sẽ dùng cho cái làm cái cổng tam quan. Mà làm cổng tam quan thì sau này ai đi đến cũng phải chui qua đấy. Ai cũng phải chui qua đấy hết. Tức là ai cũng phải đi qua cổng đấy để vào. Tới đây xong cái đường một cái là chúng ta sẽ đi xe từ ngoài kia vào, đỗ xe ô tô trước cửa chùa, ngày lễ hội, ngày pháp hội vân vân, đỗ xe trước cửa chùa cho mọi người đi vào, từ cổng tam quan đi thẳng vào lễ Bồ Tát Địa Tạng, sau đó mới đi vào chùa. Còn xe không thì lại đi ra phía bên kia là đỗ ở ngoài mấy xe. Khi đi ra về là chúng ta ra thẳng bến xe, lên xe một cái chúng ta đi về đường bên kia, như vậy là không bị tắc đường. Không bị tắc đường cái đoạn là nút thắt ở ngoài chỗ nhà ông Thanh đó, sẽ không bị tắc được. Thế hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay trời mát chưa? Hôm qua chúng ta tu tốt nhỉ? Tu làm sao mà trời mưa ngay thế? Trời mưa. Có người lại bảo là sao mưa bé thế? Có sư cô lên hỏi thầy, thầy bảo hôm nay trời mưa mà bây giờ chưa thấy trời mưa, mưa bé thế. Thế thầy bảo 30 phút nữa mưa. Thế là đúng gần 30 phút, khoảng 20 phút sau trời mưa. Thế là cô ấy bảo là gì? Ôi rồi sao thầy nói thiêng thế? Thầy bảo, thầy cứ cười, thầy bảo thì bảo 30 phút nữa trời mưa, có nghĩa là 30 phút nó mưa có gì đâu. Mưa cho các Phật tử ngủ, tối qua ngủ ngoan không? Mát không? Thế nay là tu cho tốt để đến chiều hoặc đến tối để cho trận mưa nữa nhé. Rồi. Thôi các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng. Các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng. Các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng. Các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng. Các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng. Các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng. Các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng. Các Phật tử. Tác giả của sách này niệm Phật giảng sanh Tây Phương. Truyền ký của lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ giảng sanh. Kẻ hậu học Tây Liên hết lòng thành kính ghi lại thơ của Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam tặng cư sĩ Lâm Kháng Kỳ. Dịch âm: Kim Trì Hạng Đàm Tứ Biên Khai, Hỷ Thị Lâm Quân Thứ Đệ Tạ.
thủy tính Tây Phương chư thượng thiện, chân năng thừa nguyện quả thân lai. Dịch giả tạm dịch: ao báo sen vàng rộ nở hoa, đón mừng kháng trị trở về nhà, đồng hàng Bồ Tát ngôi thượng phẩm, thừa nguyện quá thân lại ta bà. Đại sư Ngẫu Ích nói: chư Phật vốn gì thương xót quần mê, tùy cơ ứng quá, dầu là quy nguyên vô nhị, mà phương tiện thì có nhiều môn. Nhưng trong tất cả môn phương tiện, muốn cầu môn phương tiện thẳng tắc nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại ở trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu môn giản dị ổn đáng nhất, thì không gì bằng môn tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Pháp môn tịnh độ lợi ích sâu rộng. Từ khi đại pháp pháp Phật ở phương Tây, Tây vực Ấn Độ truyền đến phương Đông này, đem những hàng phàm phu trơn, chỉ hạng người rất tầm thường, nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó ra khỏi được cuộc đời ngũ trược mà lên được cửu phẩm liên hoa, nhiều không thể tính đến. Trong đó có lão cư sĩ Lâm Kháng Trị, vị liên hữu ở Liên xã Đại Trung, tín nguyện kiên cố, thật tâm niệm Phật. Vào ngày 15 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81, 13 tháng 3 năm Nhâm Thân âm lịch, biết cả giờ đi, chánh niệm rõ ràng, giảng sanh nhẹ nhàng tốt đẹp, hưởng thọ được 86 tuổi. Nàng xin kính thuật lại sự tích giảng sanh của bà để lợi ích cho người có duyên. Thấy người giỏi, suy nghĩ cố gắng sao cho bằng, đồng niệm A-di-đà, đồng sanh an dưỡng và cầu nguyện Lâm lão cư sĩ sớm thừa nguyện trở lại, quảng độ chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Lão cư sĩ Lâm Kháng Trị sinh tại trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan vào ngày 7 tháng 3, 5 năm trước Dân Quốc, tức năm 1906, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi âm lịch. Cha là Lâm Luyện Công, mẹ họ Thái, thuộc gia đình có danh vọng. Đáng tiếc cho Lâm lão cư sĩ tuổi nhỏ đã mất cha, kế tiếp là mất mẹ, nếm đủ cái khổ vô thường của thế gian. Lâm lão cư sĩ từ lúc dở lòng ở tư thục đã có tâm ham học không biết mệt, học thuộc tứ thư ngũ kinh, nhờ đó mà đạt được nền móng tốt đẹp của Hán học, đối với việc học Phật sau này rất có ích. Lâm lão cư sĩ căn lành đời trước sâu dày, năm 35 tuổi nghe được một cao tăng ở Đài Loan là pháp sư Bân Tông tuyên giảng Phật pháp, thể hội được cái khổ của luân hồi lục đạo, liền phát tâm học Phật ăn chay, và bà đã từng quy y với pháp sư Vô Thượng, được pháp danh là Pháp Viên. Năm Dân Quốc thứ 38, nhà lão cư sĩ lại luyện đương giới thiệu, được học với ân sư Tuyết Lô Lý Bính Nam, được ân sư ban cho tên tự là Huệ Trị. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 41, dân mệnh ân sư tham gia lần truyền giới đầu tiên kể từ sau khi Đài Loan được khôi phục ở chùa Đại Tiên ở Đài Nam. Cầu thọ tại gia Bồ Tát giới với lão hòa thượng khai tham, làm gì ưu bà di Bồ Tát giới trọn đời. Từ đó từng đi theo thầy trồng kết pháp duyên, đến khắp nơi trong toàn tỉnh tuyên dương pháp môn tịnh độ, phụ tá trợ giúp ân sư tạo dựng những đạo tràng hoằng pháp lợi sanh như liên xã của Phật giáo ở Đại Trung, vân vân. Và do được nhiều người trọng vọng nên bà được suy cử làm hội trưởng liên nghị của mấy chục ban niệm Phật. Hội liên nghị liên kết hữu nghị giữa các ban, bà được hầu hết các liên hữu đều quen biết. Điều may mắn tốt đẹp nhất trong đời của Lâm lão cư sĩ là gặp được ân sư Tuyết Công, người bà luôn rất cung kính nhắc đến, người đã chỉ dạy cho bà pháp môn tịnh độ. Bà thường tự than là phàm phu nghiệp chướng không thể nương nhờ được quyền lực rộng lớn của Phật A Di Đà, quyết là khó trong đời này ra khỏi được luân hồi. Cho nên đối với ân sâu nuôi lớn huệ mạng của ân sư, luôn ghi khắc trong lòng, xem ân sư như cha lành, thường nhắc đến lời dạy của ân sư: người tu theo tịnh độ quan trọng nơi thực tiễn, nếu nghi tu mà không có niệm Phật thì cũng đồng với nói ăn không no được, đếm tiền tiền của người ta, không có sự lợi ích thiết thực. Nói một trượng vẫn không bằng làm một tấc. Hằng lấy đây từ sách Tấn và khuyên người, và lấy lời dạy của ân sư: đạo tràng là nơi thành tựu đạo nghiệp cho chúng sanh, để thường tự nhắc nhở. Bà chỉ biết lo dưới tác làm lành, không tham danh lợi, thật tâm niệm Phật, ngay đời này thành tựu được đạo nghiệp mới đủ
để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, cũng là công uổng công một đời học Phật của mình. Lâm lão cư sĩ do gì đầy đủ các nền tảng Phật và Nho, cho nên ngài Tuyết Công gửi gắm hy vọng rất nhiều vào bà, trong mong có thể cùng nắm tay Hoằng Dương pháp môn Tịnh Độ thù thắng. Do đó mà cố gắng dạy và giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài Tuyết Công dạy: một kinh thông rồi các kinh đều thông. Trước khi học giảng phải có sự chuẩn bị dồi dào đầy đủ, hiểu rõ giáo lý cơ bản trước khi giảng. Tự viết bài nháp, những điều nói ra phải có căn cứ, nên theo các bản các tổ đã chú giải, không được nói bừa bãi ý riêng của mình. Nên theo khuôn phép của việc học giảng, phải rất cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm mới không trái với nhân quả. Lâm lão cư sĩ phát tâm học giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuyết Công đề cập kinh này là kinh sâu nhất, có giảng nhất, có được danh xưng tốt là kinh Hoa Nghiêm tiểu bản. Lâm lão cư sĩ từng có lần đang lúc học giảng có chỗ lệch lạc. Lúc đó Tuyết Công ân sư quát cho một tiếng và thuận tay lấy cây quạt xếp ở trong tay gõ lên đỉnh đầu một cái. Lúc đó Lâm lão cư sĩ xấu hổ đến nước mắt chảy dài. Do đó mà cố công học tập. Qua mấy ngày sau, cuối cùng bỗng nhiên hiểu rõ cái đoạn kinh văn khó hiểu kia. Các vị liên hữu cười nói: đây là ân sư giúp cho chị tiêu nghiệp chướng, khai phát trí huệ đó. Lâm lão cư sĩ thì càng cảm nhận sự quan trọng của việc học Phật, ắt phải có sự truyền thừa của thầy. Lâm lão cư sĩ nhờ được sự chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc của ân sư, hơn nữa từ bản thân có tâm từ bi tha thiết, thể hình cao lớn, thể lực tốt, âm thanh to rõ, biện tài vô ngại, cho nên từ năm Dân Quốc thứ 40, lúc liên xã thành lập, hai đoàn hoằng pháp của hai chúng nam và nữ, bà trở thành một nữ kiện tướng hoằng pháp khéo giỏi, thuyết pháp độ chúng. Lúc bà thuyết pháp nắm chắc và chú trọng về nhân quả và hai nguyên tắc lớn về lợi ích của niệm Phật, không nói những lời quyền hoặc lạ kỳ, chú trọng vào việc làm thực tế và sự hành trì chân thật. Mặc dù vì chúng sanh căn tánh không đồng, cho nên rộng thuyết các kinh pháp, nhưng nhất định tuân theo lời dạy của thầy. Các chỗ giảng dạy đều quy nạp về Tịnh Độ để hiển bày cái chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhưng chúng sanh chủng loại muôn ngàn sai khác, trên đường thuyết pháp cũng có khi gặp phải những nhà chuyên môn, các tông phái khác đến vấn nạn. Như có một lần nọ lúc thuyết pháp ở Ngọc Lý, có một người không tin Tịnh Độ đến dặn hỏi rằng: bà nói người niệm Phật sau khi mạng chung thì thần thức giảng sanh Tây Phương, thần thức hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Bà đáp: những lời ông vừa nói đó, hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem. Người kia ngậm miệng không nói được. Bà lại đáp thêm: nói cho rõ một chút, như ban đêm ông nằm mộng thấy cái này cái kia, đó là thần thức vậy. Người kia do đó mà trở lại phát tâm dẫn người đến nghe pháp. Những việc độ người học Phật giống như thế được nghe nói luôn. Lâm lão cư sĩ thường đề xướng kiến lập Phật hóa gia đình, cả gia đình đều theo Phật học Phật, nghĩa là cư sĩ tại gia đã có gia quyến nên phải cảm hóa cả nhà cùng học Phật để giảm bớt chướng ngại của học Phật và giảng sanh. Điều bà vui thích nhất là khi có liên hữu nào khuyên được song thân niệm Phật thành tựu cho song thân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà khen điều đại hiếu đức mừng của con người là ở chỗ này có thể làm được như thế. Lâm lão cư sĩ khéo nói những lời tốt đẹp, thường vào những dịp hôn lễ theo đạo Phật của các liên hữu. Bà chúc cho gia đình sẽ thành Phật hóa gia đình. Bà nói Phật hóa gia đình là nguồn động lực để xã hội được an định. Lâm lão cư sĩ trong việc hoằng pháp cũng đặc biệt quan tâm đến đạo nghiệp của các liên hữu và gia quyến. Từ mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, bà cúng ngôi nhà của mình để thiết lập cơ sở hoằng pháp và nhờ ân sư đặt tên là cơ sở hoằng pháp Luân Từ. Đó là cơ sở hoằng pháp sáng lập đầu tiên của liên xã. Lâm lão cư sĩ tự đảm nhiệm làm chủ giảng, lãnh chúng niệm Phật và nghiên cứu Phật pháp. Mãi đến trước khi giảng sanh, hơn 30 năm thuyết pháp không ngớt, các liên hữu, những bà con hàng xóm, các cháu quyến thuộc được nhờ lợi ích không ít. Lâm lão cư sĩ từ năm Dân Quốc thứ 25 kết hôn với lão cư sĩ Lý Cư, vợ chồng rất tôn trọng kính nhường nhau. Năm 55 tuổi có được 3 con vừa trai vừa gái, cháu chắc có hơn 30 người, cả nhà tài giỏi thành đạt an vui, xứng đáng làm điển hình cho Phật hóa gia đình.
những công đức về ngôn giáo và thân giáo của Lâm lão cư sĩ không thể kể hết. Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 80, ông Lý, chồng của bà, mệnh chung an lành và tốt đẹp tại nhà cao, thọ 95 tuổi. Toàn thể con cháu hết sức dâng lời của Lâm lão cư sĩ y theo Phật dạy như pháp trợ niệm và tiết kiệm, xử lý tốt những việc còn lại. Bà con hàng xóm và các liên hữu đều kính phục vô cùng. Lâm lão cư sĩ ngoài việc từ tu và hóa độ người, lại còn có quyển Những chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe mà bà đã thâu thập ghi chép rất cần mẫn, không mệt mỏi. Được nhờ ân sư Tuyết Công viết chữ kỷ niệm và ban cho lời tựa, lời đầu sách. Từ tháng 8 Dân Quốc thứ 58, xuất bản lần đầu là 5.100 quyển, đến trước khi giảng sanh tổng cộng xuất bản 56 lần, số sách hơn 100.000 quyển. Còn các nơi khác ấn hành kết duyên cũng không tính đếm được. Nội dung trong sách này cũng có được mấy truyện được sát nhập vào quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đồng thời có người đứng theo nội dung sách này mà chế tác ra băng cassette và phát thanh trên đài truyền thanh. Có thể nói là trọng kết nhân duyên với Tây Phương, được hàng vạn người và những người đọc sách này mà phát tâm niệm Phật cũng nghe thấy rất nhiều. Thậm chí có người ở nước ngoài xa xôi cũng nhân xem đọc sách này mà riêng đến Đài Loan cầu kiến sách này, cảm hóa người rất sâu. Từ đây mà ta có thể thấy một phần những sách còn lại của bà để lại còn có Phật Thuyết A Di Đà Kinh Khẩn Thuyết, Khuyến Tu Niệm Phật Pháp Môn Thiển Giảng, vân vân. Lâm lão cư sĩ nhiều năm kinh nghiệm tu hành, bà cho là người có thể biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là căn lành phước báo lớn nhất trong đời người. Bà thường nói tu hành không có tu gì khác, chỉ cần biết được mối đường. Nếu biết được mối đường thì việc sanh tử đồng thời dứt. Và thường tán thán pháp môn niệm Phật là vô thường chí bảo. Lão cư sĩ sớm đã tùy duyên thuyết pháp độ chúng, tuổi già càng thêm gắng sức công phu niệm Phật, tự nói tu hành, nên nhân lúc trẻ tự biết mình lúc tuổi trẻ may mắn nhờ ân sư chỉ đạo đạt được nền móng niệm Phật. Nếu không thì tuổi tác ngày càng cao, thể lực suy yếu dần, sẽ hay có cảm giác lực bất tòng tâm. Bà lại khuyên những người già càng nên gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu không thì số ngày còn lại không nhiều. Nếu vô thường chật đến thì là bỏ lỡ việc lớn giảng sanh, quả báo sau này không thể lường được. Lâm lão cư sĩ thường ở hộ trì tại Liên Xã hơn 40 năm, trong thời gian dài quân tập ở các hội giảng kinh thuyết pháp Phật và Nho. Bà càng thể hội được sự quan trọng của hành giải tương ưng, hiểu biết và thực hành đi đôi. Đến 2 năm trước khi giảng sanh, thời khóa hàng ngày của bà đã 6 dạng câu Phật hiệu mỗi ngày. Lúc tự tu, hai mắt khép lại, tay cầm chuỗi, tác kim can niệm. Lúc cùng tu thì niệm Phật ra tiếng theo chúng, gần như ngoài lúc ăn, ngủ ra, trọn ngày đều tắm gội trong danh hiệu Phật. Lâm lão cư sĩ thọ trì giới, không nói lỗi của tứ chúng. Bà cho rằng quà là quý, gặp việc nghịch ý Phật lòng đều là nghiệp chướng hiện tiền, càng phải niệm Phật mạnh hơn, cầu Phật gia bị. Bà thích nhất câu nói này của Ấn Quang Tổ sư: phải nên phát nguyện nguyện giảng sanh, du sơn ngoạn thủy mặc người tham, tịnh độ cực lạc tự do mình không chịu về. Nếu muốn về liền được, trăng gió của quê mình có ai tranh. Nguyên âm chữ Hán bài kệ này: ưng đương phát nguyện nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhậm bỉ luyến, tự trị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thủy tranh. Bài đặc biệt đặt bài kệ này ở đầu án thư để nhắc nhở mình là làm khách ở ta bà, cực lạc mới là quê hương. Và ở liêu phòng của bà, bốn vách chung quanh không có gì, chỉ có đặt bản viết của Ấn Quang đại sư đã viết, nhất tâm niệm Phật, để sách lệ tự thân tinh tấn niệm Phật. Và bà đã hiểu sâu sắc câu nói của ân sư Tuyết Công trước khi giảng sanh đã nhiều lần nhắc nhở: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Thật là một minh chứng tu hành ở hoàn cảnh ác liệt trong thời mạt pháp này. Lâm lão cư sĩ vào năm 60 tuổi đã chuẩn bị xong những công việc sau khi mất. 2 năm trước khi giảng sanh là dặn dò các việc phải chú ý lúc lâm chung. Một tuần lễ trước lúc giảng sanh liền hướng vào các liên hữu nói: tôi sắp về nhà rồi. Là liên tục khen rằng thật sự là có thế giới cực lạc. 2 ngày trước lúc giảng sanh, tự biết sức khỏe đã suy yếu, do con cháu thỉnh về nhà, các liên hữu quyến thuộc niệm Phật đưa bà cùng về nhà.
Sau giờ ngọ một ngày trước khi giảng sanh, bà nói với các liên hữu: đã thấy Phật A Di Đà, chắc chắn được nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh. Cuối cùng 7:20 sáng ngày hôm sau, ở tại nhà một mình, trong tiếng trợ niệm A Di Đà Phật của các liên hữu và quyến thuộc, bà chánh niệm rõ ràng. Trong khoảnh khắc, bà quy tay một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đến sau khi giảng sanh 24 giờ, trong thời gian đó tiếng niệm Phật không ngớt. Lúc thay y phục, ai nấy đều rất vui, nhìn thấy mặt mày bà tươi vui cũng như dung mạo hiền lành lúc còn sống. Những người thấy nghe khen ngợi mãi, chúc mừng bà đã được như nguyện giảng sanh cực lạc. Lâm lão cư sĩ vào ngày 26/4 năm Dân Quốc thứ 81 được cử hành lễ cáo biệt và trà tiệc. Các liên hữu hẹn nhau đến niệm Phật đông đến đường xá bị tắc nghẽn. Đủ thấy sự tu trì lúc bình thời của bà công phu không có uổng, sức cảm hóa người rất sâu. Sau khi hỏa táng lại được mấy trăm viên xá lợi. Đây cũng hiển lộ cho thấy công phu niệm Phật của bà rất sâu dày, nhân quả không sai. Đại sư Thiện Đạo nói: nếu luận về học hiểu thì tất cả pháp môn đều phải học. Nếu luận về tu trì nên chọn lựa pháp khế lý, khế cơ mới có lợi ích chân thật. Một pháp niệm Phật nhân gồm quả hải, quả suốt nguồn nhân là khế lý, khế cơ nhất. Thật là bản hoài của Đức Thế Tôn xuất thế độ sanh, khiến tất cả đều có thể ngay đời này dứt được sanh tử. Chúng ta từ sự tích thành kính niệm Phật của Lâm lão cư sĩ cuối cùng được dẫn sanh cực lạc mà nghiệm ra, tin mà có chứng cứ. Khắp nguyện những ai thấy nghe rõ chân thật niệm Phật đồng sanh cực lạc, đồng thành chánh giác thì may mắn lắm vậy. Và Lâm lão cư sĩ với thân nữ tại gia lại được sự tự độ và độ người mấy mươi năm, cuối cùng giảng sanh liên bang một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đây cũng đồng với hai câu: thị tính Tây Phương chư thượng thiện, chân năng thường nguyện quả thần lai, của Tuyết Lô lão nhân dạy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hoan hỷ truy cập website diệupháp.net. Các Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con cầu xin thầy bố thí giảng cho con nỗi thắc mắc trong lòng mà bấy lâu nay con vẫn không yên. Vì cũng đã mấy lần chúng con cũng đã viết trong các kỳ pháp hội mà chưa được thầy giảng cho chúng con được rõ. Gửi mấy lần rồi mà chưa được giảng cho được rõ, hay là chưa được giảng lần nào? Nếu mà chưa được giảng rõ có nghĩa là đã trả lời rồi nhưng mà chưa được rõ. Nếu mà còn thì gửi lên mấy lần nhưng mà vì câu hỏi chưa được giảng lại là vấn đề khác. Thầy ơi, dạ, vì trong họ chúng con có mấy trường hợp bị chết như thế này thầy ạ. Một, cô cháu dâu khi sang bên chùa làng gần đó dự buổi lễ của chùa, khi được nửa buổi lễ thì bị chết gục ngay trong chùa, chắc bị phải cảm, bị trúng gió. Nhưng cái này cũng do nghiệp đấy các quý vị, cũng do cái nghiệp của cá nhân đó. Hai, cô em dâu khi đi chùa tụng kinh 49 ngày cho con của Phật tử trong đạo tràng, khi về nửa đường bị vấp ngã cũng bị chết ngay trên đường. Trường hợp thứ hai, em dâu đi chùa tụng kinh cho một đám 49 ngày, con của Phật tử trên đường về bị vấp ngã mà chết nhá. Chắc là đi bộ đây nè, vấp ngã là đi bộ đúng không? Chứ không phải là bị tai nạn xe máy hay xe đạp, ô tô gì mà chết, mà vấp ngã mà chết. Đi bộ tức là đi bộ. Nói từ vấp ngã đây thì nghĩa đi bộ. Ba, còn cô cháu gái bị ốm khi đưa lên bệnh viện tỉnh, ngày hôm sau cháu cũng bị chết tại bệnh viện. Khi đó cháu mới bước sang tuổi 17, cháu gái ạ. Trong ba trường hợp này,
chết cách năm xa xa thầy ạ, à. Tức là ba trường hợp này chết cách năm xa xa, tức là cách vài, chắc là cách vài năm. À, chúng con là kẻ vô minh nên cứ nghe người ta nói chết ở chùa, đường và viện. Khi không làm lễ rước vong về thì không về nhà được mà cứ ở nơi chỗ chết đó. Con rất mong được thầy bố thí cho chúng con được biết như thế nào có cần phải làm lễ gọi vong về không ạ. À, cuối cùng con kính chúc thầy Pháp Thể Khinh An mãi mãi là cây đại thụ che mát cho chúng con trên bước đường tu tập. Ở đây thì với câu hỏi này thì thầy khẳng định rằng á, nay thầy mới đọc lại lần đầu tiên, chưa trả lời câu hỏi này lần nào cả. Có thể Phật tử này đã viết mấy lần các pháp hội rồi, nhiều câu hỏi quá không trả lời hết được, nhưng nay nó đủ duyên, nó được lên đầu tiên này. À, nay được trả lời đầu tiên. Thì đầu tiên thầy phải trả lời rằng cái việc mà trong gia đình này có ba người chết, dòng họ có ba người chết, một là cháu dâu, hai là em dâu. Cháu dâu thì đang đi lễ tụng kinh ở trong chùa và gục ngã chết ở trong chùa. Còn em dâu thì đi tụng kinh 49 ngày cho con của Phật tử đi về vấp ngã và chết trên đường. Còn một đứa cháu gái 17 tuổi đi bệnh viện, lên viện ngày trước, ngày sau thì bị chết. Nhưng cách nhau cũng xa xa vài năm. Và ý Phật tử này hỏi rằng nghe người ta bảo những người chết ở trong chùa và ở ngoài đường ở bệnh viện như thế thì vong linh sẽ không về được nhà mà phải cúng gọi vong triệu hồn, phục hồn và triệu hồn gọi hồn thì vong mới được về nhà, bằng không thì vong không được về nhà. Cho nên Phật tử này thấy thắc mắc, muốn hỏi rằng như vậy thì làm như thế nào, vong có được về nhà không? Thì tôi hỏi các vị lên chùa từ hôm qua, ở hôm nay và ngày mai nữa, thì hết ngày mai các vị có được về nhà không? Có được về không? Thầy có bắt lại chùa không? Có ai bắt không? Có ai bắt đâu. Chúng ta đến chùa là tự nguyện để tu mà. Thì trần sao thì âm vậy, có gì đâu các vị. Chúng ta hiểu một cách đơn giản là trần sao thì âm vậy. Đâu Phật Bồ Tát cũng có đi bắt gì, bắt các vong linh ở dưới đó để đi làm thuê quét chùa mướn cho Phật đâu, không có. Người này chẳng qua là gì, cái một là gì, cái vận hạn của họ, cái số mệnh của họ, cái ngày đó là họ gì phải chết, giờ đó họ phải chết. Nếu họ chết ngoài đường, ngoài chợ, nếu họ chết gì cho đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, bị tai nạn xe máy, xe hoặc là gì ô tô nó cán chết, hoặc là ngã xuống sông, xuống núi mà chết á, thì còn khổ cực hơn các quý vị. Họ được chết ở trong chùa, trước khi họ chết họ vẫn đang lễ Phật, đúng không? Vẫn đang lễ Phật, vẫn nhìn thấy Phật, và chung quanh vẫn còn có người cùng tu, cùng niệm Phật cho họ. Thì cái chết đó thầy nghĩ rằng không phải là quá gì phải lo lắng cả. Được chết ở trong đất Phật, ở trong cửa Phật. Tôi nói với các quý vị, cho tôi chết ngàn lần ở trong cửa Phật còn hơn là tôi chết là gì? Tôi chết một lần ở đầu đường xó chợ, chết một lần nữa bị tai nạn xe máy, xe hơi, ô tô, rồi ngã vách núi, rắn cắn hổ vồ, các quý vị chết trăm ngàn vạn lần ở trong cửa Phật còn hơn chết một lần đau đớn ở ngoài gì, ở nơi rừng thiêng nước độc, rắn cắn hổ vồ. Chết ở trong cửa Phật có gì mà phải lo, trước khi chết mà đi tụng kinh cho người ta về mà mệnh số cùng, mệnh tận, mình thì mình hết, mình chết. Nếu mình không chết ở trong cửa Phật như thế, ngày hôm đó mình không đi tụng kinh mà mình đi gì, đi sát sinh hại vật, mình chết thì cái chết đó thì sẽ đi sâu vào trong ba đường ác đạo. Còn mình đi tụng kinh về mệnh hết mà mình chết thì dù sao vẫn còn cái công đức mình vừa tụng kinh xong đó, mình chết để mình gì, thần thức mình đi lên chứ mình không đi xuống. Các vị nghĩ xem, cùng là chết nhưng chết để đi lên, và chết thì phải đi xuống, thì cái chết cái nào tốt hơn? Đi lên đương nhiên tốt hơn. Cho nên Phật tử này không phải lo, không phải suy nghĩ rằng lăn tăn rằng chết như vậy ở trong chùa và ở trong ở ngoài đường như thế là gì, vong linh không được về nhà. Không phải. Cái suy nghĩ như vậy là cái suy nghĩ của những người không có học thức, cái suy nghĩ của người thiếu hiểu biết, cái suy nghĩ của người là võ đoán thôi. Còn người học Phật chân chính của chúng ta biết rằng tất cả đều do nhân duyên.
nhân quả và nghiệp báo vậy. Cái sống chết nó cũng gì? Ở theo An Sĩ Toàn Thư á, chú lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói sự sống chết của con người ta cũng đều có sự an bài và sắp đặt của gì? Của mệnh mình rồi vậy, của bản mệnh mình rồi. Nếu mà người làm được việc cực thiện á, thì có thể á, tích phúc cải mệnh. Trường hợp này là trường hợp phải đặc biệt, làm được nhiều việc phúc đức tích thiện thì mới có thể tích phúc cải mệnh được, thay đổi vận mệnh của mình á, biến gì, biến chết yếu thành trường thọ được, biến khổ đau thành an vui được, biến không có phúc thành có phúc được. Các quý vị nên đọc cái quyển tích phúc cải mệnh thì sẽ rõ chúng ta phải làm như thế nào đó. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là không phải lo lắng nữa, gia đình không phải lo lắng, cứ nhất tâm đi tụng kinh như thế này, làm sớ hoặc làm bài vị hồi hướng cho gì, cho các em, cho vong linh của các em và cửu huyền gia tiên nhà mình, chắc chắn là gì họ cũng được lợi lạc vậy. Nếu họ còn không may đọa vào trong ba đường ác thì cũng sớm thoát được ba đường ác vậy. Nếu họ không còn ở trong ba đường ác nữa, được sinh về quay lành rồi, thậm chí là họ sinh làm thì làm quỷ thần, làm chư thiên, có khi bây giờ họ đang ở trong hội trường này cùng tu với chúng ta vậy. Cho nên không phải suy nghĩ lăn tăn cái chuyện là sợ là họ không về được nhà, không phải lo cái điều đó nhé, không phải lo. Một Phật tử nữa hỏi Phật tử ở Hải Hậu, Nam Định, Phật tử Mai Thị Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chúng con. Đây nói là huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chúng con có đạo tràng tu tịnh độ vào các ngày Chủ nhật từ năm 2018 đến nay. Chúng con xin Thầy cho chúng con được đăng ký là đạo tràng, được Thầy dẫn dắt. Thầy cho kế hoạch đăng ký ạ. Đấy, ý thứ nhất. Thứ hai là một huyện ven biển của tỉnh Nam Định. Chúng con xin Thầy bố thí cho đạo tràng chúng con được cung nghinh Thầy về với đạo tràng. Chúng con buổi giảng pháp trực tiếp ạ. Đạo tràng chúng con từ 2018 đến nay, chúng con mới chỉ được nghe Thầy giảng trên mạng thôi ạ. Mong Thầy hoan hỷ quan tâm đạo tràng chúng con, vùng sâu, vùng xa, rất khát vọng được cung nghinh Thầy ạ. Con Mai Thị Thanh, số điện thoại đây. Thầy chưa dám nhận lời là về, nhưng Thầy sẽ cố gắng. Biết đâu một ngày nào đó không hẹn trước mà đùng một cái Thầy gọi điện bảo thầy chuẩn bị nhé, thầy về thăm đạo tràng đây. Đấy, đấy. Vì công việc của Thầy cũng khá là nhiều, cho nên hẹn trước mà không về được thì phải tội ra không hẹn trước. Nhưng mà năm nay thì chắc chắn là sẽ xếp cái kế hoạch là cho các sư ông lớn sẽ đến thăm các đạo tràng và dẫn cho các đạo tràng tu 1-2 tháng thì có thể đến thăm một lần. Đặc biệt là gần gần đây, xa xa thì phải bố trí một cái thời gian nào đó nó thích hợp. Năm nay cũng sẽ có cái kế hoạch đấy. Đạo tràng là muốn đến đăng ký thăm trước thì cứ ghi vào đấy. Xem ta, Thầy sẽ bảo các sư ông lớn sắp xếp. Các sư ông bây giờ thì cũng biết tự lái xe rồi. Ông Hòa này, rồi ông Hạnh này, ông Khoa này. Đấy, mấy sư ông này tự lái xe đi được rồi, hoặc có các chú lái xe. Thỉnh thoảng thì đi đến để gần gũi lân vẫn các Phật tử, vừa là sách tấn động viên. Thay Thầy để đi động viên các Phật tử cũng tốt mà. Thầy thì có một thân, làm sao mà lo được hết tất cả được. Các sư ông lớn rồi cũng phải lo các sư cô nữa. Thì bây giờ đạo tràng nào mà họ liên hệ, họ cần đến thì khoảng độ 1-2 tháng một lần đến để động viên dẫn tu cho Phật tử một ngày. Họ có cái điều gì cần hỏi thì giải quyết được ngay thì giải quyết, không giải quyết được ngay thì ghi nhận lại về để bạch lên sư phụ thế giải quyết cho, giúp đỡ cho. Đây cũng là một cái cách để cho thì tăng ni trong đạo tràng gần gũi với các Phật tử chúng ta hơn. Nhiều người đã nói với Thầy cái điều đó, nói này: Thầy chả đến thăm chúng con, mong mỏi mòn cả mắt mà gì, chả thấy Thầy đến. Thôi thì năm nay thì cũng sẽ phải có cái kế hoạch này. Thôi đạo tràng này các Phật tử thôi cứ nhất tâm tinh tấn tu tập và nghe giảng y giáo phụng hành thôi. Thầy mà đến được thì càng quý, mà không đến được cũng không sao. Gặp Thầy ở trong gì? Ở trong hình, nghe Thầy ở trong tiếng mà thực hành theo á, thì cũng như là nhìn thấy tận mặt và lễ tận dưới chân Thầy rồi vậy. Trong lòng có Phật,
thì Phật chính là gì? Phật luôn luôn ở bên ta. Trong lòng mà có thầy nương theo lời thầy giảng để mà tu thì thầy luôn luôn ở trong đạo tràng của mình rồi vậy, ở trong gia đình của mình rồi vậy, và ở trong gì? Ở trong trái tim của mình rồi vậy. Phật tử là Đỗ Thị Minh ở Hà Nội hỏi rằng: con kính bạch thầy từ bi hoan hỷ, dạy cho chúng con hiểu biết về ngũ phương Phật, công đức chiêm bái đỉnh lễ cúng dường tôn tượng ngũ phương Phật. Con xin tri ân công đức của thầy và chư tôn đức tăng ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngũ phương Phật ở đây là chỉ cho gì ạ? Là năm phương Đông Tây Nam Bắc và Trung ương. Năm vị Phật này mà tới đây á, chùa chúng ta có làm để thờ trên tầng 3 đó. Mấy năm trước là có đặt tượng đá thờ, đặt tượng đá năm màu. Đây sẽ ông Hạnh đi đặt. Ông Hạnh đi đặt nhưng họ làm hỏng mất. Cũng rất là đắt, 300-400 triệu một pho. Có pho đến 500-600 triệu. Cái pho đá hồng ngọc ấy. Nhưng mà cái may là cái pho hồng ngọc đấy họ vẫn chưa làm. Vì ngày đấy thì thầy cũng bận nhiều việc, cái giao cho sông Hạnh, ông đi đặt thì người ta làm. Đấy, ba cái pho mà họ làm để xong rồi họ mang về để bên ngoài cái đối diện chỗ viết sớ đấy. Xấu quá. Nói nhỏ thôi, họ nghe thấy là họ buồn. Xấu quá, đúng không? Nhìn nó xấu quá. Ví dụ các vị bảo nơi khác thì có thể họ thờ cho lên đấy được. Bây giờ bảo thầy rước cái ba cái pho tượng xấu quá mang lên đó mà thờ cá, cái không gian của mình nó trang nghiêm thanh tịnh thờ phụng như thế, đến nhìn thấy ba pho tượng nó không có tướng ảo, người ta cười cho. Cho nên thôi, các đạo tràng, mấy đạo tràng, mấy Phật tử ngày xưa cúng tượng ngũ phương ấy, thì thôi tới đây thì tiền đã đặt cho họ, họ mua đá, họ tạc thành tượng rồi, mình bắt đền họ sao? Cũng khổ là do gì? Do mình bận quá, mình không đến để chỉ đạo họ làm được, cứ tin tưởng vào tay nghề của họ. Đến khi họ mang tượng lên, họ bảo họ xong rồi, mình xuống xem thì thôi, nó đã làm xong hết rồi thì làm sao mà sửa được nữa. Tượng gỗ thì còn có thể đắp gỗ vào, và tượng đất thì đắp đất vào, đắp gỗ vào để làm lại. Tượng đá thì đắp kiểu gì, và các quý vị không thể đắp được nữa. Cho nên tiền thì họ đã mua đá tạc tượng thành đấy rồi. Mình thì nếu mà mình bảo họ làm xấu thì mình có đắt họ từ đâu. Đặt, ông Hạnh ông đi đặt. Mà chính cái mấy cái đạo tràng ở Sơn Tây và ở dưới Hoài Đức là đi đến đặt người ta đấy. Đặt người ta làm. Nếu mà ngày xưa để thầy đặt ở trong Đà Nẵng thì nó làm sẽ đẹp hơn, nó sẽ đắt hơn, nhưng sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đấy, tin tưởng, giao cho đấy, cuối cùng đấy mới giao cho việc làm đâu. Thầy mới giao cho để làm thử xem có được không. Cuối cùng hỏng bét này. Rước về không dám mang lên để thờ các quý vị. Xấu cái đấy, các quý vị cứ ra đấy. Ba pho ở ngoài, đối diện cái chỗ ba pho tượng đá đấy, đối diện cái chỗ viết sớ đấy, các vị nghĩ xem. Đấy, cái chùa mà không có sư toàn các vãi thì họ làm một thờ được, như thế thì vẫn tốt. Nhưng chẳng nhẽ người ta đến, người ta nhìn về cái ông thầy như thế này mà lại thờ những cái pho tượng như thế, thì ở một cái nơi trang nghiêm như thế thì các vị nghĩ thế nào đây? Người ta chửi vào mặt mình đó chứ. Cho nên thôi, cái chỗ đấy thì sau này thì xin lỗi các Phật tử, mà cái đây con lỗi một phần do thầy không sát sao ngay từ đầu, giao cho sư ông Hạnh. Mà sư ông Hạnh thầy bảo là đấy, quán xuyến để đi xem, nhưng mà khổ, tay nghề của người ta chỉ được có thế, mới làm thế nào, khổ lắm. Cho nên mang về thì sau này thì mình để trang trí ở một cái ở ngoài trời và cái gốc cây vậy, chỗ đấy để tạm thôi. Sau này là mình trang trí và giống như tượng các vị A La Hán ấy, mình sẽ để vào một khu vực dân là vẫn đến lễ bái, vẫn các thứ được. Nhưng mà để vào trong nhà như thế thì cái thứ nhất thì ở trong nhà bây giờ mà cho nhiều tượng đá và tượng ngọc, tượng gỗ lên trên cái đại tượng nó nặng, nó rất nguy hiểm cho cái công trình. Cho nên trên đấy bây giờ thầy phải suy tính toán là cả cái vấn đề chịu lực nữa. Cho nên từ đó, từ các tầng 4 trở lên là bây giờ thờ bằng tượng composite thôi. Đó, tượng ngọc và tượng gỗ như thế là đủ rồi. Không có thờ nhiều tượng nặng lên đấy là rất nguy hiểm về sau này. Vì vậy mà vừa qua là đặt tượng composite rồi, tượng ngũ phương cũng đặt thành tượng composite rồi. Nhưng mà làm đẹp, đặt tận trong miền Nam, làm đẹp.
Cho nên cái số tiền của các Phật tử mà cúng rồi á, thôi bây giờ thì họ sẽ bảo họ bù lại một phần để đặt vào cái tượng Cung Ma Dít đấy. À, thì cũng các Phật tử cũng hoan hỉ. Những các đạo tràng mà ngày xưa cúng cái tượng năm phong ngũ phương to á, và phải Phật tử mà hôm nay cũng phải nói thật, giải bày thật là như thế, chúng ta cũng không thể đòi lại hết tiền của họ được nữa, vì họ cũng mua đá và cũng làm tượng cho mình rồi mà. Làm được 3 pho rồi còn 2 pho nữa nó xấu quá, thì thầy mới bảo thôi 2 cái pho đá, một pho trắng một pho hồng ngọc ấy thì chưa vội làm, để đây bao giờ thầy chỉ đạo trực tiếp thì mới làm. Đấy, có thầy chỉ đạo và nó khác đấy, không có thầy chỉ đạo thì nó khác ngay. Đó, cho nên thầy bảo đấy, đấy đá thì người ta mang về đây cho thầy rồi, 2 viên đá mang về đây rồi, sau bao giờ làm tượng thì tính sau. Còn 5 pho ngũ phương đấy thì vừa qua đặt bằng hết cái pho Cô-ma-dít rồi, thế bảo họ hoàn lại một số tiền để bắn lại cái tiền ngũ phương Phật đấy bằng Cô-ma-dít. Thì các đạo tràng, các Phật tử cúng dường thì thôi, từ cái pho tượng đá ngày xưa nó không được như nguyện, thì bây giờ coi như chúng ta được cả 2 cái, đúng không? Được cả 5 pho tượng đá mà sau này để thờ ở ngoài trời ấy, với được cả 5 pho tượng Cô-ma-dít thờ trên tầng 3 nữa, vẫn là tượng mà. À, nó vừa là nhẹ mà nó lại đẹp. Thờ ở trên đó nhìn nó tướng hảo vào, ai nhìn thấy Phật cũng phải muốn cúi đầu, phải muốn chắp tay, phải muốn lễ bái chứ các quý vị. Đó, đặc biệt là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Đấy, còn chúng ta, còn ngoài đó chúng ta để ở ngoài gốc cây ấy, thì để khắp các nơi ở ngoài trời ấy, làm cái nơi vừa là tiểu cảnh vừa là trang trí. Tiểu cảnh ấy, thì họ cũng vẫn phát tâm được, nhưng mà nó không được như ở trong cái nơi trang nghiêm ấy, thì thôi được cả 2. Các Phật tử ấy, năm nhóm đạo tràng và gia đình Phật tử cũng năm phong của phương to ấy, ở tầng 2 đấy nhá, thì tới đây cũng hoan hỉ. Thầy không có bớt một đồng nào đâu, tiền đưa cho người ta hết 100% rồi, thậm chí thầy còn ứng cả tiền làm cho họ 200-300 triệu nữa rồi. Nhưng bây giờ chịu bó tay thôi, chả được, vì họ cũng nghèo, họ có đâu, họ cũng làm thợ làm công ăn lương, họ làm cho mình, nhưng mà nói thì nó không được như ý muốn. Thì bây giờ thì thôi, thì tạm thời như vậy, họ công thầy cũng sẽ tìm cách cho bảo họ thì hoàn trả lại cái mấy trăm triệu, mỗi một pho là tiền tượng Cô-ma-dít là 120 triệu. Đấy là cái tiền tượng thôi, chưa có đế, thì bảo họ hoàn lại cái phần đó thôi, vì cái phần tượng đá ngày xưa có pho đến 400-500 triệu cơ. Thì bảo hoàn lại cái đấy để cho chúng ta thay vào đó thì nó được cả 2. Các Phật tử hoan hỉ, các gia đình hoan hỉ nhá, các đạo tràng mà cũng năm pho ngũ phương hoan hỉ. Còn những pho ngũ phương bé thì hôm Tết thì thầy nói là bây giờ tới đây thì chúng ta cũng bắt đầu đúc cái pho ngũ phương bé. Nếu mà chúng ta đặt ở trong miền Nam á, thì cứ 4 triệu một pho. Hôm rồi thầy đặt pho tượng mẫu là 4 triệu một pho, không phải 3 triệu đâu nha, 4 triệu một pho. Ra tới đây họ gửi ra tới đây cho mình là 4 triệu một pho. Vậy nếu mà chúng ta đặt họ thì chúng ta mất cả 4 triệu ấy mà mới được có một pho tượng. Nhưng chúng ta làm lấy á, thì 3 triệu ấy chúng ta chỉ mất khoảng 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi làm tượng. Còn lại khoảng gần 2 triệu là gì, vào làm cái gì ạ? Mua sơn với làm cái tòa ngồi của ngài. Để trong ô đấy, ngài ngự ở trong đó, tức là trọn vẹn ở trong đó, vừa có công đức làm tượng, chúng ta không mất đi. Tới đây bắt đầu vào an cư mà đấy, cũng phân cho xưởng tượng bắt đầu là đúc, và các sư cũng xuống là đúc, và các Phật tử cũng xuống đó để đúc. Vì mình không có tiền mặt thì mình phải bỏ công bỏ sức ra để góp công sức với các Phật tử để làm cái đó, thì lại bớt đi được khoảng hơn triệu để trả cho anh em thợ thuyền đã làm công ấy, để đắp tượng ấy, vân vân. Thì cái năm pho ngũ phương này, cái ý nghĩa thì thôi, cái ý nghĩa nó sâu lắm, để sau này một cái lúc nào đó thầy sẽ giảng về cái ý nghĩa của năm pho tượng ngũ phương này, công đức lớn lao. Mà trong kinh nói rằng ai mà có nhân duyên mà gặp được năm đức Phật này, nghe danh hiệu của năm đức Phật này và cung kính cúng dường năm đức Phật này á, thì đời đời kiếp kiếp không bị đọa vào trần. Nam chúng ta có vừa nổi lên một cái chú làm tượng cô ma diết đẹp như thế, nhưng không biết nó làm có đẹp như mẫu hay không. Mẫu thì đẹp, mẫu chú ấy làm ra cho một số các chùa thì đẹp, phải nói là thầy là cái người mà kỹ tính rồi, nhưng mà nhìn thấy mà ưng ngay, nhìn thấy ưng ngay. Đặt chú ấy làm cho 7 pho dược sư cô ma diết, có 6 pho nhỏ hơn thì mỗi pho là 120, chú ấy xin 120.
Còn pho to thì chú xin là 250. Còn cái pho bé xíu xíu là 4 triệu các quý vị. Mà mình làm đấy thì nó chỉ mình phát động là 3 triệu, nhưng mà mình làm để bớt đi cái công đi, còn lại thì để làm một cái chỗ ngồi, mua sơn rồi tới đây là còn phải thuê các chú thợ nó hoa văn, nó làm cái hoa văn nó ốp vào bên. Vì sao thờ Dược Sư? Vì Đức Dược Sư ngài cũng có duyên rất lớn với thế giới Sa Bà chúng ta này. Đức Phật Dược Sư ngài có cái nguyện là cứu giúp cho những người bị bệnh tật, bị ốm đau, bị vận hạn, vân vân. Những người bị bệnh tật đó, tụng kinh Dược Sư hoặc cúng dường Đức Phật Dược Sư, tranh ảnh tôn tượng Đức Dược Sư thì sẽ được tiêu tai giải hạn. Đặc biệt những người đang gặp những cái căn bệnh quái ác như là ung thư, như là những cái căn bệnh gì nó khó chữa, thì trong kinh nói là cúng dường tranh ảnh tôn tượng Đức Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì sẽ được tiêu tai giải hạn và được cát tường vân vân. Cho nên cũng làm một tầng thờ Đức Dược Sư đấy để cho gì? Chùa chúng ta sẽ làm cái nơi cho mọi người đến cái gì cũng có. Họ cầu cái gì cũng được, cầu sinh Tây Phương cũng có, rồi cầu khỏi bệnh cũng được, rồi thậm chí là rất rất nhiều. Họ chúng ta là một cái nơi đáp ứng rất nhiều những cái gì, cái sự mong cầu của chúng sinh. Tâm chúng sinh mong cầu vô lượng thì hạnh nguyện của Phật Bồ Tát cũng gì cũng có vô lượng vô biên để đáp ứng cái lòng mong cầu của họ. Thế con thứ hai bị tâm thần, con trai út mắc bệnh về máu, đang điều trị tại Viện Huyết học Trung ương. Chồng con lại theo gái, khổ. Đây gọi là họa trong họa đấy, đúng không? Gọi là khổ trong khổ, đây gọi là khổ khổ đấy. Sáng qua con có gặp thầy và thầy báo xem lại mộ tổ bốn đời nhà con cách 7 mét xung quanh có vấn đề gì thì báo lại thầy. Gia đình con đã huy động nhiều người đi tìm nhưng ngôi mộ đã mất từ lâu. Mới có bốn đời mà đã để mất mộ thế thì nguy rồi. Đấy. Vì nhà nước san ủi đường và làm đường bê tông. Thôi. Thế còn gì nữa? Thế bây giờ họ làm đường, họ đi lên trên bệnh tật như thế. Chồng thì lại bỏ đi theo gái như vậy, khổ thân. Già rồi, cụ với già rồi, hôm qua đến phải tầm phải trên 60, gần 70 rồi. Nếu mà chồng như vậy, chồng cũng ngang ngang tuổi thì cũng phải tầm 70 rồi. 70 mà còn bỏ đi theo gái đấy, khổ. Đâu có phải là có phải trẻ nó mới bỏ đi đâu, già nó cũng bỏ đi đấy, khổ thân chưa. Đấy, cho nên trường hợp này thì về khuyên làm như vậy đó. Tụng kinh từ giờ về nói với cả cái chi họ đấy. Muốn yên ổn đó, thì tất cả cùng tụng kinh Địa Tạng với nhau, trừ những ngày bận bịu quá. Đấy, tụng kinh Địa Tạng và giảng kinh để Địa Tạng, mở cái đài giảng kinh Địa Tạng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình á. Và những người còn sống cũng nên nghe giảng kinh Địa Tạng để phát khởi cái tín tâm bồ đề để mà gì mà học đạo. Xong làm được như thế, xong đến tháng 10, khoảng giữa tháng 10 rồi đó, tháng 9, phá hội tháng 9 thì ra dự xong thì thầy sẽ bố trí cho ngày giờ làm như thế nào và cái cách làm mộ giả như thế nào. Cái trường hợp mà vong linh họ chấp nó phải làm cái đấy đấy. Làm xong thì yên, làm xong được thì yên. Cái này thầy cũng đã giúp cho một vài gia đình rồi. Đấy, cái việc chuyện tâm linh các quý vị ạ. Có phải là cái gì cũng sắc sắc không không, sắc bất gì không không, bất gì sắc ngay được đâu. Chúng sinh người ta còn chấp lắm. Phàm phu mà làm sao mà đã gì đã thấu được cái cảnh giới của Phật, của Bồ Tát được. Cho nên chúng ta cũng phải phương tiện gì. Các cụ ngày xưa nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo gì? Thì mặc áo vải hả? Thì mặc áo giấy. Đấy, kiểu ý các cụ đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ý là nói là gì? Nói là chúng ta phải biết những các phương tiện thiện xảo để mà cứu giúp chúng sinh vậy. Người xuất gia cũng phải biết các phương tiện vậy, không để cứng đơ đơ đấy, như pháp của Phật bảo cái đó là mê tín dị đoan, cái đó là tà pháp, không phải đâu. Chúng sinh bệnh thì Bồ Tát cũng bệnh. Bồ Tát thì vui trong niềm vui của chúng sinh, mà khổ trong gì? Trong niềm đau nỗi khổ của chúng sinh, đó mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát phiên âm từ tiếng Phạm là Bodhisattva, tức là Bồ Đề Tát Đỏa mà, dịch là giác hữu tình mà. Đem ánh sáng, trí tuệ để
giác ngộ để giải thoát cho chúng sinh mà. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái phương tiện của nhà Phật thì có rất nhiều vậy. Cốt là để chúng sinh được an lạc, được thảnh thơi, được giải thoát, được bớt đau khổ và hướng đến sự thanh tịnh an lạc nội tâm vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Ôi dồi, nhiều bức thâm thư khổ chưa dài thế. Lời đầu tiên con xin kính chúc thầy cùng toàn thể quý thầy cô chùa Khai Nguyên pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành, thầy hoan hỷ giải đáp và cứu giúp cho gia đình con một việc như sau với ạ. Năm 2017 gia đình con có bốc mộ sang cát cho mẹ chồng. Khi bốc lên thì cụ vẫn còn nguyên. Do không biết nên gia đình con không chôn lại mà để người bốc xác thi thể của cụ xong rồi mới chôn lại. Sau 4 tháng đến đầu năm 2008 thì chồng con bị tai nạn và mất. Do xảy ra như vậy nên con cũng sợ và đi xem bói một số nơi. Có chỗ thì bảo do đời trước các cụ nhà con lấy của đình chùa mang về nhà dùng nên giờ nghiệp đổ. Nên nghiệp đổ ra như vậy. Có chỗ thì bảo phải làm lễ giải hạn rồi phải ra trình đồng mở phủ. Hầu không thì phải ra trình đồng mở phủ hầu, không thì còn bị nặng hơn nữa. Chúng ta thấy ghê, dọa ghê quá đi thôi. Sau khi xem bói, con cũng có về hỏi lại các cụ trong họ đời trước có lấy đồ thờ đình chùa không, thì các cụ bảo ngày xưa chùa làng phá có mang một số đồ về dùng và giờ vẫn còn. Thế là có cái họ nói đúng đấy, đúng không? Có cái là quỷ thần nó nói đúng. Để làm lễ giải hạn, không, hai mẹ con càng sợ nên cũng nghe lời thầy bói dốc tiền của để làm lễ giải hạn, mở phủ hầu đồng. Sau khi mở phủ hầu đồng xong, sự việc gia đình con ngày càng rối ren. Đáng nhẽ mở hầu đồng mở phủ xong nó phải khỏi chứ nhỉ? Nhưng là càng rối ren thế này là hỏng rồi. Công việc làm ăn bị phá sản, đổ vỡ hết, con trai lấy vợ được, một thời gian cũng không hạnh phúc và bỏ nhau. Nhà cửa mất, sự nghiệp cứ làm đâu là đổ bể đó, tan tành mây khói. Trong một thời gian dài đến nay gần 10 năm gia đình con bị mất phương hướng, mọi việc cứ mất kiểm soát và rơi vào bế tắc, đau khổ không lối thoát. Đến nay con được một người bạn gieo duyên và biết đến chùa Khai Nguyên, biết đến thầy. Con khẩn thiết mong thầy chỉ dạy và dẫn dắt để gia đình con vượt qua được khổ nạn này ạ. Con xin cảm ơn thầy, xin tri ân công đức của thầy. Ở cái trường hợp này á, bây giờ thì biết rõ là gì, con lấy của đình của chùa rồi. Đấy, khổ thế đấy. Các cụ ngày xưa bảo của Phật mất một đền mười mà. Không hiểu trong cái giai đoạn sau năm 45 giải phóng xong đất nước chúng ta cũng có một thời gian gọi là cải cách văn hóa đó, cách mạng văn hóa đó, học theo cái cách làm của Trung Quốc đó, cũng phá đình phá chùa. Một số người mang cái đồ thờ đó về để thờ tại gia tại nhà. Thì trong Phật tử này có hỏi ra bây giờ mấy quả đi xem họ mới bảo là gì, đúng như thế. Đi về bây giờ xem kiểm tra là hỏi các cụ bảo đúng, có một số đồ thờ lấy của đình của chùa ngày xưa, làng phá đình phá chùa, các cụ có mang về thờ trong nhà, bây giờ con cháu vẫn phải gánh. Thôi thì cái này thời gian không có nhiều, không nói nhiều nữa, bây giờ hướng dẫn cho cách giải quyết luôn này. Gia đình Phật tử này về phải cùng anh em họ hàng này về cùng nhau, trong cái anh em trong cái chi nhà mình á, và làm cái lễ gia đình ra chùa mà nhờ các sư hay là các thầy ở trong đình trong chùa đó họ lễ tạ cho, họ sám hối lễ tạ cho toàn bộ cái đồ ngày xưa lấy ấy, bây giờ mang ra để trả lại đồ đình thì trả đình, đồ đình đồ đền thì trả cho đình, đền đồ chùa trả cho chùa. Thì thường thường là cái đồ thờ mà có cái đỉnh có cái hạc á thì cái đấy là của đình đấy, của chùa thì người ta ít nơi họ thờ hạc lắm. Cái ví dụ cái bộ tam sự bát hương đỉnh đồng mà có cả con hạc á thì thường là ở hay ở đình và ở đền.
Còn ở chùa thì có bát hương bằng đồng hoặc là cái mâm bồng hoặc cây nến thôi. Thì thường cái đồ đó đồ của nhà chùa. Còn nếu mà cứ có cả cái con hạc vào thì đường đó, thường cái đồ đó đồ ngày xưa thờ trong đình, trong đền. Đấy là cái cách thờ ngày xưa lại thường như thế. Tuy nhiên cũng có chùa thờ hạc nhưng mà ít lắm. Đó. Thì về nên xem rằng cái đồ thờ này mang để trả lại toàn bộ cái đồ thờ cũ này, làm cái lễ. Trước khi mang trả thì mình cũng phải làm cái lễ ở nhà mình, kính cáo với thần linh thổ địa, gia tiên nhà mình, các cụ nhà mình để mình thay lại cái đồ thờ này, mua cái đồ mới để thờ lại trong nhà. Cái này trước khi xong mang ra thì phải rửa cho sạch sẽ đi, rồi nước ngũ vị hương khai quang tẩy với sạch sẽ mới mang ra đình, ra chùa để nhờ các sư hoặc các thầy cúng ở ngoài đình, ngoài chùa, thầy thống và lễ tạ cho. Và đặc biệt á, ở trong đình, trong chùa, trong làng, trong xã nhà mình á, ví dụ như có một ngôi chùa, ngày xưa mình biết ngôi chùa nào á thì mang ra thẳng ngôi chùa đó thì cúng thì là tốt rồi, mà không biết á là các cụ mang từ ngôi chùa nào thì tốt nhất vì trong xã nhà mình có 3 ngôi chùa thì cả cái chi nhánh chi họ nhà mình cùng chung nhau lại mua lấy cúng lấy 3 cái bộ bát hương bằng đồng á, đồ bằng đồng thì mình cúng bằng đồng, đồ bằng sứ thì mình cúng bằng sứ, tùy theo trong xem trong nhà mình cái đồ mang về đó bằng đồng thì cũng bằng đồng, bằng sứ thì cũng bằng sứ. Mua bát hương này, rồi cây nến này, rồi mâm bồng này, đấy, những cái đồ đó và mang ra để cúng, nhờ họ làm lễ, nhờ các sư và các ông thầy làm lễ cho. Bây giờ trong xã mà có 2 ngôi chùa thì cũng nên 2 bộ như thế, mỗi chùa 1 bộ. Trong xã mà có 2-3 ngôi đình, ngôi miếu thì cũng nên mua để cúng như vậy. Bây giờ cái đồ đấy nó cũng không đắt lắm đâu mà. Đồ bằng đồng nhỏ nhỏ xinh xinh vừa vừa ra nó cũng khoảng vài triệu một bộ thôi. 2-3-4 triệu rồi một bộ là cùng thôi. Cái bộ to thì có thể 5-6 triệu, giờ nó không đắt như ngày xưa nữa. Thì cả cái chi họ nên thì nên cùng nhau lại mà cúng. Nếu họ mà không cúng, không nghe thì mình gia đình nhà Phật tử này cúng cũng được. Thì mình làm ít thôi. Mình cúng, ví dụ xã mình hay làng mình, thôn mình có một chùa một đình thì mình cúng một chùa một đình, chùa một bộ và đình một bộ. Thì coi như là mình cắt cái phần đó, tiền này ra để đi chữa bệnh đi, để làm việc phúc để đi chữa bệnh đi, thì nhất tâm để sám hối. Và đặc biệt xong á nên tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày để hồi hướng, để sám hối cho các cụ nhà mình đã làm cái việc sai trái trước đây, và cầu Phật Bồ Tát thương tình là hoan hỷ để cho gì gia đình nhà mình cái chi họ nhà mình nhất tâm để sám hối. Thầy nghĩ rằng cũng sẽ gì dần dần sẽ hết thôi. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hòa. Hiện gia đình con đang gặp chuyện không vui, con muốn nhờ thầy giúp đỡ cho con. Làm sao mà lắm người không vui thế nhỉ? Hôm nay ở đây sao nhiều người không vui thế? Chả thấy ai hỏi câu chuyện câu con đang vui thế nào cả, toàn nói không vui thế này, buồn quá. Chẳng nhẽ là đến chùa toàn người không vui hay sao? Ở gia đình con xảy ra nhiều chuyện từ tháng 7 năm ngoái. Đầu tiên do năm xung tháng hạn của vợ chồng con. Làm sao mà biết là năm xung tháng hạn đấy? Chắc là đi xem đúng không? Sau đến trong gia đình con có người mất, và con có đi chùa xin các bùa, các loại bùa. Đi chùa xin các loại bùa về dán trong nhà. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra một số chuyện vui. Xin được bùa về, sau đó xảy ra một số chuyện vui. Có cả ma vào nhà con. Cái chuyện này là chuyện vui á. Còn có lúc nhập vào người con nữa. Cái này vào chuyện vui á. Vui thì cứ về mà nhập đi, nhảy tưng tưng đi. Ra đây nhảy vui thì phải, chắc là viết nhầm. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra một số chuyện thì chuyện vui. Đây này, khi tôi đọc nguyên văn lên mắt tôi tối nhưng mà nó chưa đến nỗi đọc sai đâu. Chắc là gì, chuyện không bằng lòng, không vừa ý, chuyện buồn, chuyện nó không như ý. Nói là chuyện vui, nếu vui thì cứ thế mà làm thôi. Vui làm gì có chuyện ma, ma gì ạ? Ma nó nhập vào thân rồi nó nhập nhảy tưng tưng như bảo vui cái gì. Mệt lắm, chắc là viết nhầm. Vội quá là viết nhầm.
cho nên chuyện buồn chuyện không như ý đó. Con cũng đã nhờ làm lễ và giải quyết nhiều cách rồi, nhưng mà không có kết quả gì. Nay con được biết đến chùa Khai Nguyên, biết được đến thầy, vậy con rất mong được thầy giúp đỡ gia đình con. Những việc con kể trên sau đó lại trở thành gọi là tâm ý tương thông. Nên bên ngoài họ nhìn thấy hết nhà con và đọc cả những suy nghĩ của con. Đấy. Đây là do kiếp trước đi tu gì tu sai đường đấy mà. Cho nên bây giờ nó mới xảy ra như thế. Tu sai đường do mong cầu thần thông. Cho nên bây giờ được thân người rồi mà không thoát được khỏi cái sự cám dỗ và ám ảnh của họ vậy, của quỷ thần vậy. Qua những chuyện trên đã làm ảnh hưởng đến gia đình con, vậy chăm sự kính mong nhờ thầy giúp đỡ cho gia đình con được trở lại bình thường như trước. Con vô cùng xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái trường hợp này thôi thì cũng không dài dòng nữa vì thời gian không có nhiều. Thầy khuyên rằng Phật tử này bây giờ về phải nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Nên lễ danh hiệu của ngài, tụng kinh rồi mà nên lễ nữa. Mỗi một thời lễ nên khoảng từ 20 đến 30 phút. Cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xuống một lễ. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xuống một lễ. Cứ như thế mà lễ. Lễ cho thầy 100 ngày đó. Thì khi đó thì mới lên gặp lại. Lúc đó mới nói chuyện sau hướng dẫn tiếp như thế nào. Nếu chưa lễ được danh hiệu của ngài 100 ngày, chưa tụng được 100 bộ kinh Địa Tạng, chưa lễ được danh hiệu của ngài 100 ngày, thầy có nói cũng như thừa. Trường hợp này nên tụng 100 bộ kinh Địa Tạng. Trong mùng 1 ngày rằm này nên phóng sinh một chút tùy tâm. Một chút thôi cũng được, không cần phải nhiều, chút xíu thôi được. Thậm chí một vài con ốc, một vài con cá trạch hay lươn trạch hay con chim sẻ thôi cũng được. Gọi là có làm mùng 1 ngày rằm. Tụng kinh 100 ngày tụng kinh Địa Tạng tôi phải chọn đủ 100 bộ. Niệm danh hiệu của ngài mỗi một ngày ít nhất phải được 2 thời. Tức là lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đó, giống như lễ sám nguyện đó. Cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xong mà lễ. Ít nhất là phải khoảng 20 phút cho đến 30 phút chuyên lễ như vậy. Hoặc là tụng kinh xong đó, lễ luôn. Nhưng mà phải bấm đồng hồ nhìn phải được 20 phút lễ trở lên cho đến 30 phút. Xem đồng hồ hẳn thôi. Thế như sau 100 ngày đó thì đủ 100 bộ kinh Địa Tạng và lễ Phật 100 ngày. Lên thầy sẽ hướng dẫn cho tiếp thì mới có thể giải quyết được cái vấn đề này. Trường hợp này là phải giải quyết như thế. Phật tử nữa hỏi, con xin thầy giải thích cho con từ sái tịnh ạ. Vì khi chờ niệm lâm chung, thầy tịnh không nói phải sái tịnh. Khi đi hộ phúc, người không đủ vợ chồng có được cầm phướn cái, phướn con không ạ. Người có bụi có được cầm không ạ. Nhà chùa nhờ cô đồng treo quanh nhà. Nhà chùa nhờ cô đồng treo quanh nhà những tờ giấy bốn phủ và ở trước cửa giữa. Thì khi đọc kinh niệm Phật, các cụ gia tiên có được vào nghe không ạ? Người mất 49 ngày rồi đưa lên chùa, vong có được trở về chùa không ạ? Câu hỏi Phật Pháp đấy. Các Phật tử này hỏi mấy ý. Ý thứ nhất là xin thầy giải thích cho câu thế nào là sái tịnh khi đi chờ niệm cho người lâm chung. Sái tịnh tức là múc cốc nước ấy. Múc là cốc nước trong, mà cốc lưng lưng thôi. Và một cái cành ngâu hoặc cành hoa, cành lá thì cũng được. Đặt lên trên ban thờ Phật, khi mình chờ niệm ấy, đặt lên trên cái ban thờ Phật để đấy một tí, niệm Phật. Sau đó thì khi mà tắm rửa thay quần áo cho cái người mất kia xong á, tức là chờ niệm xong rồi nhé, tắm rửa thay quần áo xong cho vào quan tài nhưng mà chưa vội đậy nắp, bắt đầu mình cầm cái cốc nước đây, cầm cốc nước tay trái thì cầm cốc nước để ba ngón như thế này, cầm cốc nước cho vào giữa ba ngón này, để cốc nước trước ngực này,
và kết ấn cát tường. Ấn cát tường như thế này, cát tường này, ấn cát tường đây, ấn cát tường để đặt trước cái miệng chén đấy, đọc trước cái miệng cốc nước ấy, và đọc cái bài kệ là gì? Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Và chúng ta cầm ba nén hương thư vào đó cái chữ gì? Thanh tịnh thủy. Không biết tiếng Hán thì viết tiếng Việt cũng được, chữ thanh tịnh thủy. Đấy. Bài kệ là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Và thư lấy ba nén hương viết chữ, thư chữ là viết chữ thanh tịnh thủy lên trên miệng của công nước ấy. Và lần cuối cùng để viết thêm chữ gì? Chữ tâm. Thanh tịnh thủy xong để viết chữ tâm. Sau đó thì chúng ta đọc bài chú chuẩn đề bảy biến. Khể thủ quy tô tất đế đầu diện linh lễ tất câu chi ngã kim xứng tiến đại, ngã kim xứng tán đại chuẩn đề dung nguyện từ bi tuy gia hộ đó. Nam mô tát đa tam tam diệu tam bồ đà câu chi ngã than chi lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha đó. Đọc bảy lần như thế. Và bắt đầu mình cầm cái cành lá cành hoa đó dúng vào cốc nước này. Khi chúng ta dúng vào đấy, chúng ta niệm là gì? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát được, Nam mô A Di Đà Phật cũng được, tùy theo. Khi chúng ta vẩy á, chúng ta sái á, chúng ta vẩy ra thì chúng ta niệm gì? Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Chúng ta vẩy theo cái chữ tâm, chữ tâm trong chữ nho á. Một điểm bên này, điểm cuối vẩy thì một điểm này, điểm thứ hai này, điểm thứ ba, điểm thứ bốn, xong rồi vẩy đu đưa cho nó dễ coi tí. Đấy, kiểu nó thế. Tức là cái tay chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta dẻo ra tí. Ví dụ vẩy á, đâu chả có cành lá là thì vẩy cho cái đấy, ví dụ như vẩy vẩy này, vẩy này, vẩy vẩy ba điểm như thế, rồi vẩy nhẹ nhàng như thế, đó gọi là sái tịnh, gọi là sái tịnh, gọi là khai quang sái tịnh, hay còn gọi là khai quang tẩy uế. Đại ý là nhờ vào cái thần lực của Phật, của Tam Bảo, của Bồ Tát khiến cho cái vong linh của cái người đã mất kia, cái linh hồn của họ đã mất kia là gì, sớm là được giới định tuệ, giải thoát chi kiến hương của Phật, được công đức của Phật, thần thông công đức của Phật gì, được cái nước thanh tịnh thủy, nước công đức, bát công đức thủy của Phật tẩy rửa về thân tâm cho họ, khiến cho được thanh tịnh, khiến cho được để đi về, để về với Phật. Đây ví dụ như đây công đức để vậy này, cầm cái cành ấy, nó cũng cái ngón tay nó cũng ra đẹp đẹp tí này, diễm tí này. Vậy này, vậy này, vậy này, vậy vậy này, vậy này, rung rung mấy cái này, đấy, bắt cái đằng sau này một cái, đấy, diễn một tí, diễn viên, diễn tí. Ngày xưa chúng tôi đi học, còn học chưa đi học làm chú tiểu á, đi học cúng á, là phải học cả cái này, đấy, thầy chùa là bùa làng ô, diễn là diễn ngay vào cốc nước uống cái này, diễn ngay vào cốc nước uống thì cũng không sao. Đấy, cho nên đấy là nói về sái tịnh, ý nghĩa sái tịnh này nó cũng rất là thâm sâu và huyền diệu trong Phật pháp vậy. Nhưng nói nôm na là gì? Đó là giúp cho mình, cứ nói giúp cho giống như là mình gột rửa thân tâm cho nương nhờ vào công đức thần thông á, nguyện lực chú nguyện và chú lực á, nguyện lực của Phật á, khiến cho thân tâm của cái người mất kia là được trang nghiêm, được thanh tịnh, và để thần thức của họ về với Phật một cách là gì? Nhẹ nhàng, thảnh thơi, vân vân. Đó, nôm na là như thế. Thời gian không có thì không nói nhiều được. Ý mà Phật tự hỏi là nói là người có bụi, tức là gia đình mà có bụi, thì gia đình có người mất á, thì có được cầm đi hộ đám, có được cầm phướn cái không? Không sao, cầm được hết. Người ta thì chỉ kiêng cái lúc đi rồi đi đám thôi, đi đình đền thôi, còn nhà Phật chúng ta không kiêng thì thôi. Nhưng mà cái chỗ nào mà Phật tử mà họ chấp á thì thôi mình tránh đi, để cho họ khỏi dị nghị mà rồi lại sinh tâm phiền não, thì thôi thì mình đi theo thì mình nhất tâm thì mình niệm Phật, hoặc mình cầm cái phướn con được, có cái phướn to thôi, nhường cho gia đình người nào không có bụi, tức là trong 3 năm không có tang á, gia đình không có đại tang á, không có tang á, tức là bụi ở đây tức là thế, hiểu như thế. Thì thôi để cho những người họ không có bụi họ cầm phướn cái, còn ta cầm phướn con cũng được, không con là dị nghị cho là phiền não, còn thực tế cầm thì cũng chẳng sao vậy. Bảo là họ lại hỏi một ý nữa là nhà có cô đồng á,
cho treo những cái đồ giấy bùa chú của đồng bóng lên, thì lúc khi cúng, lúc đến chợ niệm thì các cụ trong gia tiên có vào nghe được không? Chả sao cả, nghe được hết. Bùa chú đến đâu khi gặp pháp của Phật một cái, chúng ta nhất tâm gặp pháp của Phật một cái, thì bùa chú thì cũng chỉ thành cái tờ giấy lộn mà thôi. Cho nên các vị cứ yên tâm, không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà cái lúc mà thì mình ra về, mình niệm chú, mình về hết đi, cái nếu cái bùa chú cái thầy phù thủy ấy, nó mà ém âm minh nó vào đó, thì không còn người ở đó tụng kinh niệm Phật nữa, thì nó lại trở về. Giống như cái khi mà có công an đến dẹp loạn ấy, mà thì bọn trộm cướp nó chạy đi hết, nó giạt đi hết ấy. Khi mà công an về khỏi một cái, có khi nó lại quay lại, kiểu thế. Cho nên đừng có dại gì mà dùng bùa dùng chú ông thầy phù thủy ở trong nhà làm cái gì. Nếu chúng ta mà sợ rằng phong thủy đất cát nhà cửa mà phong thủy không tốt, bị đường nó đâm vào, bị gốc cây to đâm vào, hay bị gì, vì trong phong thủy học nó gọi là mũi tên vô hình đó, tức là cái đường nó đâm thẳng vào ngã ba ngã tư, đâm thẳng vào cái đường, nó đâm thẳng vào nhà mình, hoặc cái mái nhà đối diện nó đâm thẳng cái vật nhọn vào nhà mình, hoặc góc nhà đâm vào thẳng cửa giữa nhà mình, ở trong phong thủy học nó gọi là mũi tên vô hình. Thì chúng ta cũng có thể là thỉnh cái gương bát quái đến chùa nhờ các thầy làm lễ cho mà treo cũng được. Hoặc ở trong đạo tràng chúng ta bây giờ có cái ngọc mà thầy làm, để cái ngọc phong thủy á, để treo á, treo cái đấy rất tốt. Nhiều gia đình vừa qua treo cái đó thì phản ánh lại là treo lên một cái một thời gian ngắn thôi, rất là tốt, giải quyết được rất nhiều cái vấn đề về tâm linh, về phong thủy ở trong nhà. Thế thôi, phàm phu chúng ta thì khi còn đang là phàm phu thì chúng ta học pháp phàm phu thôi, nhưng phải không được chấp vào cái pháp phàm phu ấy, mà nương pháp phàm phu ấy để tu tập chính pháp đó, thì nó lại tốt vậy đó. Một câu nữa, ý nữa Phật tử hỏi là người mất 49 ngày quá 40, người mất 49 ngày rồi đưa lên chùa vong có được ở chùa không? Cũng tùy theo. Ví dụ cái trường hợp đó vong muốn ở lại chùa tu và thầy chủ trì các thầy cho ở tu thì có thể ở lại được. Kêu với hộ pháp thiền thần Phật Bồ Tát thì tận độ chúng sinh, nhưng mà cũng phải có hộ pháp thiền thần các ngài cho ở thì mới ở, mà Phật Bồ Tát thì phải cũng phải nương vào gì cái ý của thầy trụ trì của các thầy các thầy cho ở mới ở được. Ví dụ mình xin với các thầy là cho các vong để ở lại chùa để tu tập, như là chùa chúng ta này có tháp báo ân đúng không, chùa chúng ta có tháp báo ân đó, các Phật tử đến có người mất ra mang đến cúng ở trong chùa mà xin thờ ở trong tháp báo ân đó, thì thầy đồng ý. Mà mục đích thầy xây dựng tháp báo ân là để cho chúng ta, thì cho những Phật tử chúng ta, cho những người hướng Phật chúng ta là gửi cho cốt cũng như là gửi di ảnh và cúng cho gì, cho cái vong linh đã mất đấy ở trong chùa. Thì cái trường hợp này cũng thể được ở trong chùa, họ ở trong chùa và coi cái nơi gì, cái nơi tháp báo ân đó là cái ngôi nhà chung của họ, chính là mình gọi nôm na là gì, cái chung cư cao cấp, chung cư cao tầng của các cụ. Đấy, trong cái tháp báo ân ấy thì có nhiều gì, có nhiều ô, nhiều gian cho các cụ, tức là nhiều phòng, nhiều nhà riêng đó, tách riêng đó, chứ không phải là ở trong đó là chung. Giống như mình cứ nói nôm na giống như nhà chung cư cao tầng của ở các thành phố lớn đó, đất nước của chúng ta như trên thế giới bây giờ đó, nôm na như thế. Đấy, thì cái trường hợp này cả cái thầy chủ trì và mọi người trong chùa đồng ý, gia đình chúng ta cũng nhất tâm, và người cái vong đó thì cũng hoan hỉ và muốn cái điều đó. Nếu mà chưa được giải thoát á, không bị đọa vào trong ba đường ác địa ngục và quỷ súc sinh á, thần thức họ còn ở trong cái cõi âm á, thì họ vẫn đến gì, đến ở trong chùa để ở được, nếu như được sự đồng ý của thầy trụ trì và của tăng ni ở trong chùa, của chính quyền địa phương cho phép làm cái việc đó. Ví dụ thầy ở đây chẳng hạn, thầy xây tháp báo ân thầy phải xin phép chính quyền địa phương chứ, họ đồng ý rồi mới được làm chứ. Nếu không đồng ý mà thầy làm lên họ không cho để thì làm sao mà được, đúng không? Chính quyền địa phương đồng ý, nhân dân cũng hoan hỉ cho làm cái việc đó, vì cái đấy là việc tốt. Bây giờ các vị nghĩ xem, đi ra cứ chôn mỗi một người chôn mất mấy mét vuông, nhưng bây giờ một người chúng ta mất có gì, mất có khoảng 5-60 phân vuông thôi, 40 phân vuông, 50 phân vuông thôi. 80 mét, có 8-90 mét vuông mà được khoảng gần 3.000 người. Chúng ta thấy mất mấy ha đất để làm nghĩa trang rồi đấy, mà chúng ta mất có 80 mét vuông.
Cho nên cái này tôi nói với các bác lãnh đạo ở thị xã Sơn Tây và mấy bác ở Hà Nội nữa, các bác cũng rất ủng hộ. Vì đại đa số là những cái người mất là người ở trong thành phố Hà Nội chúng ta, là về để trong cái tháp báo ân đấy. Trong 3.000 thì phải có đến 2.500 là Hà Nội chúng ta, đỡ bao nhiêu nhiêu đất cát. Nghĩa trang bây giờ ở ngoài thì không còn mấy nữa. Nghĩa trang ở nông thôn bây giờ có mấy nữa đâu. Đặc biệt là Hà Nội chúng ta không có mấy nữa. Đấy là nói về nghĩa trang. Cho nên đã gần hết rồi. Chỉ còn khoảng độ tầm mấy chục suất, hơn 100 suất nữa là hết cái tháp báo ân thôi. Vì vậy mà tới đây là phải xin với xã, địa phương, với thị xã và thành phố thì phải cho xây một cái tháp mới nó to hơn. Mà phải làm nó, làm đợt này là phải, ngày xưa làm theo lối cổ hàng chục năm trước rồi ấy, cho nên nó cổ. Bây giờ phải làm theo một cái tháp kiểu mới bây giờ. Mẫu thì thầy đi sang Ấn Độ mấy năm trước, thầy cái mẫu tháp, tháp Hòa Bình mà Nhật Bản họ làm để tặng đất nước Nepal á, đẹp lắm. Làm y dáng như thế. Mà chắc là cái tháp đó mà làm nên thì nó chỉ mất khoảng 1.000 mét vuông thôi. Nhưng mà nó để được khoảng độ tầm 30.000 hài cốt. 30.000 hài cốt, các vị biết không? Nếu mà tính ra HA nó phải biết bao nhiêu HA đất để mà gì? Mà chôn đúng không? Hà Nội sẽ đỡ được đi mấy chục HA đất ở trên địa bàn thành phố chúng ta. Chỉ trong vòng thì mất có 1.000 mét vuông thôi. Mà lại các Phật tử thì để vào thì lại rất là hoan hỷ. Con cháu lại biết tới Phật Pháp. Mà tới đây mà làm thì các vị không phải sợ là phải leo trèo đâu, sẽ có thang máy. Làm thang máy như là ở trong lòng đại tượng á. Mà thờ phụng nó sẽ trang nghiêm và sạch sẽ. Làm theo cái mô hình cái nội thất của Đài Loan á. Ngày mai thì sẽ bảo các chú nó chiếu cho mà xem. Bảo các chú về kỹ sư đang bảo các chú thiết kế, làm lần này là phải thiết kế cho nó tất cả mọi cái, kể cả về độ ẩm này, về âm, về ánh sáng này. Và cúng ở trong kia luôn, chứ không phải cúng ở nhà vãng sinh đường mang xuống đấy, xong này sẽ cúng ở trong cái tháp luôn. Vì tháp nó lớn hàng, nó cũng phải rộng như ở tầng 1 của đại tượng ấy. Phải cao cũng phải 30-40 mét. Nhưng không phải lo, thang máy sẽ lên đến tầng cao nhất. Con cháu sau này đi không phải leo nữa. Tất cả các hài cốt, tất cả hài cốt ở ngoài tháp báo ân cũ á, vài năm sau xây xong sẽ được chuyển về hết ở tầng 1 của tháp mới. Cho nên các vị cũng không phải lo đâu, sẽ được chuyển hết về đó. Coi như là phải xây dựng một cái ngôi chùa khai nguyên này thành một cái cảnh giới gọi là cực lạc nhân gian. Cực lạc nhân gian, nói thế thôi thì cho vui thôi. Nhưng cũng phải làm cho trang nghiêm đẹp đẽ để làm cái phương tiện để giáo hóa độ sinh. Bây giờ không thể nào mà bảo là xây một cái nhà cấp 4 lên á, lợp bổ lô á, hoặc là lợp tôn á, xong rồi cho mấy cái hộp tháp vào đấy bảo người ta đến đó để không thể được. Mà phải xây cho nó trang nghiêm đẹp đẽ, thậm chí phải xây đẹp hơn cái chỗ của thầy ở nữa, để cúng dường các Bồ Tát. Vì những người về đó là gì? Những người á, toàn là cũng là Phật tử mà. Toàn những Phật tử về tu tập, các vị mà vãng sinh trước thì là Bồ Tát trước còn gì nữa. Thầy còn là phàm phu mà các vị được vãng sinh rồi á, về với Phật thì các vị là Bồ Tát thì chẳng thành Phật mau hơn tôi à? Đó, cho nên chỗ ở của các vị sau này phải đẹp hơn chỗ ở của thầy. Thầy bắt đầu thì cũng đang làm thủ tục rồi, đang lên thiết kế rồi. Ngày mai có thể bảo các chú nó trình chiếu cho chúng ta xem cụ thể hơn. Nó chắc chắn thì nó sẽ đẹp rất nhiều. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là một Phật tử đã đang gắn bó tu tập với đạo tràng Tịnh Tông ở Việt Nam đã nhiều năm. Con thấy thầy cùng các sư trong công tác Phật sự rất xả mình. Con rất hoan hỷ và cũng học theo thầy cùng các sư xả bỏ tài vật cúng dường và chăm lên chùa làm công quả. Nhưng sau một thời gian, con nhìn lỗi các sư không còn giữ uy nghi phép tắc của hàng Phật tử nữa. Con đang cố gắng sửa. Không chỉ bản thân con như vậy mà con nhìn thấy có một số đồng tu cũng đang bị như con trước kia, tâm cung kính và hành động chào hỏi thưa chuyện với các sư không còn như buổi ban sơ. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con về hậu quả của lỗi lầm trên với ngôi tăng bảo và cách sám hối
để tâm con lại như thuở ban sơ. Con xin tri ân công đức thầy A Di Đà Phật. Đấy, các cụ ngày xưa nói là nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Đấy là chỉ cho người xuất gia. Ý nói là người xuất gia năm đầu tiên thì Phật tại tiền thì Phật ngay trước mắt. Năm thứ hai tu thì Phật là gì? Ở tận Tây Thiên rồi. Năm thứ ba tu thì gì? Niệm Phật thì phải có gì? Có tiền thì mới gì ạ? À, thì mới niệm cho. Cho nên ở trong chùa thì sư ở đâu cũng thế, kể cả sư ở chùa Khánh Nguyên cũng vậy. À, cũng có người gì? Có người tốt người xấu, có người tu tốt, có người tu chưa tốt. Kể cả thầy cũng vậy, không phải lúc nào thầy cũng đầy đủ anh nghi phép tắc đâu. Có những lúc các vị cũng thấy thầy thì như đứa trẻ con đấy. Thật mà, có những lúc thầy như đứa trẻ con luôn. Có những lúc thầy như ông cụ già, khó tính, đăm đăm. Có những lúc thì vui vẻ, hòa nhã, đến cái mức gọi là hạ thấp xuống như là một người bạn của các quý vị. Nếu các vị mà chấp vào những cái tiểu tiểu uy nghi ấy, không nhìn được cái phương tiện của các thầy ấy, thì chỉ nhìn thấy lỗi thôi. Mà trong nhà Phật ấy, thì chúng ta biết rằng Hòa Thượng Tịnh Không nói rồi, tu mà chỉ nhìn thấy lỗi người là nguy rồi. Chúng ta đang bị ma chướng rồi. Bất cứ đó là ai, tu mà mình chỉ thấy lỗi của mình á, còn tất cả lỗi của người á, chúng ta nhìn thấy, ghi nhận, biết vậy, và chúng ta sẽ không mắc vào cái lỗi ấy. Đó mới là người tu chân chính, đó mới là người tu thật sự. Còn tu mà nhìn thấy tất cả những lỗi của người, đặc biệt là nhìn thấy lỗi tăng ni á, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gì, sẽ trở thành những kẻ phá đạo mà thôi. Trở thành những cái kẻ báng Phật, báng Pháp, báng Tăng trong nay mai mà thôi. Trở thành những cái kẻ gọi là vô ngực ta đây chưa chứng để cho mình đã chứng á, chưa ngộ cho mình đã ngộ, và coi á, các sư á, coi á, tín đồ Phật tử đồng tu của mình á, là những người hèn kém, những người phá giới, những người phạm trai, những người không có oai nghi phép tắc, chỉ có mình mới là gì? Bậc trên mà thôi. Như vậy là hết sức nguy hiểm, đi vào con đường tà ma ngoại đạo lúc nào không hay. Cho nên trường hợp này thầy nên khuyên Phật tử này nên nhìn lại cái lỗi của mình. Và những ai á, có cái tâm xấu xấu ác như thế, nên nhìn lỗi lầm của chư Tăng á, thì cũng nên bỏ đi ngay. Hôm rồi thầy giảng cái bộ Pháp Quyển Châu Lâm mà, đó tổ có dạy rõ cái điều đó rồi, dẫn kinh Phật ra rồi, nói rằng á, một vị tăng xuất gia, một vị tăng ni xuất gia trong chùa, dẫu họ có phạm vào gì, họ có phạm phạm hủy phạm các giới như là tứ trọng giới, vẫn còn hơn những kẻ không biết đến Phật Pháp ở ngoài đời vậy. Trong kinh Đức Phật dạy đấy, dẫu họ có phạm tứ trọng giới là sát đạo dâm vọng, nhưng họ vẫn ở trong chùa, vẫn mặc áo cà sa, vẫn tu á, tất nhiên họ vẫn phải chịu cái tội phạm giới ấy. Nhưng mà sau khi họ trả hết cái tội phạm giới ấy, thì công đức do gì? Do ở trong chùa, do giữ gìn chính pháp của Phật, do tụng kinh niệm Phật hàng ngày đó, do giữ chùa, quét chùa, do cúng Phật á, hầu hạ tam bảo, khiến cho chùa chiền không bị mai một á, thì cái công đức của họ còn hơn những cái người ở ngoài đời mà không biết tu, không biết học Phật Pháp, không biết đến nhân quả, không biết tụng kinh niệm Phật, không á, có lòng tin với tam bảo vậy, còn hơn là trăm nghìn vạn ức á, muôn triệu tỷ lần kia vậy. Đó, đó nó chính là ở trong gì, Pháp Quyển Châu Lâm dạy như vậy. Cho nên chúng ta ở đây á, điều quan trọng là người tu chúng ta, Hòa Thượng Tịnh Không dạy là nên á, chỉ nên nhìn vào lỗi của mình. Ngài Ấn Quang á, đại sư cũng dạy như thế. Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật á, chỗ nào cũng dạy chúng ta tương tự như vậy. Cho nên á, người tu biết nhìn vào lỗi mình á, để sửa mình á, là cái người thiện nhất. Người tu mà chỉ nhìn á, cái lỗi của người á, để bêu dếu và để coi thường á, để chỉ trích á, thì cái đó thì là người ác nhất vậy. Cái người tu ác nhất, người học Phật ác nhất, xấu nhất vậy. Cho nên Phật tử này và ai có cái tâm như thế thì phải nên ăn năn sám hối đi. Hãy nhìn vào lỗi mình, chớ đừng moi lỗi người. Thầy ngày xưa cũng có, ngày xưa mới xuất gia cũng có cái tâm như thế, hay đi nhìn vào lỗi của người và chỉ trích mọi người ăn thịt uống rượu rồi cờ bạc ở trong cửa Phật, rồi chửi họ thâm tệ. Và kết quả là sau này thầy bị bệnh tật ốm đau cũng nhiều năm. Nhưng sau này tu dần rồi á, học Phật càng lâu mới thấy là cái việc mình đi nhìn lỗi người đó là sai. Chi bằng mình nhìn lỗi mình để mình sửa là tốt hơn. Cho nên bây giờ nhìn lỗi người thì ít, nhìn lỗi của mình thì nhiều hơn. Hàng ngày nhìn vào cái lỗi của chính bản thân thầy nhiều hơn nhìn vào lỗi người khác. Vì vậy mà mới thể tạm được như ngày hôm nay.
và tạm được thôi nhé, chưa phải là được, còn phải học nữa, còn phải tu nữa. Đó. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta thì cũng hoan hỉ cái điều đó. Ở đây cũng còn khá nhiều câu hỏi, thì ngày mai thì chúng ta lại trả lời tiếp vấn đáp mà. Ngày mai thì những câu hỏi này chưa trả lời đến này này, các vị phòng thông tin cất đi, tập hợp mai sẽ trả lời câu hỏi này trước. Những người nào chưa hỏi mai lại hỏi tiếp. Chúng ta chuẩn bị hết giờ, các vị có thể đi phát kinh để vào thượng cúng. Trong khi chờ đợi phát kinh, thầy xin, vì hôm qua thầy có phát tâm kêu gọi là vì là chùa chúng ta được thành phố làm cho cái đường trước cửa chùa, mà làm đường xong thì chắc chắn sẽ nhiều người qua lại, ngày xưa họ đi đường bên kia, bây giờ làm xong cầu, làm xong đường bên phía bên mương bờ chùa rồi, họ sẽ đi qua lại nhiều. Mình không thể để mấy cái rào dây thép gai và cái dây cái lưới B40 chặn trước cửa chùa như thế được. Vì vậy mà cũng cố gắng để phát tâm với Phật là thầy trò trong đạo tràng chúng ta phát nguyện xây cái cổng tam quan ở đấy, thì ở trước cửa chùa làm cho nó mềm mại, làm bằng gỗ, thì cái gỗ cũ, cái gỗ phần gỗ cũ thì cũng còn khá nhiều, cơ bản là những cái gỗ mới để mua thì gồm có những cái mấy cái cột lớn, 4 cái cột lớn, 8 cái cột nhỡ, tức là loại to to vừa vừa đó, và có 4 cái cột trung trung, 4 cái cột nhỏ. Thì hôm qua thì phát tâm kêu gọi xong thì có mấy Phật tử cúng dường để xây dựng các chuông như thế này, tam quan. Tam quan thì không phải các chuông ở trong này. Phật tử gia đình Phật tử Đỗ Tiến Thắng ở Hà Nội phát tâm 70 triệu, tức là một cái cột to, một cái cột cái. Phật tử Vũ Thị Dần ở Sơn La cúng dường 1 triệu, 1 triệu đây tức là một cái hoành đó, cúng dường 1 cái hoành. Cái hoành tính ra nó hết là 1 triệu, thế còn có 60 cây hoành. Cái bảy á, cái bảy thì có 40 cây bảy. Cái bảy tức là nó ở cái góc, cái đao, cái bảy đó. Cái bảy, bảy đây là gì? Bảy ở đây không phải là ấy đâu nha. Cái bảy đây là tốt đấy. Cái bảy thì hết khoảng 3 triệu một cái. Cái xà thì có 8 cái, 8 cái. Mỗi cái hết khoảng 5 triệu. Cột nhỏ thì có 4 cái, 10 triệu một cái. Cột trung thì có 4 cái, 20 triệu một cái. Cột to hơn nữa, có 4. Cột to hơn nữa thì có gì, có 8 cái. To hơn tức là cái cột đứng ở dưới. Cái này nó hết một khối gỗ đấy. Già già một khối gỗ để cắt đi mới còn cái cột đấy. 45 triệu một cái. Gỗ thì 46 triệu một khối mà. 46 triệu một khối gỗ. Tính ra có cây nó hơn một khối, có cây thì gần một khối, lấy bù nhau. Thì xẻ qua xẻ bóc hết rồi. Mình mua gỗ mình xẻ lấy. Còn nóc thì có một cái nóc chính. Mua một cái cây gỗ dài nó là hơn một khối. Một khối mấy cơ. Để làm cái nóc này. Cho nên riêng cái cây nóc này là nếu mà tính ra thì nó chỉ hết khoảng độ tầm 35-40 triệu thôi, nhưng chúng ta phải mua cả một cái cây gỗ của họ để làm cái thanh nóc đấy. Thì cây gỗ hôm qua là mua trở về là hết 60 triệu. Một cái nóc chính ấy. Còn cái nóc phụ của nó thì có hai nóc ở bên sườn, hai mái sườn thì có hai cái nóc. Thì nó chỉ hết khoảng 25 triệu một cái nóc. Thì tính cho đến thời điểm này thì hôm qua phòng thông tin cũng như ở dưới nhà khách là nhận được Phật tử, một gia đình Phật tử ở Xuân Đỉnh, Phật tử Đỗ Tiến Thắng này, phát tâm một cái cột lớn là 70 triệu. Phật tử Vũ Thị Dần ở Sơn La, Dần hay Dân gì đó, ở Sơn La là một cái xà, mà cái hoành 10 triệu, à 1 triệu. Phật tử Đặng Thị Mai ở Lào Cai, một cái hoành 1 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Hằng ở Thanh Xuân, Hà Nội, một cái hoành 1 triệu. Phật tử Đinh Thị Thông ở Hải Dương, một cái cũng một cái cột nhỏ 10 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Oanh Thường Tín cũng một cái xà 5 triệu. Phật tử Nguyễn Thị Ngọc ở Bắc Từ Liêm một cái hoành 1 triệu. Hòm công đức của tất cả các Phật tử đi lễ ngày hôm qua phát tâm trong cái
cổng tam quan này là được 30 triệu mấy trăm, 30 triệu mấy trăm. Đây là cái các Phật tử. Nên cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho các Phật tử. Vì nó vừa đại dịch xong cho nên thầy biết là chúng ta khó khăn. Thầy cứ ai có tâm mà ai có điều kiện thì tùy duyên thôi. Chứ cũng không, cái này không bắt buộc. Chùa chúng ta không bắt buộc cái gì cả. Thì hôm nay thì chúng ta tạm nghỉ ở đây. Còn các Phật tử chúng ta mà không có điều kiện thì cúng cả cái hoành hay là cái cột gì đó thì chúng ta thành tâm mỗi người một chút thì cũng được. Xong rồi thì ban tổ chức sẽ ghi nhận và sẽ dùng cho cái làm cái cổng tam quan. Mà làm cổng tam quan thì sau này ai đi đến cũng phải chui qua đấy. Ai cũng phải chui qua đấy hết. Tức là ai cũng phải đi qua cổng đấy để vào. Tới đây xong cái đường một cái là chúng ta sẽ đi xe từ ngoài kia vào, đỗ xe ô tô trước cửa chùa. Ngày lễ hội, ngày pháp hội vân vân, đỗ xe trước cửa chùa cho mọi người đi vào, từ cổng tam quan đi thẳng vào lễ Bồ Tát Địa Tạng, sau đó mới đi vào chùa. Còn xe không thì lại đi ra phía bên kia là đỗ ở ngoài bấy xe. Khi đi ra về là chúng ta ra thẳng bến xe, lên xe một cái chúng ta đi về đường bên kia. Như vậy là không bị tắc đường. Không bị tắc đường cái đoạn nút thắt ở ngoài chỗ nhà ông Thanh đó, sẽ không bị tắc đường. Thế hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay trời mát chưa? Hôm qua chúng ta tu tốt nhỉ? Tu làm sao mà trời mưa ngay thế? Trời mưa. Có người lại bảo là sao mưa bé thế? Có sư cô lên hỏi thầy, thầy bảo hôm nay trời mưa mà bây giờ chưa thấy trời mưa, mưa bé thế? Cái thầy bảo 30 phút nữa mưa. Thế là đúng gần 30 phút, khoảng 20 phút sau trời mưa. Thế là cô bảo là gì? Ôi rồi sao thầy nói thiêng thế? Thầy bảo, thầy cứ cười, thầy bảo thì bảo 30 phút nữa trời mưa, có nghĩa là 30 phút nó mưa có gì đâu. Mưa cho các Phật tử ngủ, tối qua ngủ ngoan không? Mát không? Thế nay là tu cho tốt để đến chiều hoặc đến tối để cho trận mưa nữa nhé. Rồi. Thôi các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng, các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng, các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng, các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng, các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng, các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng, các Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng, các Phật tử. Tác giả của sách này niệm Phật giảng sanh Tây Phương. Truyền ký của lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ giảng sanh. Kẻ hầu học Tây Liên hết lòng thành kính ghi lại. Thơ của Tuyết Lô lão nhân Lý Bính Nam tặng cư sĩ Lâm Kháng Kỳ. Dịch âm: Kim Trì Hạng Đàm Tứ Biên Khai, Hỷ Thị Lâm Quân Thứ Đệ Tạc, Thị Tính Tây Phương Chư Thượng Thiện, Chân Năng Thừa Nguyện Quả Thân Lai. Dịch giả tạm dịch: Áo báo sen vàng rộ nở hoa, đón mừng Kháng Kỳ trở về nhà, đồng hàng Bồ Tát ngôi thượng phẩm, thừa nguyện quá thân lại Ta Bà. Đại sư Ngẫu Ích nói: Chư Phật vốn gì thương xót quần mê, tùy cơ ứng quá, dầu là quy nguyên vô nhị mà phương tiện thì có nhiều môn. Nhưng trong tất cả môn phương tiện, muốn cầu môn phương tiện thẳng tắc nhất, viên đốn nhất thì không gì bằng môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lại ở trong tất cả pháp môn niệm Phật, muốn cầu môn giản dị ổn đáng nhất thì không gì bằng môn tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Pháp môn tịnh độ lợi ích sâu rộng. Từ khi đại pháp Pháp Phật ở phương Tây, Tây vực Ấn Độ truyền đến phương Đông này, đem những hàng phàm phu trơn, chỉ hạng người rất tầm thường, nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhờ đó ra khỏi được cuộc đời ngũ trược mà lên được cửu phẩm liên hoa, nhiều không thể tính đến. Trong đó có lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ, vị liên hữu ở liên xã Đại Trung, tín nguyện kiên cố, thật tâm niệm Phật. Vào ngày 15 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81, 13 tháng 3 năm Nhâm Thân âm lịch, biết cả giờ đi, chánh niệm rõ ràng, giảng sanh nhẹ nhàng tốt đẹp, hưởng thọ được 86 tuổi. Nàng xin kính thuật lại sự tích giảng sanh của bà để lợi ích cho người có duyên. Thấy người giỏi, suy nghĩ cố gắng sao cho bằng, đồng niệm A Di Đà, đồng sanh an dưỡng và cầu nguyện Lâm lão cư sĩ sớm thừa nguyện trở lại quảng độ chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ sinh tại trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, tỉnh Đài Loan vào ngày 7 tháng 3 năm năm trước Dân Quốc, tức năm 1906, nhằm ngày 18 tháng 2 năm Đinh Mùi âm lịch. Cha là Lâm Luyện Công,
mẹ họ Thái, thuộc gia đình có danh vọng. Đáng tiếc cho Lâm lão cư sĩ, tuổi nhỏ đã mất cha, kế tiếp là mất mẹ, nếm đủ cái khổ vô thường của thế gian. Lâm lão cư sĩ từ lúc dở lòng ở tư thục đã có tâm ham học không biết mệt, học thuộc tứ thư ngũ kinh, nhờ đó mà đạt được nền móng tốt đẹp của Hán học, đối với việc học Phật sau này rất có ích. Lâm lão cư sĩ căn lành đời trước sâu dày, năm 35 tuổi nghe được một cao tăng ở Đài Loan là Pháp sư Bân Tông tuyên giảng Phật Pháp, thể hội được cái khổ của luân hồi lục đạo, liền phát tâm học Phật, ăn chay. Và bà đã từng quy y với Pháp sư Vô Thượng, được pháp danh là Pháp Viên. Năm Dân Quốc thứ 38, nhà lão cư sĩ lại luyện đương giới thiệu, được học với ân sư Tuyết Lô, Lý Bính Nam, được ân sư ban cho tên tự là Huệ Trị. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 41, dân mệnh ân sư tham gia lần truyền giới đầu tiên kể từ sau khi Đài Loan được khôi phục ở chùa Đại Tiên ở Đài Nam. Cầu thọ tại gia Bồ Tát Giới với lão hòa thượng Khai Tham, làm gì ưu bài di Bồ Tát Giới trọn đời. Từ đó, từng đi theo thầy trồng kết pháp duyên, đến khắp nơi trong toàn tỉnh tuyên dương pháp môn Tịnh Độ, phụ tá trợ giúp ân sư tạo dựng những đạo tràng Hoằng Pháp Lợi Sanh như liên xã của Phật giáo ở Đại Trung, vân vân. Và do được nhiều người trọng vọng nên bà được suy cử làm hội trưởng liên nghị của mấy chục ban niệm Phật. Hội liên nghị liên kết hữu nghị giữa các ban, bà được hầu hết các liên hữu đều quen biết. Điều may mắn tốt đẹp nhất trong đời của Lâm lão cư sĩ là gặp được ân sư Tuyết Công, người bà luôn rất cung kính nhắc đến, người đã chỉ dạy cho bà pháp môn Tịnh Độ. Bà thường tự than là phàm phu nghiệp chướng, không thể nương nhờ được quyền lực rộng lớn của Phật A Di Đà, quyết là khó trong đời này ra khỏi được luân hồi. Cho nên đối với ân sâu nuôi lớn huệ mạng của ân sư, luôn ghi khắc trong lòng, xem ân sư như cha lành, thường nhắc đến lời dạy của ân sư: người tu theo Tịnh Độ quan trọng nơi thực tiễn, nếu nghi tu mà không có niệm Phật thì cũng đồng với nói ăn không no được, đếm tiền tiền của người ta, không có sự lợi ích thiết thực. Nói một trượng vẫn không bằng làm một tấc. Hằng lấy đây từ sách Tấn và khuyên người, và lấy lời dạy của ân sư: đạo tràng là nơi thành tựu đạo nghiệp cho chúng sanh, để thường tự nhắc nhở bà chỉ biết lo dưới tác làm lành, không tham danh lợi, thật tâm niệm Phật. Ngay đời này thành tựu được đạo nghiệp mới đủ để trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, cũng là không uổng công một đời học Phật của mình. Lâm lão cư sĩ do gì đầy đủ các nền tảng Phật và Nho, cho nên ngài Tuyết Công gửi gắm hy vọng rất nhiều vào bà, trong mong có thể cùng nắm tay hoằng dương pháp môn Tịnh Độ thù thắng. Do đó mà cố gắng dạy và giao cho nhiều trách nhiệm quan trọng hơn. Ngài Tuyết Công dạy: một kinh thông rồi các kinh đều thông. Trước khi học giảng phải có sự chuẩn bị dồi dào đầy đủ, hiểu rõ giáo lý cơ bản trước khi giảng, tự viết bài nháp, những điều nói ra phải có căn cứ, nên theo các bản các tổ đã chú giải, không được nói bừa bãi ý riêng của mình, nên theo khuôn phép của việc học giảng phải rất cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm mới không trái với nhân quả. Lâm lão cư sĩ phát tâm học giảng kinh Phật Thuyết A Di Đà. Tuyết Công đề cập kinh này là kinh sâu nhất, có giảng nhất, có được danh xưng tốt là kinh Hoa Nghiêm tiểu bản. Lâm lão cư sĩ từng có lần đang lúc học giảng có chỗ lệch lạc, lúc đó Tuyết Công ân sư quát cho một tiếng và thuận tay lấy cây quạt xếp ở trong tay gõ lên đỉnh đầu một cái. Lúc đó Lâm lão cư sĩ xấu hổ đến nước mắt chảy dài, do đó mà cố công học tập. Qua mấy ngày sau, cuối cùng bỗng nhiên hiểu rõ cái đoạn kinh văn khó hiểu kia. Các vị liên hữu cười nói: đây là ân sư giúp cho chị tiêu nghiệp chướng, khai phát trí huệ đó. Lâm lão cư sĩ thì càng cảm nhận sự quan trọng của việc học Phật, ắt phải có sự truyền thừa của thầy. Lâm lão cư sĩ nhờ được sự chăm sóc dạy bảo nghiêm khắc của ân sư, hơn nữa từ bản thân có tâm từ bi tha thiết, thể hình cao lớn, thể lực tốt, âm thanh to rõ, biện tài vô ngại, cho nên từ năm Dân Quốc thứ 40, lúc liên xã thành lập, hai đoàn hoằng pháp của hai chúng nam và nữ, bà trở thành một nữ kiện tướng hoằng pháp khéo giỏi, thuyết pháp độ chúng.
lúc bà thuyết pháp nắm chắc và chú trọng về nhân quả và hai nguyên tắc lớn về lợi ích của niệm Phật, không nói những lời quyền quặc lạ kỳ, chú trọng vào việc làm thực tế và sự hành trì chân thật. Mặc dù vì chúng sanh căn tánh không đồng, cho nên rộng thuyết các kinh pháp, nhưng nhất định tuân theo lời dạy của thầy. Các chỗ giảng dạy đều quy nạp về tịnh độ để hiển bày cái chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật. Nhưng chúng sanh chủng loại muôn ngàn sai khác, trên đường thuyết pháp cũng có khi gặp phải những nhà chuyên môn, các tông phái khác đến vấn nạn. Như có một lần nọ lúc thuyết pháp ở Ngọc Lý, có một người không tin tịnh độ đến dặn hỏi rằng: "Bà nói người niệm Phật sau khi mạng chung thì thần thức giảng sanh Tây Phương, thần thức hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem." Bà đáp: "Những lời ông vừa nói đó, hình dạng ra sao, đem đây cho tôi xem." Người kia ngậm miệng không nói được. Bà lại đáp thêm: "Nói cho rõ một chút, như ban đêm ông nằm mộng thấy cái này cái kia, đó là thần thức vậy." Người kia do đó mà trở lại phát tâm dẫn người đến nghe pháp. Những việc độ người học Phật giống như thế được nghe nói luôn. Lâm lão cư sĩ thường đề xướng kiến lập Phật hóa gia đình, cả gia đình đều theo Phật học Phật, nghĩa là cư sĩ tại gia đã có gia quyến nên phải cảm hóa cả nhà cùng học Phật để giảm bớt chướng ngại của học Phật và giảng sanh. Điều bà vui thích nhất là khi có liên hữu nào khuyên được song thân niệm Phật thành tựu cho song thân giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bà khen điều đại hiếu đức mừng của con người là ở chỗ này có thể làm được như thế. Lâm lão cư sĩ khéo nói những lời tốt đẹp, thường vào những dịp hôn lễ theo đạo Phật của các liên hữu. Bà chúc cho gia đình sẽ thành Phật hóa gia đình. Bà nói Phật hóa gia đình là nguồn động lực để xã hội được an định. Lâm lão cư sĩ trong việc hoằng pháp cũng đặc biệt quan tâm đến đạo nghiệp của các liên hữu và gia quyến. Từ mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, bà cúng ngôi nhà của mình để thiết lập cơ sở hoằng pháp và nhờ ân sư đặt tên là cơ sở hoằng pháp Luân Tự. Đó là cơ sở hoằng pháp sáng lập đầu tiên của liên xã. Lâm lão cư sĩ tự đảm nhiệm làm chủ giảng, lãnh chúng niệm Phật và nghiên cứu Phật pháp. Mãi đến trước khi giảng sanh, hơn 30 năm thuyết pháp không ngớt, các liên hữu, những bà con hàng xóm, các cháu quyến thuộc được nhờ lợi ích không ít. Lâm lão cư sĩ từ năm Dân Quốc thứ 25 kết hôn với lão cư sĩ Lý Cư, vợ chồng rất tôn trọng kính nhường nhau. Năm 55 tuổi có được 3 con vừa trai vừa gái, cháu chắc có hơn 30 người, cả nhà tài giỏi thành đạt an vui, xứng đáng làm điển hình cho Phật hóa gia đình. Những công đức về ngôn giáo và thân giáo của Lâm lão cư sĩ không thể kể hết. Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 80, ông Lý chồng của bà mệnh chung an lành và tốt đẹp tại nhà cao, thọ 95 tuổi. Toàn thể con cháu hết sức vâng lời của Lâm lão cư sĩ, y theo Phật dạy như pháp trợ niệm và tiết kiệm, xử lý tốt những việc còn lại. Bà con hàng xóm và các liên hữu đều kính phục vô cùng. Lâm lão cư sĩ ngoài việc từ tu và hóa độ người, lại còn có quyển Những Truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe mà bà đã thâu thập ghi chép rất cần mẫn không mệt mỏi. Được nhờ ân sư Tuyết Công viết chữ kỷ niệm và ban cho lời tựa, lời đầu sách. Từ tháng 8 Dân Quốc thứ 58, xuất bản lần đầu là 5.100 quyển. Đến trước khi giảng sanh, tổng cộng xuất bản 56 lần, số sách hơn 100.000 quyển. Còn các nơi khác ấn hành kết duyên cũng không tính đếm được. Nội dung trong sách này cũng có được mấy truyện được sát nhập vào quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đồng thời có người đứng theo nội dung sách này mà chế tác ra băng cassette và phát thanh trên đài truyền thanh. Có thể nói là trọng kết nhân duyên với Tây Phương được hàng vạn người, và những người đọc sách này mà phát tâm niệm Phật cũng nghe thấy rất nhiều. Thậm chí có người ở nước ngoài xa xôi cũng nhân xem đọc sách này mà riêng đến Đài Loan cầu kiến sách này, cảm hóa người rất sâu. Từ đây mà ta có thể thấy một phần những sách còn lại của bà để lại còn có Phật Thuyết A Di Đà Kinh Khẩn Thuyết, Khuyến Tu Niệm Phật Pháp Môn Thiển Giảng, vân vân. Lâm lão cư sĩ nhiều năm kinh nghiệm tu hành, bà cho là người có thể biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đó là căn lành phước báo lớn nhất trong đời người. Bà thường nói tu hành không có tu gì khác, chỉ cần biết được mối đường. Nếu biết được mối đường thì việc sanh tử đồng thời dứt. Và thường tán thán pháp môn niệm Phật là vô thượng chí bảo. Lão cư sĩ sớm đã tùy duyên thuyết pháp độ chúng, tuổi già càng thêm gắng sức công phu niệm Phật,
tự nói tu hành. Nên nhân lúc trẻ, tự biết mình lúc tuổi trẻ may mắn nhờ ân sư chỉ đạo, đạt được nền móng niệm Phật. Nếu không thì tuổi tác ngày càng cao, thể lực suy yếu dần, sẽ hay có cảm giác lực bất tòng tâm. Bà lại khuyên những người già càng nên gấp rút niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu không thì số ngày còn lại không nhiều, nếu vô thường chật đến thì là bỏ lỡ việc lớn giảng sanh, quả báo sau này không thể lường được. Lâm lão cư sĩ thường ở hộ trì tại Liên Xã hơn 40 năm. Trong thời gian dài quân tập ở các hội giảng kinh thuyết pháp Phật và Nho, bà càng thể hội được sự quan trọng của hành giải tương ưng, hiểu biết và thực hành đi đâu. Đến 2 năm trước khi giảng sanh, thời khóa hàng ngày của bà đã 6 vạn câu Phật hiệu mỗi ngày. Lúc tự tu, hai mắt khép lại, tay cầm chuỗi, tác kim cang niệm. Lúc cùng tu thì niệm Phật ra tiếng theo chúng, gần như ngoài lúc ăn, ngủ ra, trọn ngày đều tắm gội trong danh hiệu Phật. Lâm lão cư sĩ thọ trì giới, không nói lỗi của tứ chúng. Bà cho rằng hòa là quý, gặp việc nghịch ý Phật lòng đều là nghiệp chướng hiện tiền, càng phải niệm Phật mạnh hơn, cầu Phật gia bị. Bà thích nhất câu nói này của Ấn Quang Tổ sư: phải nên phát nguyện nguyện giảng sanh, du sơn ngoạn thủy mặc người tham, tịnh độ cực lạc tự do mình không chịu về. Nếu muốn về liền được, chằng gió của quê mình có ai tranh. Nguyên âm chữ Hán bài kệ này: ưng đương phát nguyện nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhậm bỉ luyến, tự trị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Bài đặc biệt đặt bài kệ này ở đầu án thư để nhắc nhở mình là làm khách ở ta bà, cực lạc mới là quê hương. Và ở liêu phòng của bà, 4 vách chung quanh không có gì, chỉ có đặt bản viết của Ấn Quang Đại Sư đã viết, nhất tâm niệm Phật, để sách lệ tự thân tinh tấn niệm Phật. Và bà đã hiểu sâu sắc câu nói của ân sư Tuyết Công trước khi giảng sanh đã nhiều lần nhắc nhở: ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Thật là một minh chứng tu hành ở hoàn cảnh ác liệt trong thời mạt pháp này. Lâm lão cư sĩ vào năm 60 tuổi đã chuẩn bị xong những công việc sau khi mất. 2 năm trước khi giảng sanh là dặn dò các việc phải chú ý lúc lâm chung. 1 tuần lễ trước lúc giảng sanh liền hướng vào các liên hữu nói: tôi sắp về nhà rồi. Là liên tục khen rằng thật sự là có thế giới cực lạc. 2 ngày trước lúc giảng sanh, tự biết sức khỏe đã suy yếu, do con cháu thỉnh về nhà, các liên hữu quyến thuộc niệm Phật đưa bà cùng về nhà. Sau giờ ngọ 1 ngày trước khi giảng sanh, bà nói với các liên hữu: đã thấy Phật A Di Đà, chắc chắn được nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh. Cuối cùng 7:20 sáng ngày hôm sau, ở tại nhà một mình, trong tiếng trợ niệm A Di Đà Phật của các liên hữu và quyến thuộc, bà chánh niệm rõ ràng. Trong khoảnh khắc, bà quy tay một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đến sau khi giảng sanh 24 giờ, trong thời gian đó tiếng niệm Phật không ngớt. Lúc thay y phục, ai nấy đều rất vui, nhìn thấy mặt mày bà tươi vui cũng như dung mạo hiền lành lúc còn sống. Những người thấy nghe khen ngợi mãi, chúc mừng bà đã được như nguyện giảng sanh cực lạc. Lâm lão cư sĩ vào ngày 26 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 81 được cử hành lễ cáo biệt và trà tiệc. Các liên hữu hẹn nhau đến niệm Phật đông đến đường xá bị tắc nghẽn. Đủ thấy sự tu trì lúc bình thời của bà công phu không có uổng, sức cảm hóa người rất sâu. Sau khi hỏa táng lại được mấy trăm viên xá lợi. Đây cũng hiển lộ cho thấy công phu niệm Phật của bà rất sâu dày, nhân quả không sai. Đại sư Thiện Đạo nói: nếu luận về học hiểu thì tất cả pháp môn đều phải học. Nếu luận về tu trì nên chọn lựa pháp khế lý, khế cơ mới có lợi ích chân thật. Một pháp niệm Phật nhân gồm quả hải, quả suốt nguồn nhân là khế lý, khế cơ nhất. Thật là bản hoài của Đức Thế Tôn xuất thế độ sanh, khiến tất cả đều có thể ngay đời này dứt được sanh tử. Chúng ta từ sự tích thành kính niệm Phật của Lâm lão cư sĩ cuối cùng được giảng sanh cực lạc mà nghiệm ra, tin mà có chứng cứ. Khắp nguyện những ai thấy nghe rõ chân thật niệm Phật đồng sanh cực lạc, đồng thành chánh giác thì may mắn lắm vậy. Và Lâm lão cư sĩ với thân nữ tại gia lại được sự tự độ và độ người mấy mươi năm, cuối cùng giảng sanh liên bang một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Đây cũng đồng với 2 câu: thị tính Tây Phương chư thượng thiện, chân năng thường nguyện quả thân lai,
của Tuyết Lô lão nhân vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hoan hỷ truy cập website diệuphapam.net. Các Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con cầu xin thầy bố thí giảng cho con nỗi thắc mắc trong lòng mà bấy lâu nay con vẫn không yên. Vì cũng đã mấy lần chúng con cũng đã viết trong các kỳ pháp hội mà chưa được thầy giảng cho chúng con được rõ. Gửi mấy lần rồi mà chưa được giảng cho được rõ. Hay là chưa được giảng lần nào? Nếu mà chưa được giảng rõ có nghĩa là đã trả lời rồi nhưng mà chưa được rõ. Nếu mà còn thì gửi lên mấy lần nhưng mà vì câu hỏi chưa được giảng lại là vấn đề khác. Thầy ơi! Dạ! Vì trong họ chúng con có mấy trường hợp bị chết như thế này thầy ạ. Một, cô cháu dâu khi sang bên chùa làng gần đó dự buổi lễ của chùa, khi được nửa buổi lễ thì bị chết gục ngay trong chùa, chắc bị phải cảm, bị trúng gió. Nhưng cái này cũng do nghiệp đấy các quý vị, cũng do cái nghiệp của cá nhân đó. Hai, cô em dâu khi đi chùa trong khi đi chùa tụng kinh 49 ngày cho con của Phật tử trong đạo tràng, khi về nửa đường bị vấp ngã cũng bị chết ngay trên đường. Trường hợp thứ hai, em dâu đi chùa tụng kinh cho một đám 49 ngày, con của Phật tử trên đường về bị vấp ngã và gì, và vấp ngã mà chết nhá. Chắc là đi bộ đây nè, vấp ngã là đi bộ đúng không? Chứ không phải là bị tai nạn xe máy hay xe đạp, ô tô gì mà chết, mà vấp ngã mà chết. Đi bộ tức là đi bộ. Nói từ vấp ngã đây thì nghĩa là đi bộ. Ba, còn cô cháu gái bị ốm khi đưa lên bệnh viện tỉnh, ngày hôm sau cháu cũng bị chết tại bệnh viện. Khi đó cháu mới bước sang tuổi 17, cháu gái ạ. Trong ba trường hợp này, chết cách... xa thầy ạ, tức là ba trường hợp này chết cách năm xa, tức là cách vài năm. Chúng con là kẻ vô minh nên cứ nghe người ta nói chết ở chùa, đường và viện, khi không làm lễ rước vong về thì không về nhà được mà cứ ở nơi chỗ chết đó. Con rất mong được thầy bố thí cho chúng con được biết như thế nào, có cần phải làm lễ gọi vong về không ạ? Cuối cùng con kính chúc thầy pháp thể khinh an mãi mãi là cây đại thụ che mát cho chúng con trên bước đường tu tập. Ở đây thì với câu hỏi này thì thầy khẳng định rằng nay thầy mới đọc lại lần đầu tiên, chưa trả lời câu hỏi này lần nào cả. Có thể Phật tử này đã viết mấy lần các pháp hội rồi nhưng nhiều câu hỏi quá không trả lời hết được. Nhưng nay nó đủ duyên, nó được lên đầu tiên này. Nay được trả lời đầu tiên. Thì đầu tiên thầy phải trả lời rằng cái việc mà trong gia đình này có ba người chết, dòng họ có ba người chết. Một là cháu dâu, hai là em dâu. Cháu dâu thì đang đi lễ tụng kinh ở trong chùa và gục ngã chết ở trong chùa. Còn em dâu thì đi tụng kinh 49 ngày cho con của Phật tử đi về vấp ngã và chết trên đường. Còn một đứa cháu gái 17 tuổi đi bệnh viện, lên viện ngày trước ngày sau thì bị chết, nhưng cách nhau cũng xa xa vài năm. Và ý Phật tử này hỏi rằng nghe người ta bảo những người chết ở trong chùa và ở ngoài đường ở bệnh viện như thế thì vong linh sẽ không về được nhà mà phải cúng gọi vong triệu hồn, phục hồn và triệu hồn gọi hồn thì vong mới được về nhà, bằng không thì vong không được về nhà. Cho nên Phật tử này thấy thắc mắc, muốn hỏi rằng như vậy thì làm như thế nào, vong có được về nhà không? Thì tôi hỏi các vị lên chùa từ hôm qua, ở hôm nay và ngày mai nữa, thì hết ngày mai các vị có được về nhà không?
có được về không? Thầy có bắt lại chùa không? Có ai bắt không? Có ai bắt đâu. Chúng ta đến chùa là tự nguyện để tu mà. Thì á, trần sao thì âm vậy, có gì đâu các vị. Chúng ta hiểu một cách đơn giản là trần sao thì âm vậy. Đó. Đâu Phật Bồ Tát cũng có đi bắt gì, bắt các vong linh ở dưới đó để đi làm thuê quét chùa mướn cho Phật đâu, không có. Người này chẳng qua là gì, cái một là gì, cái vận hạn của họ, cái số mệnh của họ, cái ngày đó là họ gì phải chết, giờ đó họ phải chết. Nếu mà họ chết ngoài á, ngoài đường, ngoài chợ, nếu họ chết gì cho đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, bị tai nạn xe máy, xe hoặc là gì ô tô á, nó cán chết, hoặc là ngã xuống sông, xuống núi mà chết á, thì còn khổ cực hơn các quý vị. Họ được chết ở trong chùa, trước khi họ chết họ vẫn đang lễ Phật, đúng không? Vẫn đang lễ Phật, vẫn nhìn thấy Phật, và chung quanh vẫn còn có người cùng tu, cùng niệm Phật cho họ. Thì cái chết đó thầy nghĩ rằng không phải là quá gì phải lo lắng cả. Được chết ở trong đất Phật, ở trong cửa Phật. Tôi nói với các quý vị, cho tôi chết ngàn lần ở trong cửa Phật còn hơn là tôi chết là gì? Tôi chết một lần ở đầu đường xó chợ, chết một lần nữa bị tai nạn xe máy, xe hơi, ô tô, rồi ngã vách núi, rắn cắn hổ vồ, các quý vị chết trăm ngàn vạn lần ở trong cửa Phật còn hơn chết một lần đau đớn ở ngoài gì, ở nơi rừng thiêng nước độc, rắn cắn hổ vồ. Chết ở trong cửa Phật có gì mà phải lo. Trước khi chết mà đi tụng kinh cho người ta, về mà mệnh số cùng mệnh tận, mình thì mình hết, mình chết. Nếu mình không chết ở trong cửa Phật như thế, ngày hôm đó mình không đi tụng kinh mà mình đi gì, đi sát sinh hại vật, mình chết á, thì cái chết đó thì sẽ đi sâu vào trong ba đường ác đạo. Còn mình đi tụng kinh về á, mệnh hết mà mình chết, thì dù sao vẫn còn cái công đức mình vừa tụng kinh xong đó, mình chết để mình gì, thần thức mình đi lên chứ mình không đi xuống. Các vị nghĩ xem, cùng là chết, nhưng chết để đi lên và chết thì phải đi xuống, thì cái chết cái nào á tốt hơn? Đi lên đương nhiên tốt hơn. Cho nên Phật tử này không phải lo, không phải suy nghĩ rằng á, lăn tăn rằng á, chết như vậy ở trong chùa và ở trong ở ngoài đường như thế là gì, vong linh không được về nhà. Không phải. Cái suy nghĩ như vậy là cái suy nghĩ của những người không có học thức, cái suy nghĩ của người thiếu hiểu biết, cái suy nghĩ của người là võ đoán thôi. Còn người học Phật chân chính của chúng ta biết rằng tất cả đều do nhân duyên, nhân quả và nghiệp báo vậy. Cái sống chết nó cũng gì, ở theo An Sĩ Toàn Thư á, chú lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói này, sự sống chết của con người ta cũng đều có sự an bài và sắp đặt của gì, của mệnh mình rồi vậy, của bản mệnh mình rồi. Nếu mà người làm được việc cực thiện á, thì có thể tích phúc cải mệnh. Trường hợp này là trường hợp phải đặc biệt, làm được nhiều việc phúc đức tích thiện thì mới có thể tích phúc cải mệnh được, thay đổi vận mệnh của mình á, biến gì, biến chết yếu thành trường thọ được, biến khổ đau thành an vui được, biến không có phúc thành có phúc được. Các quý vị nên đọc cái quyển tích phúc cải mệnh thì sẽ rõ chúng ta phải làm như thế nào đó. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là không phải lo lắng nữa, gia đình không phải lo lắng, cứ nhất tâm đi tụng kinh như thế này, làm sớ hoặc làm bài vị hồi hướng cho gì, cho các em, cho vong linh của các em và cửu huyền gia tiên nhà mình, chắc chắn là gì họ cũng được lợi lạc vậy. Nếu họ còn không may đọa vào trong ba đường ác thì cũng sớm thoát được ba đường ác vậy. Nếu họ không còn ở trong ba đường ác nữa, được sinh về cõi lành rồi, thậm chí là họ sinh làm gì, làm quỷ thần, làm chư thiên, có khi bây giờ họ đang ở trong hội trường này cùng tu với chúng ta vậy. Cho nên không phải suy nghĩ lăn tăn cái chuyện là sợ là họ không về được nhà, không phải lo cái điều đó nhé, không phải lo. Một Phật tử nữa hỏi, Phật tử ở Hải Hậu, Nam Định, Phật tử Mai Thị Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chúng con, đây nói là huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định chúng con, có đạo tràng tu tịnh độ vào các ngày Chủ nhật từ năm 2018 đến nay. Chúng con xin Thầy cho chúng con được đăng ký là đạo tràng, được Thầy dẫn dắt. Thầy cho kế hoạch đăng ký ạ. Để ý thứ nhất. Thứ hai là một huyện ven biển của tỉnh Nam Định. Chúng con xin Thầy bố thí cho đạo tràng chúng con được cung nghinh Thầy về với đạo tràng.
Chúng con buổi giảng pháp trực tiếp à. Đạo tràng chúng con từ 2018 đến nay, chúng con mới chỉ được nghe thầy giảng trên mạng thôi à. Mong thầy hoan hỷ quan tâm đạo tràng chúng con vùng sâu vùng xa, rất khát vọng được cung nghinh thầy à. Con Mai Thị Thanh, số điện thoại đây. Thầy chưa dám nhận lời là về, nhưng thầy sẽ cố gắng. Biết đâu một ngày nào đó không hẹn trước mà đùng một cái thầy gọi điện bảo thầy chuẩn bị nhá, thầy về thăm đạo tràng đây. Vì công việc của thầy cũng khá là nhiều, cho nên hẹn trước mà không về được thì phải tội ra không hẹn trước. Nhưng mà năm nay thì chắc chắn là sẽ xếp cái kế hoạch là cho các sư ông lớn sẽ đến thăm các đạo tràng và dẫn cho các đạo tràng tu 1-2 tháng thì có thể đến thăm một lần. Đặc biệt là gần đây, xa xa thì phải bố trí một cái thời gian nào đó nó thích hợp. Năm nay cũng sẽ có cái kế hoạch đấy. Đạo tràng nào muốn đến đăng ký thăm trước thì cứ ghi vào đấy. Xem ta, thầy sẽ bảo các sư ông lớn sắp xếp. Các sư ông bây giờ thì cũng biết tự lái xe rồi. Ông Hòa này, rồi ông Hạnh này, ông Khoa này. Đấy, mấy sư ông này tự lái xe đi được rồi, hoặc có các chú lái xe. Thỉnh thoảng thì đi đến để gần gũi lân mẫn các Phật tử, vừa là sách tấn động viên. Thay thầy để đi động viên các Phật tử cũng tốt mà. Thầy thì có một thân làm sao mà lo được hết tất cả được. Các sư ông lớn rồi cũng phải lo các sư cô nữa. Đấy. Thì bây giờ đạo tràng nào mà họ liên hệ họ cần đến thì khoảng độ 1-2 tháng một lần đến để động viên dẫn tu cho Phật tử một ngày. Họ có cái điều gì cần hỏi thì giải quyết được ngay thì giải quyết, không giải quyết được ngay thì ghi nhận lại về để bạch lên sư phụ thế giải quyết cho, giúp đỡ cho. Đây cũng là một cái cách để cho thầy tăng ni trong đạo tràng gần gũi với các Phật tử chúng ta hơn. Nhiều người đã nói với thầy cái điều đó, nói này: thầy chả đến thăm chúng con, mong mỏi mòn cả mắt mà chả thấy thầy đến. Thôi thì năm nay thì cũng sẽ phải có cái kế hoạch này. Thôi đạo tràng này các Phật tử thôi cứ nhất tâm tinh tấn tu tập và nghe giảng y giáo phụng hành thôi. Thầy mà đến được thì càng quý, mà không đến được cũng không sao. Gặp thầy ở trong gì? Ở trong hình, nghe thầy ở trong tiếng mà thực hành theo á, thì cũng như là nhìn thấy tận mặt và lễ tận dưới chân thầy rồi vậy. Trong lòng có Phật thì Phật chính là gì? Phật luôn luôn ở bên ta. Trong lòng mà có thầy nương theo lời thầy giảng để mà tu thì thầy luôn luôn ở trong đạo tràng của mình rồi vậy, ở trong gia đình của mình rồi vậy, và ở trong gì? Ở trong trái tim của mình rồi vậy. Phật tử là Đỗ Thị Minh ở Hà Nội hỏi rằng: con kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ dạy cho chúng con hiểu biết về ngũ phương Phật, công đức chiêm bái, đỉnh lễ, cúng dường, tôn tượng ngũ phương Phật. Con xin tri ân công đức của thầy và chư tôn đức tăng ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngũ phương Phật ở đây là chỉ cho gì ạ? Là năm phương, Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương. Năm vị Phật này mà tới đây á, chùa chúng ta có làm để thờ trên tầng 3 đó. Mấy năm trước là có đặt tượng đá thờ, đặt tượng đá năm màu. Đây sẽ ông Hạnh đi đặt. Ông Hạnh đi đặt nhưng mà họ làm hỏng mất. Cũng rất là đắt, 300-400 triệu một pho. Có pho đến 500-600 triệu. Cái pho đá hồng ngọc ấy. Nhưng mà cái may là cái pho hồng ngọc đấy họ vẫn chưa làm. Vì ngày đấy thì thầy bận nhiều việc, cái giao cho ông Hạnh. Ông đi đặt thì người ta làm. Đấy, ba cái pho mà họ làm để xong rồi mang về để bên ngoài cái đối diện chỗ viết sớ đấy. Xấu quá. Nói nhỏ thôi, họ nghe thấy là họ buồn. Xấu quá, đúng không? Nhìn nó xấu quá. Ví dụ các vị bảo nơi khác thì có thể họ thờ cho lên đấy được. Bây giờ bảo thầy rước cái ba cái pho tượng xấu quá mang lên đó mà thờ cá cái không gian của mình nó trang nghiêm thanh tịnh thờ phụng như thế. Đến nhìn thấy ba pho tượng nó không có tướng hảo, người ta cười cho. Cho nên thôi các đạo tràng, mấy Phật tử ngày xưa cúng tượng ngũ phương ấy,
Thì thôi tới đây thì tiền đã đặt cho họ, họ mua đá, họ tạc thành tượng rồi, mình bắt đền họ sao? Cũng khổ là do gì? Do mình bận quá, mình không đến để chỉ đạo họ làm được, cứ tin tưởng vào tay nghề của họ. Đến khi họ mang tượng lên, họ bảo họ xong rồi, mình xuống xem thì thôi, nó đã làm xong hết rồi thì làm sao mà sửa được nữa. Tượng gỗ thì còn có thể đắp gỗ vào, và tượng đất thì đắp đất vào, đắp gỗ vào để làm lại. Tượng đá thì đắp kiểu gì mà các quý vị không thể đắp được nữa. Cho nên tiền thì họ đã mua đá tạc tượng thành đấy rồi. Mình thì nếu mà mình bảo họ làm xấu thì mình đâu có đắt họ từ đâu. Đặt, ông Hạnh ông đi đặt. Mà chính cái mấy cái đạo tràng ở Sơn Tây và ở dưới Hoài Đức là đi đến đặt người ta đấy. Đặt người ta làm. Nếu mà ngày xưa để thầy đặt ở trong Đà Nẵng thì nó làm sẽ đẹp hơn, nó sẽ đắt hơn, nhưng sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đấy, tin tưởng, giao cho đấy, cuối cùng đấy mới giao cho việc làm đâu. Thầy mới giao cho để làm thử xem có được không. Cuối cùng hỏng bét này. Rước về không dám mang lên để thờ các quý vị. Xấu cái đấy các quý vị cứ ra đấy, ba pho ở ngoài, đối diện cái chỗ ba pho tượng đá đấy, đối diện cái chỗ viết sớ đấy. Các quý vị nghĩ xem. Đấy cái chùa mà không có sư toàn các vãi thì họ làm một thờ được. Như thế thì vẫn tốt. Nhưng chẳng nhẽ người ta đến người ta nhìn về cái ông thầy như thế này mà lại thờ những cái pho tượng như thế thì ở một cái nơi trang nghiêm như thế thì các vị nghĩ thế nào đây? Người ta chửi vào mặt mình đó chứ. Cho nên thôi cái chỗ đấy thì sau này thì xin lỗi các Phật tử mà cái đây cũng lỗi một phần do thầy không sát sao ngay từ đầu. Giao cho sư ông Hạnh và sư ông Hạnh thầy bảo là đấy quán xuyến rồi đi xem. Nhưng mà khổ tay nghề của người ta chỉ được có thế mới làm thế nào. Khổ lắm. Cho nên mang về rồi sau này thì mình để trang trí ở một cái ở ngoài trời và cái gốc cây vậy, chỗ đấy để tạm thôi. Sau này là mình trang trí và giống như tượng các vị A-la-hán ấy, mình sẽ để vào một cái khu vực dân là vẫn đến lễ bái vẫn các thứ được. Nhưng mà để vào trong nhà như thế thì cái thứ nhất thì ở trong nhà bây giờ mà cho nhiều tượng đá và tượng ngọc, tượng gỗ lên trên cái đại tượng nó nặng, nó rất nguy hiểm cho cái công trình. Cho nên trên đấy bây giờ thầy phải suy tính toán là cả cái vấn đề chịu lực nữa. Cho nên từ đó, từ các tầng 4 trở lên là bây giờ thờ bằng tượng composite thôi. À, tượng ngọc và tượng gỗ như thế là đủ rồi. Không có thờ nhiều tượng nặng lên đấy là rất nguy hiểm về sau này. Vì vậy mà vừa qua là đặt tượng composite rồi. Tượng ngũ phương cũng đặt thành tượng composite rồi. Nhưng mà làm đẹp, đặt tận trong miền Nam, làm đẹp. Cho nên cái số tiền của các Phật tử mà cúng rồi á, thôi bây giờ thì họ sẽ bảo họ bù lại một phần để đặt vào cái tượng composite đấy. À, thì cũng các Phật tử cũng hoan hỉ. Những các đạo tràng mà ngày xưa cúng cái tượng năm phong ngũ phương to á, và phải Phật tử mà hôm nay cũng phải nói thật, giải bày thật là như thế, chúng ta cũng không thể đòi lại hết tiền của họ được nữa. Vì họ cũng mua đá và cũng làm tượng cho mình rồi mà. Làm được 3 pho rồi còn 2 pho nữa nó xấu quá. Thì thầy mới bảo thôi hai cái pho đá, một pho trắng một pho hồng ngọc ấy thì chưa vội làm. Để đây bao giờ thầy chỉ đạo trực tiếp thì mới làm. Đấy, có thầy chỉ đạo và nó khác đấy. Không có thầy chỉ đạo thì nó khác ngay. Đấy, cho nên thầy bảo đấy đá thì người ta mang về đây cho thầy rồi. 2 viên đá mang về đây rồi. Sao bao giờ làm tượng thì tính sau. Còn 5 pho ngũ phương đấy thì vừa qua đặt bằng hết cái pho composite rồi. Thế bảo họ hoàn lại một số tiền để bắn lại cái tiền ngũ phương Phật đấy bằng composite. Thì các đạo tràng, các Phật tử cúng dường thì thôi, từ cái pho tượng đá ngày xưa nó không được như nguyện thì bây giờ coi như chúng ta được cả 2 cái, đúng không? Được cả 5 pho tượng đá mà sau này để thờ ở ngoài trời ấy, với được cả 5 pho tượng composite thờ trên tầng 3 nữa, vẫn là tượng mà. Nó vừa là nhẹ mà nó lại đẹp. Thờ ở trên đó nhìn nó tướng hảo vào. Ai nhìn thấy Phật cũng phải muốn cúi đầu, phải muốn chắp tay, phải muốn lễ bái chứ các quý vị. Đó. Đặc biệt là cái nơi trang nghiêm, thanh tịnh như vậy. Còn chúng ta, còn ngoài đó chúng ta để ở ngoài gốc cây ấy, thì để khắp các nơi ở ngoài trời ấy, làm cái nơi vừa là tiểu cảnh, vừa là trang trí tiểu cảnh ấy, thì họ cũng vẫn phát tâm được. Nhưng mà nó không được như ở trong cái nơi trang nghiêm ấy. Thì thôi được cả 2. Các Phật tử, 5 nhóm đạo tràng và gia đình Phật tử cũng 5 phong ngũ phương to ở tầng 2 đấy nhá, thì tới đây cũng hoan hỉ. Thầy không có bớt một đồng nào đâu. Tiền đưa cho người ta hết 100% rồi, thậm chí thầy còn ứng cả tiền làm cho họ 200-300 triệu nữa rồi. Nhưng bây giờ chịu bó tay thôi, chả được.
vì họ cũng nghèo, họ có đâu, họ cũng làm thợ làm công ăn lương, họ làm cho mình, nhưng mà nói thì nó không được như ý muốn. Thì bây giờ thì thôi, thì tạm thời như vậy, thầy cũng sẽ tìm cách cho bảo họ thì hoàn trả lại cái mấy trăm triệu mỗi một pho, là tiền tượng cô Majid là 120 triệu, đấy là cái tiền tượng thôi, chưa có đế, thì bảo họ hoàn lại cái phần đó thôi. Vì cái phần tượng đá ngày xưa có pho đến 400-500 triệu cơ. Thì bảo hoàn lại cái đấy để cho chúng ta thay vào đó thì nó được cả hai. Các Phật tử hoan hỉ, các gia đình hoan hỉ nhá. Các đạo tràng mà cũng năm pho ngũ phương hoan hỉ. Còn những pho ngũ phương bé thì hôm Tết thì thầy nói là bây giờ tới đây thì chúng ta cũng bắt đầu đúc cái pho ngũ phương bé. Nếu mà chúng ta đặt ở trong miền Nam á thì cứ 4 triệu một pho. Hôm nay thầy đặt pho tượng mẫu là 4 triệu một pho. Không phải 3 triệu đâu nha, 4 triệu một pho. Ra tới đây họ gửi ra đây cho mình là 4 triệu một pho. Vậy nếu mà chúng ta đặt họ thì chúng ta mất cả 4 triệu ấy mà mới được có một pho tượng. Nhưng chúng ta làm lấy á thì 3 triệu ấy chúng ta chỉ mất khoảng 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi làm tượng. Còn lại khoảng gần 2 triệu là gì vào làm cái gì ạ? Mua sơn với làm cái tòa ngồi của ngài để trong ô đấy, ngài ngự ở trong đó, tức là trọn vẹn ở trong đó, vừa có công đức làm tượng, chúng ta không mất đi. Tới đây bắt đầu vào an cư mà lấy cũng phân cho xưởng tượng bắt đầu là đúc, và các sư cũng xuống là đúc, và các Phật tử cũng xuống đó để đúc. Vì mình không có tiền mặt thì mình phải bỏ công bỏ sức ra để góp công sức với các Phật tử để làm cái đó, thì lại bớt đi được khoảng hơn triệu để trả cho anh em thợ thuyền đã làm công ấy, để đắp tượng ấy, vân vân. Thì cái năm pho ngũ phương này cái ý nghĩa thì thôi, cái ý nghĩa nó sâu lắm, để sau này một cái lúc nào đó thầy sẽ giảng về cái ý nghĩa của năm pho tượng ngũ phương này, công đức lớn lao. Mà trong kinh nói rằng ai mà có nhân duyên mà gặp được năm đức Phật này, nghe danh hiệu của năm đức Phật này và cung kính cúng dường năm đức Phật này á, thì đời đời kiếp kiếp không bị đọa vào trần. Nam chúng ta có vừa nổi lên một cái chú làm tượng cô Majid đẹp như thế, nhưng không biết nó làm có đẹp như mẫu hay không. Mẫu thì đẹp, mẫu chú ấy làm ra cho một số các chùa thì đẹp, phải nói là thầy là cái người mà kỹ tính rồi, nhưng mà nhìn thấy mà ưng ngay, nhìn thấy ưng ngay. Đặt chú ấy làm cho 7 pho dược sư cô Majid, có 6 pho nhỏ hơn thì mỗi pho là 120, chú ấy xin 120. Còn pho to thì chú xin là 250. Còn cái pho bé xíu xíu là 4 triệu các quý vị. Mà mình làm đấy thì nó chỉ mình phát động là 3 triệu, nhưng mà mình làm để bớt đi cái công đi, còn lại thì để làm một cái chỗ ngồi, mua sơn rồi tới đây là còn phải thuê các chú thợ nó hoa văn, nó làm cái hoa văn nó ốp vào bên. Vì sao thờ dược sư? Vì Đức Dược Sư ngài cũng có duyên rất lớn với thế giới Sa Bà chúng ta này. Đức Phật Dược Sư ngài có cái nguyện là cứu giúp cho những người bị bệnh tật, bị ốm đau, bị vận hạn, vân vân. Những người bị bệnh tật đó, tùng kinh dược sư hoặc cúng dường Đức Phật Dược Sư, tranh ảnh tôn tượng Đức Dược Sư đó, thì sẽ được tiêu tai giải hạn. Đặc biệt những người đang gặp những cái căn bệnh quái ác như là ung thư, như là những cái căn bệnh gì nó khó chữa, thì trong kinh nói là cúng dường tranh ảnh tôn tượng Đức Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư á, thì sẽ được tiêu tai giải hạn và được cát tường vân vân. Cho nên cũng làm một tầng thờ Đức Dược Sư đấy để cho gì? Chùa chúng ta sẽ làm cái nơi cho mọi người đến cái gì cũng có. Họ cầu cái gì cũng được, cầu sinh Tây Phương cũng có, rồi á, cầu khỏi bệnh cũng được, rồi thậm chí là rất rất nhiều. Chúng ta là một cái nơi đáp ứng rất nhiều những cái gì, cái sự mong cầu của chúng sinh. Tâm chúng sinh mong cầu vô lượng thì hạnh nguyện của Phật Bồ Tát cũng có vô lượng vô biên để đáp ứng cái lòng mong cầu của họ. Hết. Con thứ hai bị tâm thần, con trai út mắc bệnh về máu, đang điều trị tại Viện Huyết học Trung ương. Chồng con lại theo gái, khổ. Đây gọi là họa trong họa, đúng không? Gọi là khổ trong khổ, đây gọi là khổ khổ đấy. Sáng qua con có gặp thầy và thầy báo xem lại mộ tổ bốn đời nhà con
cách 7 mét xung quanh có vấn đề gì thì báo lại thầy. Gia đình con đã huy động nhiều người đi tìm, nhưng ngôi mộ đã mất từ lâu. Mới có 4 đời mà đã để mất mộ thế thì nguy rồi. Đấy. Vì nhà nước san ủi đường và làm đường bê tông. Thôi. Thế còn gì nữa? Thế bây giờ họ làm đường nó đi lên trên, bệnh tật như thế. Chồng thì lại bỏ đi theo gái như vậy, khổ thân. Già rồi, cụ ấy già rồi, hôm qua đến phải tầm phải trên 60, gần 70 rồi. Nếu mà chồng như vậy, chồng cũng ngang ngang tuổi thì cũng phải tầm 70 rồi. 70 mà còn bỏ đi theo gái đấy, khổ. Đâu có phải là có phải trẻ nó mới bỏ đi đâu, già nó cũng bỏ đi đấy, khổ thân chưa. Đấy, cho nên trường hợp này thì về khuyên làm như vậy đó. Tụng kinh từ giờ về nói với cả cái chi họ đấy. Muốn yên ổn đó thì tất cả cùng tụng kinh Địa Tạng với nhau, trừ những ngày bận bịu quá. Đấy, tụng kinh Địa Tạng và giảng kinh để Địa Tạng, mở cái đài giảng kinh Địa Tạng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhé. Và những người còn sống cũng nên nghe giảng kinh Địa Tạng để phát khởi cái tín tâm bồ đề để mà gì mà học đạo. Xong làm được như thế, xong đến tháng 10, khoảng giữa tháng 10 rồi đó, tháng 9, pháp hội tháng 9 thì ra dự xong thì thầy sẽ bố trí cho ngày giờ làm như thế nào và cái cách làm mộ giả như thế nào. Cái trường hợp mà vong linh họ chấp là phải làm cái đấy đấy, làm xong thì yên, làm xong được thì yên. Cái này thầy cũng đã giúp cho một vài gia đình rồi. Đấy, cái việc chuyện tâm linh các quý vị ạ, có phải là cái gì cũng sắc sắc không không, sắc bất gì không không, bất gì sắc ngay được đâu. Chúng sinh người ta còn chấp lắm, phàm phu mà làm sao mà đã thấu được cái cảnh giới của Phật, của Bồ Tát được. Cho nên chúng ta cũng phải phương tiện gì. Các cụ ngày xưa nói là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo gì? Thì mặc áo vải hả? Thì mặc áo giấy. Đấy, kiểu ý các cụ đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ý là nói là gì? Nói là chúng ta phải biết những các phương tiện thiện xảo để mà cứu giúp chúng sinh vậy. Người xuất gia cũng phải biết các phương tiện vậy. Không để cứng đơ đơ đấy, như pháp của Phật bảo cái đó là mê tín dị đoan, cái đó là tà pháp, không phải đâu. Chúng sinh bệnh thì Bồ Tát cũng bệnh. Bồ Tát thì vui trong niềm vui của chúng sinh, mà khổ trong gì? Trong niềm đau nỗi khổ của chúng sinh, đó mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát phiên âm từ tiếng Phạm là Bodhisattva, tức là Bồ Đề Tát Đỏa mà, dịch là giác hữu tình mà. Đem ánh sáng, trí tuệ để giác ngộ để giải thoát cho chúng sinh mà. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái phương tiện của nhà Phật thì có rất nhiều vậy. Cốt là để chúng sinh được an lạc, được thảnh thơi, được giải thoát, được bớt đau khổ và hướng đến sự thanh tịnh an lạc và nội tâm vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Ôi dồi, nhiều bức thâm thư khổ chưa dài thế. Lời đầu tiên con xin kính chúc thầy cùng toàn thể quý thầy cô chùa Khai Nguyên pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành, thầy hoan hỷ giải đáp và cứu giúp cho gia đình con một việc như sau với ạ. Năm 2017 gia đình con có bốc mộ sang cát cho mẹ chồng. Khi bốc lên thì cụ vẫn còn nguyên. Do không biết nên gia đình con không chôn lại mà để người bốc xác thi thể của cụ xong rồi mới chôn lại. Sau 4 tháng đến đầu năm 2008 thì chồng con bị tai nạn và mất. Do xảy ra như vậy nên con cũng sợ và đi xem bói một số nơi. Có chỗ thì bảo do đời trước các cụ nhà con lấy của đình chùa mang về nhà dùng nên giờ nghiệp đổ, nên nghiệp đổ ra như vậy. Có chỗ thì bảo phải làm lễ giải hạn rồi phải ra trình đồng mở phủ hầu, không thì phải ra trình đồng mở phủ hầu, không thì còn bị nặng hơn nữa. Chúng ta thấy ghê, dọa ghê quá thì thôi. Sau khi xem bói, con cũng có về hỏi lại các cụ trong họ đời trước có lấy đồ thờ đình chùa không, thì các cụ bảo ngày xưa chùa làng phá có mang một số đồ về dùng và giờ vẫn còn. Thế là có cái họ nói đúng đấy, đúng không? Có cái là quỷ thần nó nói đúng đấy. Để làm lễ dài hạn
Không, hai mẹ con càng sợ nên cũng nghe lời thầy bói, dốc tiền của để làm lễ giải hạn, mở phủ hầu đồng. Sau khi mở phủ hầu đồng xong, sự việc gia đình con ngày càng rối ren. Anh em mở hầu đồng mở phủ xong nó phải khỏi chứ nhỉ? Thân nhân là càng rối ren thế này là hỏng rồi. Công việc làm ăn bị phá sản, đổ vỡ hết. Con trai lấy vợ được một thời gian cũng không hạnh phúc và bỏ nhau. Nhà cửa mất, sự nghiệp cứ làm đâu là đổ bể đó, tan tành mây khói. Trong một thời gian dài đến nay gần 10 năm, gia đình con bị mất phương hướng, mọi việc cứ mất kiểm soát và rơi vào bế tắc, đau khổ không lối thoát. Đến nay con được một người bạn gieo duyên và biết đến chùa Khai Nguyên, biết đến thầy. Con khẩn thiết mong thầy chỉ dạy và dẫn dắt để gia đình con vượt qua được khổ nạn này ạ. Con xin cảm ơn thầy, xin tri ân công đức của thầy. Ở cái trường hợp này á, bây giờ thì biết rõ là gì, con lấy của đình của chùa rồi. Đấy, khổ thế đấy. Các cụ ngày xưa bảo của Phật mất một đền mười mà. Không hiểu, trong cái giai đoạn sau năm 45 á, giải phóng xong đất nước chúng ta cũng có một thời gian gọi là cải cách văn hóa đó, cách mạng văn hóa đó, học theo cái cách làm của Trung Quốc đó, cũng phá đình phá chùa à. Một số người mang cái đồ thờ đó về để thờ tại gia tại nhà. Thì trong Phật tử này có hỏi ra bây giờ mấy quả đi xem, họ mới bảo là gì, đúng như thế. Đi về bây giờ xem đó, kiểm tra là hỏi các cụ bảo đúng, có một số đồ thờ lấy của đình của chùa ngày xưa, làng phá đình phá chùa, các cụ có mang về thờ trong nhà, bây giờ con cháu vẫn phải gánh. Thôi thì cái này thời gian không có nhiều, không nói nhiều nữa, bây giờ hướng dẫn cho cách giải quyết luôn này. Gia đình Phật tử này về phải cùng anh em họ hàng này về cùng nhau, trong cái anh em trong cái chi nhà mình á, và làm cái lễ gia đình ra chùa mà nhờ các sư hay là các thầy ở trong đình trong chùa đó, họ lễ tạ cho, họ sám hối lễ tạ cho toàn bộ cái đồ ngày xưa lấy á, bây giờ mang ra để trả lại. Đồ đình nhất thì trả đình, đồ đình đồ đền thì trả cho đình, đền đồ chùa trả cho chùa. Thì thường thường là cái này, cái đồ thờ mà có cái đỉnh có cái hạc á, thì cái đấy là của đỉnh đấy. Của chùa thì người ta ít nơi họ thờ hạc lắm à. Cái ví dụ cái bộ tam sự bát hương đỉnh đồng mà có cả con hạc á, thì thường là ở hay ở đỉnh và ở đền. Còn ở chùa thì có bát hương bằng đồng hoặc là cái mâm bồng hoặc cây nến thôi à, thì thường cái đồ đó đồ của nhà chùa. Còn nếu mà cứ có cả cái con hạc và thường đường nữa, thường cái đồ đó đồ ngày xưa thờ trong đỉnh trong đền à. Đấy là cái cách thờ ngày xưa lại thường như thế. Tuy nhiên cũng có chùa thờ hạc nhưng mà ít lắm. Đó. Thì về nên xem rằng cái đồ thờ này mang để trả lại toàn bộ cái đồ thờ cũ này, làm cái lễ. Trước khi mang trả thì mình cũng phải làm cái lễ ở nhà nhà mình, kính cáo với thần linh thổ địa gia tiên nhà mình, các cụ nhà mình á, để mình thay lại cái đồ thờ này, mua cái đồ mới để thờ lại trong nhà. Cái này á, trước khi xong mang ra thì phải rửa cho sạch sẽ đi, rồi nước ngũ vị hương khai quang tẩy với sạch sẽ mới mang ra đình ra chùa để nhờ các sư hoặc các thầy cúng ở ngoài đình ngoài chùa thầy thống và lễ tạ cho. Và đặc biệt á, ở trong đình trong chùa trong làng trong xã nhà mình á, ví dụ như có một ngôi chùa ngày xưa mình biết ngôi chùa nào á, thì mang ra thẳng ngôi chùa đó thì cúng thì là tốt rồi, mà không biết á, là các cụ mang từ ngôi chùa nào thì tốt nhất vì trong xã nhà mình có 3 ngôi chùa thì cả cái chi nhánh chi họ nhà mình cùng chung nhau lại mua lấy cúng lấy 3 cái bộ bát hương bằng đồng ấy, đồ bằng đồng thì mình cúng bằng đồng, đồ bằng sứ thì mình cúng bằng sứ, tùy theo trong xem trong nhà mình cái đồ mang về đó bằng đồng thì cúng bằng đồng, bằng sứ thì cúng bằng sứ. Mua bát hương này, rồi cây nến này, rồi mâm bồng này, đấy những cái đồ đó và mang ra để cúng, nhờ họ làm lễ, nhờ các sư và các ông thầy làm lễ cho. Bây giờ trong xã mà có 2 ngôi chùa thì cũng nên 2 bộ như thế, mỗi chùa 1 bộ. Trong xã mà có 2-3 ngôi đình, ngôi miếu thì cũng gì cũng nên mua để cúng như vậy. Bây giờ cái đồ đấy nó cũng không đắt lắm đâu mà. Đồ bằng đồng nhỏ nhỏ xinh xinh vừa vừa đó nó cũng khoảng vài triệu một bộ thôi. 2-3-4 triệu rồi một bộ là cùng thôi. Cái bộ to thì có thể 5-6 triệu, giờ nó không đắt như ngày xưa nữa. Thì cả cái chi họ nên thì nên cùng nhau lại mà cúng.
Nếu họ mà không cúng á, không nghe thì mình gia đình nhà Phật tử này cúng cũng được. Thì mình làm ít thôi. Mình cúng ví dụ xã mình hay làng mình, thôn mình á, có một chùa một đình thì mình cúng một đùa một chùa một đình, chùa một bộ và đình một bộ. Thế coi như là mình cắt cái phần đó, tiền này ra để đi chữa bệnh đi, để làm việc phúc để đi chữa bệnh đi. Thì nhất tâm để sám hối, và đặc biệt xong á nên tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày để hồi hướng, để sám hối cho các cụ nhà mình đã làm cái việc sai trái trước đây, và cầu Phật Bồ Tát thương tình là hoan hỷ để cho gì gia đình nhà mình cái chi họ nhà mình nhất tâm để sám hối. Thầy nghĩ rằng cũng sẽ gì dần dần sẽ hết thôi. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hòa. Hiện gia đình con đang gặp chuyện không vui, con muốn nhờ thầy giúp đỡ cho con. Làm sao mà lắm người không vui thế nhỉ? Hôm nay ở đây sao nhiều người không vui thế? Chả thấy ai hỏi câu chuyện câu con đang vui thế nào cả, toàn nói là không vui thế này, buồn quá. Chẳng nhẽ là đến chùa toàn người không vui hay sao? Ở gia đình con xảy ra nhiều chuyện từ tháng 7 năm ngoái. Đầu tiên do năm xung tháng hạn của vợ chồng con. Làm sao mà biết là năm xung tháng hạn đấy? Chắc là đi xem đúng không? Sau đến trong gia đình con có người mất, và con có đi chùa xin các bùa, các loại bùa. Đi chùa xin các loại bùa về dán trong nhà. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra một số chuyện vui. Xin được bùa về, sau đó xảy ra một số chuyện vui. Có cả ma vào nhà con. Cái chuyện này là chuyện vui á. Còn có lúc cái nhập vào người con nữa. Cái này vào chuyện vui á. Vui thì cứ về mà nhập đi, nhảy tưng tưng đi. Ra đây nhảy vui thì sao? Phải chắc là viết nhầm. Nhưng sau đó liên tiếp xảy ra một số chuyện thì chuyện vui. Đây này, khi tôi đọc nguyên văn lên mắt tôi tối nhưng mà nó chưa đến nỗi đọc sai đâu. Chắc là gì, chuyện không bằng lòng, không vừa ý, chuyện buồn, chuyện nó không như ý. Nói là chuyện vui, nếu vui thì cứ thế mà làm thôi. Vui làm gì có chuyện ma. Ma gì ạ? Ma nó nhập vào thân rồi nó nhập nhảy tưng tưng cho bảo vui cái gì. Mệt lắm. Chắc là viết nhầm, vội quá là viết nhầm. Ta lấy chuyện buồn, chuyện không như ý đó. Con cũng đã nhờ làm lễ và giải quyết nhiều cách rồi nhưng mà không có kết quả gì. Nay con được biết đến chùa Khai Nguyên, biết được đến thầy, vậy con rất mong được thầy giúp đỡ gia đình con. Những việc con kể trên sau đó lại trở thành gọi là tâm ý tương thông, nên bên ngoài họ nhìn thấy hết nhà con và học cả những và đọc cả những suy nghĩ của con. Đây là do kiếp trước đi tu gì tu sai đường đấy mà, cho nên bây giờ nó mới xảy ra như thế. Tu sai đường do mong cầu thần thông, cho nên bây giờ được thân người rồi mà không thoát được khỏi cái sự cám dỗ và ám ảnh của họ vậy, của quỷ thần vậy. Qua những chuyện trên đã làm ảnh hưởng đến gia đình con, vậy chăm sự kính mong nhờ thầy giúp đỡ cho gia đình con được trở lại bình thường như trước. Con vô cùng xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái trường hợp này thôi thì cũng không dài dòng nữa vì thời gian không có nhiều. Thầy khuyên rằng Phật tử này bây giờ về phải nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nên lễ danh hiệu của ngài. Tông kinh rồi mà nên lễ nữa. Mỗi một thời lễ nên khoảng từ 20 đến 30 phút. Cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xuống một lễ. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xuống một lễ. Cứ như thế mà lễ. Lễ cho thầy 100 ngày đó. Thì khi đó thì mới lên gặp lại. Lúc đó mới nói chuyện sau hướng dẫn tiếp như thế nào. Nếu chưa lễ được danh hiệu của ngài 100 ngày, chưa tụng được 100 bộ kinh Địa Tạng, chưa lễ được danh hiệu của ngài 100 ngày, thầy có nói cũng như thừa. Trường hợp này nên
tụng 100 bộ kinh Địa Tạng trong mùng 1 ngày rằm này, nên phóng sinh một chút tùy tâm. Một chút thôi cũng được, không cần phải nhiều, chút xíu thôi được. Thậm chí một vài con ốc, một vài con cá trạch hay lươn trạch hay con chim sẻ thôi cũng được. Gọi là có làm mùng 1 ngày rằm. Tụng kinh 100 ngày tụng kinh Địa Tạng phải chọn đủ 100 bộ. Niệm danh hiệu của Ngài mỗi một ngày ít nhất phải được 2 thời. Tức là lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đó, giống như lễ sám nguyện đó. Cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lễ xong một lễ. Ít nhất là phải khoảng 20 phút cho đến 30 phút chuyên lễ như vậy. Hoặc là tụng kinh xong đó, lễ luôn. Nhưng mà phải bấm đồng hồ nhìn phải được 20 phút lễ trở lên, cho đến 30 phút xem đồng hồ hẳn thôi. Thế như sau 100 ngày đó thì đủ 100 bộ kinh Địa Tạng và lễ Phật 100 ngày lên, thầy sẽ hướng dẫn cho tiếp thì mới có thể giải quyết được cái vấn đề này. Trường hợp này là phải giải quyết như thế. Phật tử nữa hỏi: con xin thầy giải thích cho con từ sái tịnh ạ. Vì khi chờ niệm lâm chung, thầy tịnh không nói phải sái tịnh. Khi đi hộ phúc người không đủ, vợ chồng có được cầm phướn cái, phướn con không ạ. Người có bụi có được cầm không ạ. Nhà chùa nhờ cô đồng treo quanh nhà. Nhà chùa nhờ cô đồng treo quanh nhà những tờ giấy bốn phủ và ở trước cửa giữa, thì khi đọc kinh niệm Phật các cụ gia tiên có được vào nghe không ạ? Người mất 49 ngày rồi đưa lên chùa, vong có được trở về chùa không ạ? Câu hỏi Phật Pháp đấy. Các Phật tử này hỏi mấy ý. Ý thứ nhất là xin thầy giải thích cho câu thế nào là sái tịnh khi đi chờ niệm cho người lâm chung. Sái tịnh tức là múc cốc nước ấy. Múc là cốc nước trong, mà cốc lưng lưng thôi. Và một cái cành ngâu hoặc cành hoa, cành lá thì cũng được. Đặt lên trên ban thờ Phật, khi mình chờ niệm á, đặt lên trên cái ban thờ Phật để đấy một tí niệm Phật. Sau đó thì khi mà tắm rửa thay quần áo cho cái người mất kia xong á, tức là chờ niệm xong rồi nhé, tắm rửa thay quần áo xong cho vào quan tài nhưng mà chưa vội đậy nắp, bắt đầu mình cầm cái cốc nước đây, cầm cốc nước tay trái thì cầm cốc nước để ba ngón như thế này, cầm cốc nước cho vào giữa ba ngón này, để cốc nước trước ngực này, và kết ấn cát tường, ấn cát tường như thế này, cát tường này. Ấn cát tường đây, ấn cát tường để đặt trước cái miệng chén đấy, đọc trước cái miệng cốc nước ấy. Và đọc cái bài kệ là gì? Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Và chúng ta cầm ba nén hương thư vào đó cái chữ gì? Thanh tịnh thủy. Không biết tiếng Hán thì viết tiếng Việt cũng được, chữ thanh tịnh thủy. Đó. Bài kệ là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Và thư lấy ba nén hương viết chữ thư, chữ là viết chữ thanh tịnh thủy lên trên miệng của công nước ấy. Và lần cuối cùng để viết thêm chữ gì? Chữ tâm. Thanh tịnh thủy xong để viết chữ tâm. Sau đó thì chúng ta đọc bài chú chuẩn đề bảy biến: khể thủ quy tô tất đế đầu diện linh lễ tất câu chi ngã kim chứng tiến đại ngã kim chứng tán đại chuẩn đề du nguyện từ bi tuy gia hộ đó. Nam mô tát đam đấm tam diệu tam bồ đà câu chi tán than chi lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha đó. Đọc bảy lần như thế và bắt đầu mình cầm cái cành cành lá, cành ngâu hoặc cành lá, cành hoa đó dúng vào cốc nước này. Khi chúng ta dúng vào đấy, chúng ta niệm là gì? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát được, Nam mô A Di Đà Phật cũng được, tùy theo. Khi chúng ta vẩy á, chúng ta sái á, chúng ta vẩy ra thì chúng ta niệm gì? Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Chúng ta vẩy theo cái chữ tâm, chữ tâm trong chữ nho á, một điểm bên này, điểm cuối vẩy thì một điểm này, điểm thứ hai này, điểm thứ ba, điểm thứ bốn, xong rồi vẩy đu đưa cho nó dễ coi tí. Đấy, kiểu nó thế. Tức là cái tay chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta dẻo ra tí. Ví dụ vẩy á, đâu chả có cành lá là thì vẩy cho cái. Đấy, ví dụ như vẩy, vẩy này, vẩy này, vẩy, vẩy ba điểm như thế rồi vẩy, nhẹ nhàng như thế. Đó gọi là sái tịnh, gọi là sái tịnh, gọi là khai quang sái tịnh.
hay còn gọi là khai quang tẩy uế. Đại ý là nhờ vào cái thần lực của Phật, của Tam Bảo, của Bồ Tát, khiến cho cái vong linh của cái người đã mất kia, cái linh hồn của họ đã mất kia, là thì sớm là được giới định tuệ, giải thoát chi kiến hương của Phật, được công đức của Phật, thần thông công đức của Phật gì, được cái nước thanh tịnh thủy, nước công đức, bát công đức thủy của Phật thì tẩy rửa về thân tâm cho họ, khiến cho họ được thanh tịnh, khiến cho họ được để đi về, để về với Phật. Đây ví dụ như đây công đức là vậy này, cầm cái cành ấy, nó cũng cái ngón tay nó cũng ra đẹp đẹp tí này, diễm tí này. Vậy này rung rung với cái này đấy, bắt cái đằng sau này một cái đấy. Để diễn một tí, diễn tí. Ngày xưa chúng tôi đi học, còn học chưa đi học làm chú tiểu á, đi học cúng á là phải học cả cái này đấy. Thầy chùa là bồ làng ô diễn là diễn ngay vào cốc nước uống cái này. Diễn ngay vào cốc nước uống thì cũng không sao đấy. Cho nên đấy là nói về sái tịnh, ý nghĩa sái tịnh này nó cũng rất là thâm sâu và huyền diệu trong Phật pháp vậy. Nhưng nói nôm na là gì, đó là giúp cho mình, cứ nói giúp cho giống như là mình gột rửa thân tâm cho nương nhờ vào công đức thần thông á, nguyện lực chú nguyện và chú lực á, nguyện lực của Phật á, khiến cho thân tâm của cái người mất kia là được trang nghiêm, được thanh tịnh, và để thần thức của họ về với Phật một cách là gì? Nhẹ nhàng thảnh thơi, vân vân đó, nôm na là như thế. Thời gian không có thì không nói nhiều được. Ý mà Phật tự hỏi là nói là người có bụi, tức là gia đình mà có bụi, tức gia đình có người mất á, thì có được cầm đi hộ đám, có được cầm phướn cái không? Không sao, cầm được hết. Người ta thì chỉ kiêng cái lúc đi là đi đám thôi, đi đình đền thôi. Còn nhà Phật chúng ta không kiêng thì thôi, nhưng mà cái chỗ nào mà Phật tử mà họ chấp á thì thôi mình tránh đi, để cho họ khỏi dị nghị mà rồi lại sinh tâm phiền não. Thì thôi thì mình đi theo thì mình nhất tâm thì mình niệm Phật, hoặc mình cầm cái phướn con được, có cái phướn to thôi, nhường cho gia đình người nào không có bụi, tức là trong 3 năm không có tang á, gia đình không có đại tang á, không có tang á, tức là bụi ở đây tức là thế, hiểu như thế. Thì thôi để cho những người họ không có bụi họ cầm phướn cái, còn ta cầm phướn con cũng được, không có là dị nghị cho là phiền não. Còn thực tế cầm thì cũng chẳng sao vậy. Và họ lại hỏi một ý nữa là nhà có cô đồng á, cho treo những cái đồ giấy bùa chú của đồng bóng lên, thì lúc khi cúng lúc đến chợ niệm á thì các cụ trong gia tiên có vào nghe được không? Chả sao cả, nghe được hết. Bùa chú đến đâu, khi gặp pháp của Phật một cái, chúng ta nhất tâm gặp pháp của Phật một cái, thì bùa chú thì cũng chỉ thành cái tờ giấy lộn mà thôi. Cho nên các vị cứ yên tâm, không phải lo cái chuyện đó. Nhưng mà cái lúc mà thì mình ra về, mình niệm chú, mình về hết đi, cái nếu cái bùa chú cái thầy phù thủy ấy, nó mà ém âm minh nó vào đó thì không còn người ở đó tụng kinh niệm Phật nữa, thì nó lại trở về. Giống như cái khi mà có công an đến dẹp loạn ấy, mà thì bọn trộm cướp nó chạy đi hết, nó giạt đi hết ấy. Khi mà công an về khỏi một cái, có khi nó lại quay lại kiểu thế. Cho nên đừng có dại gì mà dùng bùa dùng chú ông thầy phù thủy ở trong nhà làm cái gì. Nếu chúng ta mà sợ rằng phong thủy đất cát nhà cửa mà phong thủy không tốt, bị đường nó đâm vào, bị gốc cây to đâm vào, hay bị gì, vì trong phong thủy học nó gọi là mũi tên vô hình đó, tức là cái đường nó đâm thẳng vào ngã ba ngã tư, đâm thẳng vào cái đường, nó đâm thẳng vào nhà mình, hoặc cái mái nhà đối diện nó đâm thẳng cái vật nhọn vào nhà mình, hoặc góc nhà đâm vào thẳng cửa giữa nhà mình, ở trong phong thủy học nó gọi là mũi tên vô hình. Thì chúng ta cũng có thể là thỉnh cái gương bát quái đến chùa nhờ các thầy làm lễ cho mà treo cũng được. Hoặc ở trong đạo tràng chúng ta bây giờ có cái ngọc mà thầy làm, để cái ngọc phong thủy á, để treo á, treo cái đấy rất tốt. Nhiều gia đình vừa qua treo cái đó thì phản ánh lại là treo lên một cái một thời gian ngắn thôi, rất là tốt, giải quyết được rất nhiều cái vấn đề về tâm linh, về phong thủy ở trong nhà. Thế thôi, phàm phu chúng ta thì khi còn đang là phàm phu thì chúng ta học pháp phàm phu thôi, nhưng phải không được chấp vào cái pháp phàm phu ấy, mà nương pháp phàm phu ấy để tu tập chính pháp ấy, thì nó lại tốt vậy. Đó. Một
câu nữa, ý nữa Phật tử hỏi là người mất 49 ngày á, à quá 40, người mất 49 ngày rồi á, đưa lên chùa vong có được ở chùa không? Cũng tùy theo. Ví dụ cái trường hợp đó vong muốn ở lại chùa tu và thầy chủ trì các thầy cho ở tu thì có thể ở lại được. À, kêu với hộ pháp thiện thần á, à, Phật Bồ Tát thì tận độ chúng sinh nhưng mà cũng phải có hộ pháp thiền thần, các ngài cho ở thì mới ở, mà Phật Bồ Tát thì phải cũng phải nương vào gì ạ, cái ý của thầy trụ trì của các thầy á, các thầy cho ở mới ở được. Ví dụ mình xin với các thầy là cho các vong để ở lại chùa để tu tập, như là chùa chúng ta này có tháp báo ân đúng không, chùa chúng ta có tháp báo ân đó, các Phật tử đến có người mất ra mang đến cúng ở trong chùa mà xin thờ ở trong tháp báo ân á, thì thầy đồng ý mà. Mục đích thầy xây dựng tháp báo ân là để cho chúng ta thì cho những Phật tử chúng ta, cho những người hướng Phật chúng ta là gửi cho cốt cũng như là gửi di ảnh và cúng cho gì cho cái vong linh đã mất đấy ở trong chùa, thì cái trường hợp này cũng thể được ở trong chùa, họ ở trong chùa và coi cái nơi gì, cái nơi tháp báo ân đó là cái ngôi nhà chung của họ, chính là mình gọi nôm na là gì, cái chung cư cao cấp, chung cư cao tầng của các cụ đấy. Trong cái tháp báo ân đấy có nhiều gì, có nhiều ô, nhiều gian cho các cụ, tức là nhiều phòng, nhiều nhà riêng đó, tách riêng đó, chứ không phải là ở trong đó là chung, giống như mình cứ nói nôm na giống như nhà chung cư cao tầng của ở các thành phố lớn đó, đất nước của chúng ta như trên thế giới bây giờ đó, nôm na như thế đó. Thì cái trường hợp này cả cái thầy chủ trì và mọi người trong chùa đồng ý, gia đình chúng ta cũng nhất tâm và người cái vong đó thì cũng hoan hỉ và muốn cái điều đó, nếu mà chưa được giải thoát á, không bị đọa vào trong ba đường ác địa ngục cả quỷ súc sinh á, thần thức họ còn ở trong cái cõi âm á, thì họ vẫn đến gì, đến ở trong chùa để ở được, nếu như được sự đồng ý của thầy trụ trì và của tăng ni ở trong chùa, của chính quyền địa phương cho phép làm cái việc đó. Ví dụ thầy ở đây chẳng hạn, thầy xây tháp báo ân thầy phải xin phép chính quyền địa phương chứ, họ đồng ý rồi mới được làm chứ, nếu họ không đồng ý mà thầy làm lên họ không cho để thì làm sao mà được, đúng không? Chính quyền địa phương đồng ý, nhân dân cũng hoan hỉ cho làm cái việc đó, vì cái đấy là việc tốt. Bây giờ các vị nghĩ xem, đi ra cứ chôn mỗi một người chôn mất mấy mét vuông, nhưng bây giờ một người chúng ta mất có gì, mất có khoảng 5-60 phân vuông thôi, 40 phân vuông, 50 phân vuông thôi, 80 mét, có 8-90 mét vuông mà được khoảng gần 3.000 gì, gần 3.000 người. Chúng ta thấy mất mấy ha đất để làm nghĩa trang rồi đấy, mà chúng ta mất có 80 mét vuông. Cho nên cái này tôi nói với các bác lãnh đạo ở thị xã Sơn Tây và mấy bác ở Hà Nội nữa, các bác cũng rất ủng hộ. Vì đại đa số là những cái người mất là người ở trong thành phố Hà Nội chúng ta, là về để trong cái tháp báo ân đấy. Trong 3.000 thì phải có đến 2.500 là Hà Nội chúng ta, đỡ bao nhiêu đất cát. Nghĩa trang bây giờ ở ngoài thì không còn mấy nữa. Nghĩa trang ở nông thôn bây giờ có mấy nữa đâu. Đặc biệt là Hà Nội chúng ta không có mấy nữa. Đấy là nói về nghĩa trang. Cho nên đã gần hết rồi. Chỉ còn khoảng độ tầm mấy chục suất, hơn 100 suất nữa là hết cái tháp báo ân thôi. Vì vậy mà tới đây là phải xin với xã, địa phương, với thị xã và thành phố thì phải cho xây một cái tháp mới nó to hơn. Mà phải làm nó, làm đợt này là phải, ngày xưa làm theo lối cổ hàng chục năm trước rồi á, cho nên nó cổ. Bây giờ phải làm theo một cái tháp kiểu mới bây giờ. Mẫu thì thầy đi sang Ấn Độ mấy năm trước, thầy cái mẫu tháp, cái tháp hòa bình mà Nhật Bản họ làm để tặng đất nước Nepal á, đẹp lắm. Làm y dáng như thế. Mà chắc là cái tháp đó mà làm nên thì nó chỉ mất khoảng 1.000 mét vuông thôi. Nhưng mà nó để được khoảng độ tầm 30.000 hài cốt. 30.000 hài cốt, các vị biết không, nếu mà tính ra HA nó phải biết bao nhiêu HA đất để mà gì, mà chôn đúng không? Hà Nội sẽ đỡ được đi mấy chục HA đất ở trên địa bàn thành phố chúng ta. Chỉ trong vòng thì mất có 1.000 mét vuông thôi. Mà lại các Phật tử để vào thì lại rất là hoan hỷ. Con cháu lại biết đến Phật Pháp. Mà tới đây mà làm thì các vị không phải sợ là phải leo trèo đâu, sẽ có thang máy. Làm thang máy như là ở trong lòng đại tượng á, mà thờ phụng nó sẽ trang nghiêm và sạch sẽ, làm theo cái mô hình cái nội thất của Đài Loan á. Ngày mai thầy sẽ bảo các chú đi chiếu cho mà xem, bảo các chú về, kỹ sư đang bảo các chú thiết kế, làm lần này là phải thiết kế cho nó tất cả mọi cái, kể cả về độ ẩm này, về âm, về ánh sáng này,
và cúng ở trong kia luôn, chứ không phải cúng ở nhà vãng sinh đường mang xuống đấy, xong này sẽ cúng ở trong cái tháp luôn, vì tháp nó lớn hàng, nó cũng phải rộng như ở tầng 1 của đại tượng ấy. Phải cao cũng phải 30-40 mét, nhưng không phải lo, thang máy sẽ lên đến tầng cao nhất. Con cháu sau này đi không phải leo nữa, tất cả các hài cốt, tất cả hài cốt ở ngoài tháp báo ân cũ á, vài năm sau xây xong sẽ được chuyển về hết ở tầng 1 của tháp mới, cho nên các vị cũng không phải lo đâu, sẽ được chuyển hết về đó. Coi như là phải xây dựng một cái ngôi chùa Khai Nguyên này thành một cái cảnh giới gọi là cực lạc nhân gian hả? Cực lạc nhân gian, nói thế thôi thì cho vui thôi, nhưng cũng phải làm cho trang nghiêm đẹp đẽ để làm cái phương tiện để giáo hóa độ sinh. Bây giờ không thể nào mà bảo là xây một cái nhà cấp 4 lên á, lợp bổ lô á, hoặc là lợp tôn á, xong rồi cho mấy cái hộp tháp vào đấy bảo người ta đến đó để không thể được, mà phải xây cho nó trang nghiêm đẹp đẽ, thậm chí phải xây đẹp hơn cái chỗ của thầy ở nữa, để cúng dường các Bồ Tát. Vì những người về đó là gì? Những người á, toàn là cũng là Phật tử mà, toàn những Phật tử về tu tập. Các vị mà vãng sinh trước thì là Bồ Tát trước còn gì nữa, thầy còn là phàm phu, mà các vị được vãng sinh rồi về với Phật thì các vị là Bồ Tát thì chẳng thành Phật mau hơn tôi à? Đó, cho nên chỗ ở của các vị sau này phải đẹp hơn chỗ ở của thầy. Thầy bắt đầu thì cũng đang làm thủ tục rồi, đang lên thiết kế rồi. Ngày mai có thể bảo các chú nó trình chiếu cho chúng ta xem cụ thể hơn. Nó chắc chắn thì nó sẽ đẹp rất nhiều. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là một Phật tử đã đang gắn bó tu tập với đạo tràng Tịnh Tông ở Việt Nam đã nhiều năm. Con thấy thầy cùng các sư trong công tác Phật sự rất xả mình. Con rất hoan hỷ và cũng học theo thầy cùng các sư xả bỏ tài vật cúng dường và chăm lên chùa làm công quả. Nhưng sau một thời gian, con nhìn lỗi các sư không còn giữ uy nghi phép tắc của hàng Phật tử nữa. Con đang cố gắng sửa ạ. Không chỉ bản thân con như vậy, mà con nhìn thấy có một số đồng tu cũng đang bị như con trước kia, tâm cung kính và hành động chào hỏi thưa chuyện với các sư không còn như buổi ban sơ. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con về hậu quả của lỗi lầm trên với ngôi tăng bảo và cách sám hối để tâm con lại như thuở ban sơ. Con xin tri ân công đức thầy A Di Đà Phật. Đấy, các cụ ngày xưa nói là nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Đấy là chỉ cho người xuất gia. Ý nói là người xuất gia năm đầu tiên thì Phật tại tiền, thế Phật ngay trước mắt. Năm thứ hai tu thì Phật là gì? Ở tận Tây Thiên rồi. Năm thứ ba tu thì gì? Niệm Phật thì phải có gì? Có tiền thì mới gì ạ? Thì mới niệm cho. Cho nên ở trong chùa thì sư ở đâu cũng thế, kể cả sư ở chùa Khai Nguyên cũng vậy. Cũng có người gì? Có người tốt, người xấu, có người tu tốt, có người tu chưa tốt. Kể cả thầy cũng vậy, không phải lúc nào thầy cũng đầy đủ oai nghi phép tắc đâu. Có những lúc các vị cũng thấy thầy thì như đứa trẻ con đấy. Thật mà, có những lúc thầy như đứa trẻ con luôn. Có những lúc thầy như ông cụ già, khó tính, đăm đăm luôn. Có những lúc thì vui vẻ, hòa nhã, đến cái mức gọi là hạ thấp xuống như là một người bạn của các quý vị á. Nếu các vị mà chấp vào những cái tiểu tiểu uy nghi ấy, không nhìn được cái phương tiện của các thầy ấy, thì chỉ nhìn thấy lỗi thôi. Mà trong nhà Phật ấy, thì chúng ta biết rằng Hòa Thượng Tịnh Không nói rồi, tu mà chỉ nhìn thấy lỗi người là nguy rồi, chúng ta đang bị ma chướng rồi. Bất cứ đó là ai, tu mà mình chỉ thấy lỗi của mình á, còn tất cả lỗi của người á, chúng ta nhìn thấy, ghi nhận, biết vậy, và chúng ta sẽ không mắc vào cái lỗi ấy.